có Lý Thiên Mệnh cái này tấm mộc, đầy đủ cho nàng tiêu trừ rất nhiều lần công kích. Nói thật, nàng muốn là không mang theo Lý Thiên Mệnh, đơn độc đào tẩu, cũng có thể chạy không được xa như vậy. Thần Tông các cường giả, xem như kiến thức đến cái này, thiên cổ đệ nhất yêu nữ thủ đoạn. Tiền bối, người cũng họ Lý, ta cũng họ Lý, chúng ta thế nhưng là bản gia, nói không chừng còn là thân thích, người liền không thể tha ta một mạng không. Lý Thiên Mệnh bị băng ở trên người nàng, ở trong cơn bão táp phi nhanh, người đều sắp bị lắc choáng. Ai để ngươi đi làm cái gì tôn thần đệ tử đâu? Đáng đời, ngươi muốn làm đệ tử ta, đời này thì không lo an nguy vấn đề. Lý Thải Vi nói, ta không tin, Sở Tiểu Thất không phải ngươi đệ tử a? Không phải cũng bị hố, Lý Thiên Mệnh nói. Hơn nữa, còn là bị hắn làm thịt. Ha ha, ngươi thật đúng là tức chết ta rồi. Thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi lần này trúng chiêu, xong đời, muốn cùng ta lôi kéo làm quen, đời sau đi. Lý Thải Vi nói, cái kia cũng đáng, dù sao có thể cùng ngươi thân thể quấn quýt lấy nhau, triền miên thời gian dài như vậy, ta kiếm lời. Lý Thiên Mệnh nói, tuy nhiên ngăn cách, duyên mộng nghe xa, nhưng đối phương thân thể mềm mại ôn nhu cùng mùi thơm, căn bản ngăn không được. Muốn không phải nhanh mất mạng, đây đúng là một trận hương diễm hành trình. Thật sao, trên thế giới này, đùa giỡn qua nam nhân của ta có ngàn ngàn vạn, người muốn biết kết quả của bọn hắn sao? Xin lắng tai nghe. Bọn họ đều chết không yên lành. Sau khi nói xong, Lý Thải Vi không thèm phí lời với hắn. Bởi vì, nói chuyện cùng hắn dễ dàng phân thần, dẫn đến bị đuổi sát không buông thần tông cường giả, tìm tới thời cơ lợi dụng. Ngay tại vừa mới, nàng cũng bởi vì cùng Lý Thiên Mệnh nói chuyện, tóc đều bị kiếm vô ý tước mất một nửa. Lý Thiên Mệnh đều bị rót một miệng lông. Tiền bối, người khác không nói lời nào a? Tiểu đệ mới 20 mấy tuổi. Khí huyết dồi dào, người xác định không suy tính một chút, trâu già gặm cỏ non, sao? Lại nói người eo thật có kình, người xác định người 100 tuổi sao? Lý Thiên Mệnh líu lo không ngừng. Ta mới 99, Lý Thải Vi để hắn chọc cười. Cái kia đều có thể làm ta bà cố, vậy mà có thể có cùng ta ra thịt xem mắt cơ hội, tiện nghi ngươi. Ngậm miệng lại, Lý Thải Vi rốt cục chịu không được hắn, dùng duyên mộng nghe xa, đem miệng của hắn cũng cho cuốn lấy. Thì cửa này đầu, Phương Thái Thanh vọt đến trước mắt của hắn, trong tay thanh sắc chiến đao chặt chém mà đến, kém chút chặt ở trên trán của nàng. Nàng né tránh rất nhanh, có thể trên bờ vai lại bị đánh một đao. Ba họ Gia Nô, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày, ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nàng cõng Lý Thiên Mệnh chiến đấu không tiện, tăng thêm Phương Thái Thanh sau lưng còn có mấy trăm người, nếu không phải là như thế, bị như thế truy sát, nàng đã sớm phản kích. Để xuống đế tử, người còn có mệnh, Phương Thái Thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi làm thì ngươi nhiều người a. Thiên tinh cảnh nhanh đến, giờ đến phiên ta giết ngươi. Lý Thải Vi phấn trong mắt lãnh quang lấp lóe. Bọn họ đã đến hạ tầng tinh không? Nơi này lại không sông núi cây cối, chỉ có hư không cùng trên trời đầy sao. Ngẩng đầu nhìn lên, tinh hải trói lọi. Quả nhiên nhanh đến thiên tinh cảnh. Vừa tới vị trí này, tiến về bỗng nhiên tuôn ra đến không ít người. Thần tông cường giả xem xét, lại là trạm tinh điện người. Hai vị tông chủ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trạm tinh điện người liền vội hỏi. Bọn họ thấy mọi người đang đuổi giết Lý Thải Vi, vội vàng tại phía trước ngăn lại. Các ngươi trở về làm gì? Phương Thái Thanh nhíu mày hỏi. Hồi bẩm tông chủ, ngũ đại thần vực người tới, bọn họ chiếm cứ thiên tinh cảnh cửa vào, chúng ta khẩn cấp rút lui, thiên tinh cảnh không thể đi. Tông chủ! Bọn họ còn phái ra một bộ phận đuổi giết chúng ta, nhanh đuổi tới. Cửu cung quỷ tông có 5 đại quỷ vương tại, còn có Phong Thanh Ngục, Long Thương Nguyên cùng trưởng tôn thần khung đều tại. Trạm tinh điện người, trên cơ bản mặt mũi tràn đầy cuống cuồng. Rất hiển nhiên, đối phương đã hành động, dạng này đuổi tiếp tuyệt đối nguy hiểm. Nếu như bị đối phương vây quanh, rất có thể toàn quân bị diệt. Bọn họ những người này muốn là chết ở chỗ này, thái cổ thần vực căn bản đều không cần đánh. Tuyệt đối tự sụp đổ. Phương Thái Thanh cùng kiếm vô ý liếc nhau một cái, đều nhíu chặt lông mày. Càng khẩn cấp hơn chính là, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn đến nơi xa, đã có đối phương cường giả đánh tới. Bọn họ căn vốn không do dự thời gian. Phương Thái Thanh, các loại tiểu tử này mở ra thiên tinh kết giới, ta thuận tay đem hắn làm thịt, ngươi ở phía dưới chờ một hồi, nói không chừng còn có thể tiếp được đầu người. Lý Thải Vi hơi hơi nhếch miệng, cười đến xinh đẹp. Có thể lại như thế dọa người.
nàng tại kích thích Phương Thái Thanh, ép hắn tiếp tục đuổi. Tông chủ, không thể đuổi, không đi nữa không có cơ hội. Đối phương rất nhiều người, muốn là ở chỗ này bị vây giết, Thái Cổ Thần Vực thì xong đời. Tông chủ, chúng ta đi mau, chí ít còn có tôn thần tại. Thời khắc khẩn cấp, nghìn cân treo sợi tóc, chỗ nào còn có thể do dự. Các ngươi tranh thủ thời gian rút về thần tông, kiếm vô ý, ngươi dẫn bọn hắn trở về. Phương Thái Thanh nói, ngươi thì sao? Ta nhìn nhìn lại, có cơ hội hay không? Phương Thái Thanh nói, cẩn thận, kiếm vô ý nói, đi thôi. Kiếm vô ý hô hoán mọi người, tính cả Trạm Tinh Điện người cùng một chỗ, quay về thần tông. Không sử dụng kiếm không có ý xuất lĩnh, kỳ thật những cái kia kiếp lão cũng không dám đuổi. Không phải nói Lý Thiên Mệnh không trọng yếu, mà chính là thực sự không có biện pháp. Lý Thải Vi độc thân tiến Thái Cổ Thần Tông, tại Thần Tông cường giả trong mắt dưới đáy, bắt đi Lý Thiên Mệnh, càng là một đường đào vong một ngày một đêm. Một nữ tử, hoàn thành như thế hành động vĩ đại, đủ để chấn động thiên hạ, làm cho cả Thái Cổ Thần Vực đều hổ thẹn. Nhưng, nàng xác thực làm được. Tuy nhiên thời điểm then chốt, cầm Lý Thiên Mệnh làm bia đỡ đạn rất vô lại, không ai có thể lại so đo những chi tiết này. Bọn họ sẽ chỉ nhớ đến, thần tông cường giả mất mặt. Đối với chỉnh cái thần vực sĩ khí ảnh hưởng, 10 phần to lớn. Lý Thiên Mệnh bởi vì nhân hoàng long giáp, thành tựu đế tử, hiên viên đại đế lộ ra ân, để Thái Cổ Thần Vực sĩ khí tăng nhiều, đáng tiếc sự kiện lần này phát sinh, đã từng hết thảy, đều sẽ không còn sót lại chút gì. Thậm chí, so ngay từ đầu càng thảm đạm hơn. Những thứ này hậu quả, sẽ để cho rất nhiều người thất vọng, khó chịu. Ai cũng biết Thái Âm Tông chủ đáng sợ, nhưng không nghĩ tới, nàng có thể như thế đùa bỡn toàn bộ thần tông. Coi như nàng trọng thương, phần này dũng khí, đều đầy đủ để nam nhân thiên hạ khâm phục. Giờ khắc này, chỉ có Phương Thái Thanh một mình xâm nhập, đám người còn lại cũng không có cách nào từ bỏ, thở dài trở lại. Ngũ đại thần vực người, cũng không có truy đuổi quá xa, nhận được Lý Thải Vi về sau, bọn họ liền trực tiếp trở về thiên tinh cảnh cửa vào. Đây càng nói rõ, cửu cung quỷ tông đối thiên tinh cảnh coi trọng. Thiên tinh cảnh cửa vào. Lý Thiên Mệnh nghe được rất nhiều xôi trào thanh âm. Vậy cũng là đối Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi gieo hò. Trên người hắn quấn quanh, duyên mộng nghê xa, trong nháy mắt thì bị thu về. Lý Thiên Mệnh rốt cục khôi phục tự do, có thể nhìn có thể nói. Hắn nhìn chung quanh một vòng, chỉ có thể cười khổ. Hắn xác thực khôi phục tự do, có thể động năng chạy, nhưng mấu chốt là, chung quanh ngũ đại thần vực hợp lại hơn 2.000 cường giả, đều bao vây bên người hắn. Những người này, đại bộ phận đều là nhị nguyên kiếp lão trở lên, còn bao gồm 5 cái quỷ vương cùng Phong Thanh Mục, Lý Thải Vi, Long Thương Nguyên cùng trưởng tôn thần khung cái này 4 cái tông môn tông chủ. Bọn họ đều là đại lục ước vạn tu luyện giả đỉnh cao cường giả. Hắn một cái 20 mấy tuổi tiểu bối, có thể chạy trốn tới đâu đây? Giờ khắc này, có quá nhiều ngũ đại thần vực những người thống trị, như một đám thợ săn, lấy đối đãi một cái con mồi ánh mắt, trêu tức nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Tại bọn họ những người này đồng đều hơn 100 tuổi, lão gia hỏa, trong mắt, Lý Thiên Mệnh non giống như là một con thỏ trắng nhỏ. Ngoại trừ ngự thú sư, còn có rất nhiều cộng sinh thú bay ở chung quanh, trên cơ bản đều là 600-700 điểm sao trở lên. Mỗi một đầu, đều là quái vật khổng lồ. Bọn họ cơ bản phong tỏa, Lý Thiên Mệnh tất cả đào vong không gian. Đừng nói là Lý Thiên Mệnh, một con muỗi, cũng bay không ra bọn họ bao vây. 5 cái quỷ vương, đều bao phủ tại trường bào rộng lớn bên trong, tử khí kinh người. Lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục, một thân áo xanh, đi chân trần lăng không, như một khúc gỗ, vô thanh vô tức. Còn có tứ thượng hải Long Vương Long Thương Nguyên, Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương, Thất Tinh Thiên Tông Tông chủ trưởng tôn thần khung. Chỉ là những thứ này nhân vật đứng đầu bên trong, xâm nhập thần tông, tự mình bắt đi Lý Thiên Mệnh Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi, mới là tầm mắt mọi người tiêu điểm. Mọi người nhìn lấy trên người có rất nhiều pha tạp vết máu, khắp nơi đều là vết thương nàng, trong mắt tràn đầy khâm phục cùng kính sợ. Thật không hổ là vài vạn năm đến, đẹp nhất, mạnh nhất Thái Âm Tông chủ, thì liền bị thương, đều tuyệt vời như vậy, vết máu tại ngươi trên mặt, đồng dạng điên đảo chúng sinh. 5 vị quỷ vương bên trong, áo bào đỏ quỷ vương, huyết ý quỷ vương, vẫn tại chỗ, hắn cười lấy lòng Lý Thải Vi. Khác chiết sát ta, tuy đẹp nữ tử, đối với các ngươi cửu cung quỷ tông tới nói, không đều là luyện chế thi khôi tài liệu a. 5 vị, chìa khóa đã đến, tinh đồ cái kia cho ta. Lý Thải Vi mỉm cười nói.
một lần mạo hiểm, quanh thân trọng thương, nhưng đều là có thể an dưỡng thương tổn, duy chỉ có Thái Thanh Thần Viêm còn tại thiêu đốt cánh tay, có chút khó xử ý. Bất quá, dạng này đại giới đổi một chương tinh đồ, đối toàn bộ Âm Dương Ma Tông tới nói, đều đáng giá. Hiện tại, là Cửu Cung Quỷ Tông khi thực hiện lời hứa. Cửu Cung Quỷ Tông đương nhiên không thể chơi xấu, bởi vì Lý Thiên Mệnh còn tại Lý Thải Vi bên người, Lý Thải Vi có thể trưởng khống sinh tử của hắn. Thành tín, chính là hợp tác tiền đề. Đó là đương nhiên, Thái Âm Tông chủ vì liên minh chúng ta, lập xuống công lao hãn mã, thiên tinh cảnh tinh đồ, Lý nên thuộc về Âm Dương Ma Tông. Huyết Ý Quỷ Vương cười to nói. Hắn lấy ra một tấm tinh thần lập lòe đồ phổ, giao cho Lý Thải Vi, nhìn đến Long Thương Nguyên cùng trưởng tôn thần khung bọn người một mặt hâm mộ. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh đồng dạng nhìn ở trong mắt. Hắn có thể tính minh bạch. Cửu Cung Quỷ Tông chẳng những không có từ bỏ thiên tinh cảnh, càng là cầm giữ có một loại gọi là tinh đồ đồ vật. Loại vật này, tiến vào thiên tinh cảnh, rõ ràng có tác dụng lớn. Nói như vậy, Dịch Tinh Ẩn lần đầu tiên tới thăm dò thiên tinh cảnh, cần phải cho bọn hắn vô thanh vô tức tóm lấy. Như vậy, hắn hiện tại xuống chàng đâu? Lý Thiên Mệnh không có trong đám người phát hiện hắn. Thế đạo rất tàn khốc, Dịch Tinh Ẩn làm thần tông trạm tinh điện chủ, rơi trong tay bọn hắn, rất có thể đã không có. Không có tạm biệt, không có chào cảm ơn. Tàn nhẫn như vậy hiện thực, chỉ là tranh bá cùng chiến tranh một bộ phận. Trên thế giới này tư nguyên cứ như vậy nhiều, ai cũng muốn độc bá thiên địa, thu nạp hết thảy, tại dạng này dã tâm che đậy bên trong, tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Vì đạt được thiên tinh cảnh trọng bảo, trực tiếp nghiền ép tính chi phối chiến cuộc, Cửu Cung Quỷ Tông cái gì đều làm ra được. Lý Thải Vi vì tinh đồ, xác thực giúp bọn họ đại ân. Cái này cũng nói, Lý Thiên Mệnh đánh bại Hắc Ảm Diêm La, lấy được thiên tinh kết giới chi tâm, còn để Thái Cổ Thần Vực chiến ý dồi dào, đối Cửu Cung Quỷ Tông đả kích lớn bao nhiêu. Chỉ là hiện tại, bọn họ thông qua Lý Thải Vi, lại lần nữa thay đổi cục diện, bày mưu tính kế. Hiển nhiên, bọn họ mở ra thiên tinh cảnh thời khắc, chính là mình tử vong thời điểm. Sinh lộ ở phương nào? Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Hắn biết, lần này chỉ sợ cửu tử nhất sinh, hắn nhất định phải để cho mình tỉnh táo, mới có thể tại cái này trong tuyệt cảnh, liều mạng đi tìm một đường sinh cơ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Thiên tinh cảnh, xuất hiện tại trước mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là nhất trọng tinh thần mê vụ, cái này đoán chừng cũng là thiên tinh kết giới từ 9 đại thần vực cộng đồng sáng tạo, liên thông chí cao kiếp nguyên, thiên tinh kết giới một hủy, lực lượng sẽ tràn vào chí cao kiếp nguyên bên kia, làm đến chí cao kiếp nguyên đồng thời phá nát. Tại cái này tinh thần mê vụ về sau, cũng là hơn ngàn lập lòe đầy sao. Hơn ngàn đầy sao gần trong gang tấc, loại này đánh vào thị giác lực phi thường lớn. Lý Thiên Mệnh nhìn đến đầu váng mắt hoa, trước mắt thiên tinh cảnh, rõ ràng so hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn hùng vĩ, cổ lão mà sâu xa. Có nhân hoàng long giáp về sau, hắn chạm tinh cổ thần thể tăng cường rất nhanh, nhất là sau nửa tháng, cho đến nay Lý Thiên Mệnh đã dung hội 4.000 tinh nguyên, huyết nhục của hắn cường độ tuyệt đối siêu việt tại chỗ rất nhiều trưởng bối, đã thành hắn chiến đấu lực trọng yếu bộ phận. Trọng yếu là, đi tới nơi này hạ tầng tinh không về sau, chạm tinh cổ thần thể có thể cùng cái này tinh thần hình thành liên lụy huy diệu. Thậm chí mượn dùng tinh thần lực lượng, dung hội trong thân thể. Hắn ở chỗ này, đồng dạng giống như là một ngôi sao. Thiên tinh cảnh, bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Tại Lý Thiên Mệnh suy nghĩ thời điểm, Lý Thải Vi cùng Cửu Cung Quỷ Tông, đã hoàn thành giao dịch. Hắn trưởng khống quyền, tự nhiên mà nói, thì quy thuận Cửu Cung Quỷ Tông. Vạn chúng chú mục phía dưới, Cửu Cung Quỷ Tông Huyết Ý Quỷ Vương, đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hắn toàn thân tại trường bào màu đỏ ngòm bên trong, đầu cũng bị mũ trùm che khuất một nửa, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn thấy hắn huyết vụ này lăn lộn bộ mặt, có một trương so với thường nhân lớn miệng. Hắn nhếch môi cười thời điểm, khóe miệng đều đến bên tai. Miệng này, cảm giác đều có thể nuốt vào hai cái quyền đầu. Tôn quý đế tử, sắp chết đến nơi tư vị, cảm giác như thế nào? Huyết Ý Quỷ Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Vẫn còn, Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, hắn nói vẫn còn, Huyết Ý Quỷ Vương cười. Mọi người cười vang, Lý Thiên Mệnh cũng cười theo một chút. Hắn hiện tại thì là trong tay đối phương dế, sinh tử tùy ý trưởng khống, mệnh cũng không khỏi chính mình, cũng không cần quan tâm tôn nghiêm. Muốn hay không phát cái thể A, nói thí dụ như, các người hãy nghe cho ta, chỉ cần ta Lý Thiên Mệnh còn sống rời đi nơi này,
sớm muộn có một ngày, để cho các ngươi tất cả mọi người chết không toàn thây. Để cho các ngươi năm cái thần vực thây ngang khắp đồng. Huyết ý quỷ vương cười nói. Mọi người lại cười. Tiền bối cũng đừng trêu đùa ta, không có ý nghĩa, ta thua, nhận mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói cũng đúng, nói thật, chúng ta đều không nghĩ tới, thì ngươi một cái tiểu gia hỏa, làm cho chúng ta đau đầu như vậy, ngươi có thể làm đến bước này, đã đầy đủ có bản lãnh, điểm này ta bản thân bội phục ngươi, người tài ba có người tài ba kiểu chết, ta thì để yên ngươi. Làm việc đi. Huyết ý quỷ vương lúc nói chuyện, trên bàn tay thịt quay cuồng một hồi, bỗng nhiên xé mở một lỗ lớn, bên trong chui ra một đầu đỏ như máu nhúc nhích nhục trùng. Cái kia nhục trùng lớn lên giống là con đỉa, phía trước giác hút bên trên có lít nha lít nhít hàm răng, xem ra vô cùng buồn nôn. Đây cũng là mẫu hoàng hệ cộng sinh thú tử thể. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh mí mắt nhảy một cái, lửa giận trong lòng diễm cháy hừng hực. Phệ tâm trùng, chuyên ăn tuổi trẻ hoạt bát trái tim, một chút xíu gặm cắn, có thể tiếp tục 10 ngày 10 đêm, để ký chủ nhấm nháp tận thế gian tàn khốc nhất thống khổ mà chết. Này 10 ngày, người sẽ sinh ra chỉ ít 100.000 cái, hối hận đi vào trên thế giới ý nghĩ. Bất quá may mắn là, tại ngày thứ 10 lúc kết thúc, nó sẽ cho ngươi một thống khoái. Huyết ý quỷ vương mỉm cười nói. Cái này không có ý nghĩa, tiền bối không phải nói, để yên ta rồi hả? Lý Thiên Mệnh trong mắt tràn đầy tơ máu. Cái kia giữ tợn huyết sắc nhục trùng, để hắn hãi hùng khiếp vía, hắn nhìn lấy huyết ý quỷ vương, không có chớp mắt. Ta bản thân là để yên ngươi, nhưng Diêm La dù sao cũng là đệ tử ta dù sao cũng phải vì hắn sự công bằng. Lấy lại công đạo đúng không? Ngươi sinh ở Viêm Hoàng Đại Lục, cái kia không phải không biết, chúng ta cửu cung quỷ tông hành sự quy tắc a. Chúng ta làm theo, gấp 10 lần hoàn trả, nguyên tắc, ngươi giết chúng ta cửu cung quỷ tông nhiều đệ tử như vậy, thì cái này, phệ tâm trùng, đó là tiện nghi ngươi, biết không? Tiểu bằng hữu, huyết ý quỷ vương nói. Lợi hại, lợi hại, Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết, trong lòng ngươi đã luống cuống, không quan hệ, đời sau tranh thủ ném tốt thai. Sinh ở chúng ta cửu cung thần vực, trận doanh chỉ cần đứng đúng, người thì không dễ dàng không may, đã hiểu không? Huyết ý quỷ vương vỗ vỗ sau gáy của hắn nói. Đã hiểu, cảm tạ tiền bối dạy bảo, ta sâu sắc nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh cái ót chịu hai bàn tay, có chút choáng đầu. Mọi người lại cười. Nhìn đến cái này không ai bì nổi đế tử, hiện tại bị dạng này xuống tràng, trong lòng bọn họ tại chỗ thống khoái. Từng đợt cười vang, liên tiếp. Cửu cung quỷ tông thủ đoạn chính là như vậy, tại cửu cung thần vực trong từ điển, không có tàn nhẫn, hai chữ này, hết thảy đều thưa thất bình thường. Tại mỉa mai trong lúc cười, huyết ý quỷ vương một thanh đè lại Lý Thiên Mệnh cổ, đem cái kia, phệ tâm trùng, nhét vào trong miệng của hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy cổ họng một trận tê tâm liệt phế nhói nhói, sau đó thì không có cảm giác. Cái kia phệ tâm trùng đã chui vào trong thân thể của hắn, nhưng lại không biết ở nơi nào. Kết thúc. Dễ chịu sao? Huyết ý quỷ vương nắm bắt miệng của hắn hỏi. Dễ chịu, Lý Thiên Mệnh thanh âm bình thản. Hắn thật lâu không có tiếp nhận loại này làm nhục. Cái này nắm giữ miệng to như chậu máu người, thanh âm của hắn đã khác ở Lý Thiên Mệnh trong lòng. Huyết ý quỷ vương để Lý Thiên Mệnh loại này, cưỡng ép kiên cường, làm cho tức cười. Ngươi nhà ngươi, vẫn là tuổi còn rất trẻ a, hâm mộ. Bất quá ngươi được rõ ràng, ngươi bây giờ xác thực dễ chịu. Dù sao ngươi chính sự còn không có làm đâu, đúng hay không? Cái này phệ tâm trùng, còn chưa tới động thủ thời điểm, đến lúc đó mùi vị đó, mới gọi là dễ chịu. Huyết ý quỷ vương nói. Cho nên, ngươi muốn ta làm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đơn giản, ngươi xem một chút bên kia, cái kia chính là thiên tinh kết giới. Huyết ý quỷ vương nói. Thấy được, Lý Thiên Mệnh nói. Cái này nghe là rất tầm thường đối thoại, có thể Lý Thiên Mệnh trong lòng. Giữ tợn sát cơ đã để hắn khí huyết quay cuồng, rất khó khống chế. Ngươi đi vào, đến kết giới hạch tâm vị trí, dùng ngươi kết giới chi tâm, đem thiên tinh kết giới đóng lại, sứ mệnh của ngươi thì kết thúc. Nếu như ngươi nguyện ý nghe lời nói, ta liền đem ngươi 10 ngày tra tấn, rút ngắn làm một trời. Chấm, chờ ngươi tránh thức tiếp nhận loại này tra tấn, ngươi liền sẽ rõ ràng, 10 ngày cùng một ngày, căn bản không phải một loại khái niệm. Ngươi có loại này chuộc tội cơ hội, thật sự là quá may mắn. Huyết ý quỷ vương nói. Các ngươi không thể cùng ta đi vào chung không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, ngươi hỏi cái này, là đang nghĩ đảo mệnh chi pháp sao? Hai tử, ta phệ tâm trùng ở trên thân thể ngươi, ngươi đời này, không cần nghĩ đến quá phức tạp đi. Huyết ý quỷ vương nói.
Hắn tuy nhiên không trả lời thẳng, nhưng đáp án rất hiển nhiên. Cái này thiên tinh kết giới, chỉ có Lý Thiên Mệnh có thể vào, nếu không kết giới tự hủy, chí cao kiếp nguyên biến mất. Tự chí cao kiếp nguyên xuất hiện, chín đại thần vực đều chú ý nơi này, Cửu Cung Quỷ Tông muốn độc bá không dễ dàng như vậy, mới thiết lập thiên hạ đệ nhất hội. Thiên tinh kết giới là thái cổ thần vực nói ra, đoán chừng thái cổ thần tông đều không nghĩ tới, cái này thiên tinh kết giới sẽ cho Cửu Cung Quỷ Tông, tạo thành phiền toái lớn như vậy. Chỉ có chính ta có thể vào. Lý Thiên Mệnh tâm lý buông lỏng không ít. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, ta sẽ trước hết để cho ngươi nhấm nháp một ngày phệ tâm trùng uy lực, một ngày sau khi kết thúc, ngươi muốn là biết ngơ lời, đóng lại thiên tinh kết giới, ta còn có thể đưa ngươi còn lại 9 ngày, hưởng phúc, rút ngắn làm một trời. Bất quá nếu như vậy, ngươi nhưng là trắng trắng nhiều hưởng thụ một ngày. Ngươi trẻ tuổi, tin tưởng tiền bối cảnh cáo, một ngày này xuống tới, ngươi đều sẽ hối hận chính mình là cá nhân. Huyết ý quỷ vương nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ta đi vào, hắn nói. Thống khoái như vậy, huyết ý quỷ vương ngơ ngác một chút, hắn còn tưởng rằng cái này kiên cường ra hỏa, sẽ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây. Ta chỉ là tin tưởng ngươi tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ta mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, ngươi thấy rõ ràng, ta đánh giá thấp ngươi. Huyết ý quỷ vương nói. Tại vạn chúng chú mục bên trong. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy đi hướng thiên tinh kết giới. Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, Long Thương Nguyên chờ một chút người, đều đang nhìn cái này thống khoái đi hướng tử vong thiếu niên. Thiên tinh kết giới chỉ phải đóng lại, hắn nhất định phải chết. Không biết sao, huyết ý quỷ vương cộng sinh thú, phệ tâm cự ma, nổi tiếng thiên hạ. Hắn bị trồng phệ tâm trùng, chỉ có một con đường chết, lựa chọn thiếu chịu khổ, nhưng thật ra là lớn nhất lý trí quyết định. Loại này trực diện tử vong dũng khí, nói thật, rất nhiều trưởng bối đều làm không được. Đại đa số người, đều phải tránh thức ăn một chút đau khổ, mới biết được nhân gian đến cỡ nào tàn khốc. Đứng tại thiên tinh kết giới trước mắt, Lý Thiên Mệnh thân thủ chạm đến, trên người hắn kết giới chi tâm hiện lên mà đến, trực tiếp đem hắn hút thu vào. Giờ khắc này, hắn đã tại kết giới trong phạm vi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười. Trên thân tất cả áp lực quét sạch sành sanh. Chỉ có ngập trời phẫn nộ, hội tụ tại lồng ngực. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn lấy ngũ đại thần vực đỉnh cao cường giả nhóm, cuối cùng ánh mắt, rơi vào cái kia áo bào đỏ trên thân thể người. Huyết ý quỷ vương, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn, trong mắt bộc phát dữ tợn hung quang. Làm gì đâu, huyết ý quỷ vương cười lạnh hỏi. Mà nó mẹ ngươi, Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động tinh không. Mọi người ngây ngẩn cả người. Tinh không bên trong, chết yên tĩnh giống nhau. Huyết ý quỷ vương hơi hơi hé miệng, hắn sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên thổi phù một tiếng, phình bụng cười to. Ha ha ha! Tất cả mọi người cười. Người oa nhi này, thật sự là đùa chết ta rồi. Thật là một cái kỳ nhân, chậc chậc. Được rồi, để hắn phát tiết một chút, dù sao người trẻ tuổi tự cao tự đại rất bình thường, không có bị xã hội đánh đập. Huyết ý, người thì ăn chút thiệt thòi đi. Toàn bộ thiên tinh cảnh cửa vào bầu không khí, đều bị Lý Thiên Mệnh bàn sống. Vui vẻ nửa ngày, huyết ý quỷ vương khoát khoát tay, nói, được, để ngươi chiếm điểm tiện nghi, mắng đều mắng, thì đừng lo lắng, làm việc đi. Nhốt thiên tinh kết giới. Ta liên quan ngươi mẹ trái trứng. Lý Thiên Mệnh thu hồi vẻ giận dữ, ngược lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười, từng chữ nói ra câu nói này. Mọi người lại ngây ngẩn cả người. Chỉ là lần này, không người cười. Tất cả mọi người có chút không kiên nhẫn. Ngươi có phải hay không não tử lớn lên bao hết, ngươi sẽ không phải coi là, chúng ta không thể vào thiên tinh kết giới, thì không thu thập được ngươi đi. Phệ tâm trùng còn ở trên thân thể ngươi đâu, huyết ý quỷ vương thản nhiên nói. Sự kiên nhẫn của hắn cũng không xê xích gì nhiều. Cái gì phệ tâm trùng a? Ngươi ngu xuẩn vô tri hóa thân sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, bọn họ hoàn toàn không mang ý cười. Mà chính là lấy lạnh lùng ánh mắt, nhìn lấy không biết sống chết Lý Thiên Mệnh. Bao quát huyết ý quỷ vương, đều là lạnh lùng mà âm u. Huyết ý, người đánh giá cao hắn. Nói cho cùng, đây chính là cái không bị qua khổ hài tử, trước hết để cho hắn phẩm nhất phẩm đi. Dù sao tuổi tác quá nhỏ, hoảng hốt, liền không có thần trí. Nếm một chút tư vị, là hắn biết, nên nói như thế nào, nên làm cái gì. Chung quanh những cường giả khác. Trên cơ bản đều là một loại ý nghĩ. Huyết ý quỷ vương phệ tâm cự ma,
toàn bộ Viêm Hoàng đại lục người đều hoảng sợ, liền xem như còn lại quỷ vương đều kiêng kỵ. Một khi để phệ tâm trùng nhập thể, giấu ở trái tim phía trên, coi như phá vỡ trái tim, đều chưa hẳn có thể đem bắt tới, nó nuốt ăn thời điểm, trước cùng trái tim dung hợp lại cùng nhau, một chút xíu nuốt ăn, chế tạo khoan tim thống khổ, quá trình này trái tim tổng thể sẽ không giảm bớt, chỉ là một chút xíu chuyển hóa. Cuối cùng sau khi ăn xong, phệ tâm trùng cũng là Lý Thiên Mệnh trái tim, có thể quả tim này, đã không thuộc về chính hắn. Lý Thiên Mệnh minh bạch, nó đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá, đối phương căn bản không biết, hắn người Hoàng Long Giáp, tồn tại ở trên trái tim. Bọn họ càng không biết, trên người hắn, còn có một loại chuyên ăn huyết nhục thái cổ hỗn độn cự thú. Tại huyết ý quỷ vương lắc đầu, chuẩn bị để phệ tâm trùng lúc mới bắt đầu, Lý Thiên Mệnh ở ngực, bỗng nhiên đâm ra một cái cành lá. Cái kia cành lá phía trên, dài ra một đóa đỏ như máu địa ngục chi hoa, Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu Sa Hoa, có rất nhiều kiếm hình cánh hoa, lít nha lít nhít, lãnh diễm mà sắc bén. Cái này đều không tính là gì, tránh thức để toàn trường tĩnh mịch, đờ đẫn là, cái này nhiều đóa hoa màu đỏ ngòm phía trên, nằm một cái huyết sắc nhục trùng. Nó toàn thân đâm đầy kiếm hình cánh hoa, ngay tại thống khổ dẫy giụa. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh ở ngực, lại lan tràn ra rất nhiều màu đen sợi rễ, đâm vào cái kia phệ tâm trùng trên thân, đảo mắt trong nháy mắt, đem cái này dài rộng nhục trùng, ăn đến sạch sẽ. Toàn bộ quá trình, mấy ngàn ngũ đại thần vực cường giả, trợn mắt hốc mồm, một câu đều không nói ra. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh ở ngực nhánh cây, đều thu rụt trở về, vẫn tĩnh mịch thật lâu. Tiên Tiên, cảm ơn ngươi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười thở dài một hơi. Không cần cảm ơn, về sau còn có người đưa thịt thịt tiến đến, sớm một chút thông báo ta đi ra ăn, sâu nhỏ quá mỹ vị, tuy nhiên rất biết ẩn núp, nhưng là, chỗ nào có thể tránh được Tiên Tiên miệng nhỏ, hì hì. Hắn đưa 10.000 điều tiến đến, ta đều có thể ăn sạch sẽ, Tiên Tiên còn chưa ăn no. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Ha ha, người lập công lớn, đã cứu ta nhất mệnh, tiếp đó, nhất định sẽ có thật to khen thưởng. Lý Thiên Mệnh nói. Qua, vui vẻ, vạn tuổi. Tiên Tiên tại cộng sinh không gian bên trong, vui sướng nhảy múa. Lý Thiên Mệnh trong trái tim, có tối cường ngạnh nhân Hoàng Long Giáp, phệ tâm trùng căn bản không có cách nào. Nó ngược lại là có thể cắn xé còn lại nội tạng, đáng tiếc có Tiên Tiên tồn tại, phệ tâm trùng tại trong thân thể của hắn, cũng là cái phế vật. Ngoại nhân không nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh tại tâm linh câu thông. Bọn họ nhìn lấy cái này mặt mỉm cười, vẻ mặt đắc ý thiếu niên, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tỷ như huyết ý quỷ vương, cả người hắn âm trầm như ma, cơ hồ thổ huyết. Tiến đến a, đánh ta à, đồ con lợn. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn chằm chằm, thanh âm bất ngờ vang lên. Huyết ý quỷ vương toàn thân huyết khí lăn lộn, rộng lớn miệng gấp đóng chặt lại, mặt có chút vặn vẹo. Ai cũng biết, hắn đến cỡ nào phiền muộn. Mấu chốt là, phệ tâm trùng không có, hắn giống như không có cách nào a. Không chỉ là hắn không có cách, không nguyện ý từ bỏ thiên tinh cảnh ngũ đại thần vực tất cả mọi người, cũng không có cách nào. Huyết ý quỷ vương, nói cũng là ngươi, ta thì làm. Ngươi tổ tông 18 đời làm gì? Phế vật, còn trang bức sao? Ngươi nếu là có loại, thì tiến tới giết ta, không có loại ngươi chính là cháu trai. Rùa đen vương bát tôn, như thế nào, có phục hay không? Toàn bộ hạ tầng tinh không, cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh mình tại nói chuyện. Cho nên, thanh âm của hắn, sao mà chói tai? Nhưng là, bọn họ mấy ngàn người, chỉ có thể thổ huyết, phẫn nộ. Tại chỗ ngũ đại thần vực cường giả, đều là đại lục ở bên trên nhân vật có mặt mũi, thụ ức vạn người kính sợ. Giờ khắc này, lại làm cho Lý Thiên Mệnh cái này một cái, trong mắt bọn họ tiểu hài tử, nhục nhã giận mắng, trong lòng chi phiền muộn có thể nghĩ. Nhất là huyết ý quỷ vương, mặt mũi đều ném đến không sai biệt lắm. Mượn nhờ thiên tinh kết giới, tạm thời thoát cách tử vong uy hiếp, Lý Thiên Mệnh tương đương với lần nữa chuyển bại thành thắng. Tuy nói Tiên Tiên giúp đại ân, nhưng Lý Thiên Mệnh tại quá trình này chấn định cùng tỉnh táo, quả thực khiến cái này tiền bối cường giả khó chịu. Cái gọi là thiên tài, tại Viêm Hoàng đại lục cũng không tính quá đáng tiền, 20-30 năm một thế hệ, chỉ cần có tư nguyên, có huyết mạch, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Cho nên, thiên hạ đệ nhất hội chết không ít tuổi trẻ người, cũng không tính là dao động ngũ đại thần vực căn bản. Bởi vậy có thể thấy được, những năm này lớn lên cường giả đối người tuổi trẻ thái độ, phần lớn đều cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến.
Bọn họ đại thế lực ở giữa đánh cược, lại nhiều lần để Lý Thiên Mệnh nhiễu loạn, tỉ như huyết ý quỷ vương, liền có một loại bị hài đồng trêu đùa cảm giác, khó tránh khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Bất quá, bọn họ ngược lại không đến nỗi mất lý trí. Dưới loại tình huống này, bọn họ nhìn nhau vài lần. Tiểu hài tử, ngươi không dùng cao hứng quá sớm, thiên tinh kết giới có thể bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi cả một đời. Có chúng ta ở đây, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Không có tu hành tư nguyên, ngươi sẽ chỉ làm người đồng lứa hất ra, sau cùng không ngớt mới cũng không bằng. Lý Thải Vi nói, thì tính sao, dù sao ta so ngươi tuổi trẻ, sớm muộn nấu chết ngươi. Lý Thiên Mệnh không có vấn đề nói. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi, tứ tượng Hải Long Vương Long Thương Nguyên lắc đầu cười xùy một hồi. Huyết ý quỷ vương thì cùng mặt khác bốn vị quỷ vương hội tụ, ánh mắt của hắn lãnh đạm, hỏi, dịch tinh ẩn đâu? Ta khiến người ta áp giải về tông môn, dự định tấn công Thái Cực Phong Hồ thời điểm dùng. Trước hết để cho người, hầu hạ, hắn một hồi. Một vị khô gầy áo bào xanh quỷ vương nói. Mau để cho người trả lại. Huyết ý quỷ vương nói. Ngươi là muốn dùng dịch tinh ẩn, bức bách tiểu hài này đi vào khuôn khổ. Áo bào xanh quỷ vương hỏi. Thử một chút, người trẻ tuổi trọng cảm tình, để hắn xem chút tràng diện, kích thích một chút. Lần này thật không nghĩ tới. Hắn còn có thể đối phó phệ tâm trùng. Coi như ta thất sách, huyết ý quỷ vương nói. Cái này không có gì, người cái kia đồ chơi, khắp thiên hạ có thể đối phó đều không cao hơn ba cái, tính toán tiểu gia hỏa này vận khí tốt. Bất quá, hắn cùng dịch tinh ẩn quan hệ đúng chỗ sao? Áo bào xanh quỷ vương hỏi. Ta khiến người ta điều tra, nhìn ra có thể thực hiện. Thành, ta khiến người ta nắm chặt trả lại, thiên tinh cảnh sự tình, càng sớm giải quyết càng tốt. Hai người nói khẽ với lời nói, đã có tính toán. Tiếp đó, cái này mấy ngàn tiền bối cường giả, trên cơ bản đều không nói lời nào, lãnh đạm nhìn lấy thiên tinh kết giới bên trong Lý Thiên Mệnh. Bao quát huyết ý quỷ vương ở bên trong, mặc kệ Lý Thiên Mệnh nói cái gì, bọn họ đều không để ý. Tràng diện tĩnh mịch, những người này, khó đối phó. Lý Thiên Mệnh tại thiên tinh kết giới bên trong lắc đầu. Tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng... Làm hắn phát hiện những người này thảo luận về sau, hoàn toàn không để ý chính mình. Cái kia từng đôi lạnh lùng ánh mắt nói cho Lý Thiên Mệnh, chính mình còn không có thoát ly bọn họ trưởng khống. Hiện tại không bị trưởng khống, thời điểm then chốt, còn có Thái Nhất Tháp. Nếu như không có còn lại phiền phức, ta cần phải không chết được. Bọn họ không có khả năng đánh vỡ thiên tinh kết giới giết ta, từ bỏ thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh trong lòng suy nghĩ. Đã như vậy. Hắn liền tại cái này thiên tinh kết giới bên trong du tẩu, việc cấp bách, vẫn là muốn vắt hết óc, hết sức tìm kiếm cầu sinh chi lộ. Linh Nhi nghe được tin tức, không biết nên có bao nhiêu bối rối. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ. Hắn đô thiên trời trốn ở Thái Cổ Thần Tông, không nghĩ tới đều bị bắt tới. Hắn coi lại cái kia Lý Thải Vi liếc một chút, ngàn vạn bộ hạ bên trong, cái kia như thiếu nữ khuynh thành nữ tử, một đôi phấn mắt lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Khả năng rất nhiều người sẽ nghiêng đổ tại dung mạo của nàng phía dưới, nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ không quên, là nàng để cho mình cửu tử nhất sinh. Nếu có một ngày, ta có thể đứng ở Viêm Hoàng Đại Lục đỉnh phong, hôm nay nhận qua hết thảy, bình tĩnh gọi các ngươi, gấp bội hoàn trả. Hắn có thể đóng lại thiên tinh kết giới, nhưng hiển nhiên không cần thiết làm như vậy. Đúng rồi, chí cao kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh xâm nhập thiên tinh kết giới, chợt thấy kết giới này chỗ sâu, có năm đạo lập lòe tinh thần quang mang. Tại cái này tinh thần quang mang về sau, có một cái vòng xoáy màu đen, không ngoài dự liệu, cái kia chính là thiên tinh cảnh cửa lớn. Ánh mắt của hắn rơi vào cái này năm cái ngôi sao quang mang trên, thân thể tại thiên tinh cảnh bên trong bay trì, dần dần tới gần. Cái kia năm cái chí cao kiếp nguyên, cũng ở trước mắt biến đến rõ ràng. Hắn đã đi tới thiên tinh kết giới cuối cùng. Thiên tinh kết giới cùng cái này năm cái chí cao kiếp nguyên ở giữa, còn khoảng cách có một cái kết giới bình chướng. Lý Thiên Mệnh thì đứng tại kết giới này bình chướng trước. Hắn nhớ đến Hiên Viên Mộc Tuyết nói qua, chí cao kiếp nguyên mới xuất hiện thời điểm, muốn cầm tới cái này chí cao kiếp nguyên, còn phải vượt qua một cánh cửa. Cánh cửa kia muốn nửa canh giờ mới có thể phá vỡ, hắn đoán chừng Mộc Tuyết nói cánh cửa này, cũng là trước mắt đạo này kết giới bình chướng. Đây không phải thiên tinh kết giới bộ phận, mà chính là thiên tinh cảnh một bộ phận. Mở ra cái này nhất đạo bình chướng, mới có thể cầm tới chí cao kiếp nguyên. Cầm tới chí cao kiếp nguyên, mới có thể mở ra thiên tinh cảnh.
Thiên tinh kết giới kết nối cũng là cái này nhất đạo bình chướng, chín đại thần vực liên hợp bố trí thiên tinh kết giới, một khi bạo phá, lực lượng khả năng phá hủy bình phong này cùng chí cao kiếp nguyên. Cái này nhất đạo bình chướng đối các quỷ vương không khó, nhưng lại ngăn trở Lý Thiên Mệnh, cầm tới chí cao kiếp nguyên. Thế mà, nắm giữ trộm thiên nhất tộc hắc ám tí Lý Thiên Mệnh, sẽ bị kết giới bình chướng ngăn cản a. Hắn không nhìn bình phong này, ánh mắt rơi vào cái này năm cái chí cao kiếp nguyên trên thân. Nghe nói, đây là Viêm Hoàng đại lục cấp bậc cao nhất kiếp nguyên, đạt tới cấp 9, làm cho cộng sinh thú, nắm giữ hơn 900 điểm sao. Bọn họ cần phải thuộc về Lý Thiên Mệnh. Cái này năm cái kiếp nguyên, khoảng cách Lý Thiên Mệnh còn có chút khoảng cách. Lý Thiên Mệnh đại khái có thể nhìn đến, cái này tựa như là năm cái lập lòe tinh thần. Bọn họ lấy ngũ hành phương vị sắp xếp, phía dưới cùng là một cái nóng rực thiêu đốt hỏa diễm tinh thần, như là một vầng mặt trời. Trên cùng thì là một cái băng ngôi sao màu xanh lam, lãnh quang liếm diễm, bên trái là một cái trắng ngôi sao màu vàng óng, kiên cường chướng mắt, vô cùng lập lòe, phía bên phải thì là một khỏa ngôi sao màu đen, quỷ quyệt âm u. Cứ bên trong thì là một khỏa ngôi sao màu vàng, to lớn nhất, khắp chung quanh còn có tầng tầng ngôi sao quấn quanh. Năm cái chí cao kiếp nguyên, hỏa tinh nóng rực, thủy tinh băng hàn, kim tinh cương mãnh, mộc tinh tĩnh mịch, thổ tinh cẩn trọng. Rất hiển nhiên. Cái này năm đại chí cao kiếp nguyên, chính là trọn vẹn, lẫn nhau ở giữa có liên lụy. Đây rốt cuộc là thiên địa sinh ra, chính là thượng thần đoán tạo, vẫn là thời gian bí ẩn. Viêm Hoàng đại lục ở bên trên tồn tại chí cao kiếp nguyên, tỷ như phương thái thanh cộng sinh thú, đều có hơn 900 ngôi sao, hiển nhiên đều là cấp 9 thiên địa kiếp nguyên tiến hóa mà thành. Có thể trọn vẹn chí cao kiếp nguyên, tuyệt đối hiếm thấy. Ta có thể cầm tới bọn họ, không mở ra thiên tinh cảnh là có thể. Lý Thiên Mệnh nghĩ, nếu như chí cao kiếp nguyên, bị ta lấy đi, mặc kệ là cầm trên tay, vẫn là đặt ở tu di giới chỉ, bọn họ cưỡng ép đập vào thiên tinh kết giới, đều sẽ dẫn đến thiên tinh kết giới sinh ra tự hủy lực lượng, tính cả ta cùng một chỗ hủy diệt. Dạng này bọn họ vẫn là lấy không được chí cao kiếp nguyên. Bất quá, ta muốn là tại trước mặt bọn hắn, trắng trợn để cộng sinh thú nuốt tiến hóa, ta đoán chừng bọn họ thì sẽ nổi điên, cái gì đều không để ý tới. Cầm đi. Bọn họ còn có thể đoạt, nuốt tiến hóa, vậy liền triệt để không có. Nghĩ tới đây, bất kể nói thế nào, Lý Thiên Mệnh muốn trước đem bọn nó nắm bắt tới tay phía trên. Nếu như vậy, nói không chừng còn là một cái, có thể uy hiếp lá bài tẩy của bọn nó. Hắn liền duỗi ra hắc ám tí, bắt đầu xé rách kết giới kia bình chướng. Hắn đang làm cái gì? Lấy tiểu hài này lực lượng, cũng muốn phá vỡ cái này thiên tinh cảnh ngăn cách kết giới, cầm tới 5 cái kiếp nguyên. Trước kia thử qua, tối thiểu đến 10 tầng sinh tử kiếp hao phí nửa canh giờ trở lên, mới có thể mở ra. Tùy tiện hắn giày vò đi. Ngũ đại thần vực trưởng bối cường giả, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ là, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, liền tại bọn hắn lời nói âm vừa hạ xuống xong, Lý Thiên Mệnh dễ như trở bàn tay, xé mở kết giới này bình chướng. Hắn thoát ly thiên tinh kết giới, đi tới thiên tinh cảnh cửa lớn trước đó. Năm đại chí cao kiếp nguyên. Gần trong gang tấc. Làm sao có thể? Cái này thái cổ thần vực tiểu bối, lại lần nữa rung động những thứ này đỉnh cấp cường giả. Lý Thiên Mệnh trên thân, có quá nhiều siêu thoát lẽ thường, phá vỡ bọn họ thế giới quan đồ vật. Bắt được phệ tâm trùng, xé mở kết giới bình chướng, đều là không thể tưởng tượng thủ đoạn. Nếu là hắn nhận lấy kiếp nguyên, cái kia còn không có gì, nhưng nếu là dám cho cộng sinh thú nuốt ăn tiến hóa, vậy làm sao bây giờ? Dạng này không được a. Tay cầm tại trên tay hắn. Cục diện lại lần nữa khẩn trương lên. Huyết ý quỷ vương một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, hung quang dữ tợn. Vậy liền thử một chút dùng dịch tinh ẩn mệnh, cùng hắn đổi 5 cái kiếp nguyên. Trung quy là cái tiểu hài tử, có thể hù dọa ở a. Trên thực tế, bọn họ cảm giác phiền toái nhất, không phải Lý Thiên Mệnh thủ đoạn có kỳ diệu, mà chính là tính tình của hắn cùng thành thục. Rất nhiều năm người tuổi trẻ, căn bản chịu không được uy bức lợi dụ. Thế nhưng là Lý Thiên Mệnh vừa rồi ẩn nhẫn cùng chấn định, để bọn hắn cảm giác được tiểu bối này khó chơi. Sắc mặt của bọn hắn, lại lần nữa trở nên rất khó coi. Bất quá, tại bọn họ lòng sinh sầu lo thời điểm, một trận dị biến đột nhiên phát sinh. Tại bọn họ nhìn kỹ giữa, Lý Thiên Mệnh chính đi hướng cái kia 5 cái chí cao kiếp nguyên. Đột nhiên, ngũ đại kiếp nguyên, quang mang càng hơn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trên thân, cái kia vảy rồng tràn đầy. Nhân hoàng long giáp tự động nổi lên. Ông! Một tiếng chấn động,
cái kia năm đại chí cao kiếp nguyên, đồng thời tự động hướng về hắn mà đến. Nói một cách khác, hướng về nhân hoàng long giáp mà đến. Chuyện gì xảy ra, Lý Thiên Mệnh có chút mộng. Hắn cũng là vừa mới tiến đến mà thôi, làm sao phát sinh như dị biến này. Não tử còn không có chuyển tới, cái này năm cái chí cao kiếp nguyên tinh thần, vậy mà liền dung hội tại nhân hoàng long giáp phía trên, trực tiếp biến mất. Nhân hoàng long giáp bởi vậy biến đến tinh quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như đã đem ngôi sao đầy trời, thu nhập khải giáp bên trong. Chí cao kiếp nguyên, cùng hiên viên đại đế có quan hệ. Lý Thiên Mệnh cảm giác không có khả năng a. Dù sao, chênh lệch thời gian quá xa. Cái này hẳn không phải là một thời đại, kém 200.000 năm đây. Đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn rất khó nghĩ đến những khả năng khác. Bất quá, ngay tại năm cái chí cao kiếp nguyên, dung hội tại nhân hoàng long giáp phía trên thời điểm, kinh thiên đại biến, mới chính thức phát sinh. Cái kia chính là, trước mắt cái kia vòng xoáy màu đen chấn động, đột nhiên bạo phát ra hào quang năm màu. Vòng xoáy màu đen, biến hóa thành năm màu vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, lóng lánh ức ức vạn màu sắc rực rỡ điểm sao, cái này khiến nguyên bản u ám vòng xoáy, trực tiếp biến thành xoay tròn tinh hải. Sau một khắc, tinh hải trung ương, xuất hiện một cái cửa hang. Ngay sau đó cửa động mở rộng, đường kính đạt tới 7-8 mét, một cỗ cổ lão mà man hoang khí tức, theo hang động này bên trong trùng kích ra, để Lý Thiên Mệnh để trong gió lộn xộn. Hắn ngốc đứng ở tại chỗ. Thông qua hang động này, có thể nhìn đến, bên trong ánh sao lập lòe. Thiên tinh hoành không? Thiên tinh cảnh, mở ra. Hắn vừa mới tiến đến, cái gì cũng không làm, cái gì liền chí cao kiếp nguyên đều không đụng a. Nhưng, không hề nghi ngờ. Thiên tinh cảnh thật mở ra. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong là một cái thế giới mới. Hắn cũng không có nhiều hưng phấn, thiên tinh cảnh bỗng nhiên mở ra, cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, không sai mà hết thảy này, hắn giống như không cách nào hai bên. Không dùng nghĩ cũng biết, bên ngoài những người kia, đã lâm vào cuồng hoan bên trong. Thật mở. Từng tiếng kích động reo hò truyền đến. Bất thình lình kinh hỉ, dù bọn hắn này một đám lão gia hỏa, đều khống chế không nổi hưng phấn trong lòng. Bọn họ đang nhức đầu lấy, lo lắng Lý Thiên Mệnh tay cầm chí cao kiếp nguyên uy hiếp bọn họ đâu, kết quả bất luận cái gì quá trình đều không có, thiên tinh cảnh trực tiếp đều mở. Chí cao kiếp nguyên mặc dù là bảo bối, nhưng cùng toàn bộ thiên tinh cảnh bắt đầu so sánh, thì kém xa. Bọn họ bị quản chế tại chí cao kiếp nguyên, chính là vì mở ra thiên tinh cảnh, hiện tại thiên tinh cảnh trực tiếp mở, thiên tinh kết giới cùng chí cao kiếp nguyên, đều không có tồn tại cần thiết. Ta tiếp cận, lại xong đời. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thay đổi, cái này nhân sinh thật sự là thoải mái chập trùng. Vừa cười xong, lập tức đến khóc. Hắn nhìn lại, bên ngoài cái kia mấy ngàn người, vậy mà hoàn toàn không để ý thiên tinh kết giới, trực tiếp vọt lên. Năm đại quỷ vương, Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi. Vân vân. Thiên tinh kết giới một khi nổ tung, uy lực khẳng định hướng về ban đầu chí cao kiếp nguyên vị trí mà đến, cũng là vị trí của ta bây giờ. Ở lại chỗ này nữa, sẽ chỉ làm thiên tinh kết giới, đem chính mình cùng chí cao kiếp nguyên cùng một chỗ nổ. Lý Thiên Mệnh không để ý tới nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ có một đầu đào vong lộ tuyến, cái kia chính là thiên tinh cảnh. Cho nên, hắn cơ hồ không do dự, hướng về phía gần ngay trước mắt màu sắc rực rỡ tinh hải phóng đi. Cơ hồ trong nháy mắt, thì theo cái này vọt vào. Tiếp theo trong nháy mắt, mấy ngàn người liền đã xâm nhập thiên tinh kết giới. Thiên tinh kết giới trực tiếp tụ hợp nổ tung, hung mãnh uy lực, tại thiên tinh cảnh trước cổng chính đụng lên đầy trời mây khói, trực tiếp đem ngoài cửa lớn kết giới bình chướng đều xé mở. Cái kia lực lượng mãnh liệt, thậm chí xông vào thiên tinh cảnh, kém chút xuyên qua Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa vào thiên tinh cảnh, lập tức trên hướng xuống nặng. Đỉnh đầu một trận oanh minh, một vệt sáng theo tinh hải bên trong xuyên thấu đi ra. Tại cái này tiếng nổ vang về sau. Còn có bên ngoài mấy ngàn cường giả xôn xao thanh âm. Đi nhanh lên. Lý Thiên Mệnh cái gì đều không để ý tới. Hắn mặc kệ cái này thiên tinh cảnh có cái gì, việc cấp bách, khẳng định là muốn trước ẩn núp. Dù sao cái này mấy ngàn người truy vào đến, người nào chịu nổi a? Hắn dùng bàn tay phía trên con mắt thứ ba nhìn sau lưng động tĩnh, trên đầu hai mắt, thì nhìn về phía trước thần bí khó lường thiên tinh cảnh. Đã từng xem ra mơ hồ 1.000 cái ngôi sao. Bây giờ quang mang lập lòe, đủ mọi màu sắc. Những ngôi sao này, có gần có xa, chỗ gần to lớn vô biên, mặt ngoài diện tích, tối thiểu tương đương với 10 cái thái cực phong hồ.
Phải biết, Thái Cực Phong Hồ có thể chứa đựng hơn 300.000 tu luyện giả. Xa xa tinh thần xem ra nhỏ một chút, nhưng rõ ràng là bởi vì khoảng cách quan hệ, các loại tới gần, nói không rõ ràng lớn bao nhiêu đây. Dạng này 1.000 cái ngôi sao, cùng nhau diện tích đã rất lớn, cơ hồ tương đương tại cả một cái thần vực. Mênh mông như vậy thiên tinh cảnh, trách không được Lý Thải Vi cần tinh đồ. Trước mắt 1.000 lập lòe tinh thần, nằm ngang ở cái này hư không vô tận bên trong. Như thế hình ảnh, có thể nói 10 phần bao la hùng vĩ, tinh thần cảnh đẹp, cùng thái cổ thần vực tuyết hoàn toàn khác biệt. Tìm cái ngôi sao giấu đi. Đây là Lý Thiên Mệnh, hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Tốt nhất trước tiên đem thái nhất tháp chôn xuống, sau đó giấu vào bên trong, ngồi xổm hắn cái mấy năm đi, sau đó cầu nguyện không bị móc ra. Hắn cười khổ một cái, tính toán khổ trong làm vui. Đi. Bởi vì thiên tinh kết giới uy lực nổ tung còn tại bao phủ, cho nên tạm thời còn không người xông tới. Lý Thiên Mệnh thừa dịp cái này sau cùng thời gian, nắm chặt đào vong. Mấy ngàn người truy vào đến, cái nào sợ mục tiêu của bọn hắn là bảo tàng, đó cũng là bắt rùa trong hũ. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một cái cổ quái khác nhau. Nơi này không gian. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, cái này thiên tinh cảnh tinh không, xem ra có chút kỳ quái. Trước mắt rất nhiều không gian, lại có một loại vết nứt. Trong cái khe, lưu chuyển lên một loại màu xám khí thể, xem ra rất đáng sợ, cái kia tựa như là một cái không có không gian thế giới. Dạng này vết nứt, trải rộng toàn bộ thiên tinh cảnh, nhất là tại tinh thần bên cạnh, đặc biệt dày đặc, cơ hồ kết thành từng chương vết nứt mạng lưới, để cái này toàn bộ thế giới, xem ra có chút phân mảnh cảm giác. Nghe nói nơi này là vực ngoại tinh không cổ chiến trường, loại này vết nứt. Chẳng lẽ là, vết nứt không gian, sao? Nói cách khác, cái thế giới này, xem ra giống như bị hủy diệt. Hắn tự mình đi ngang qua một vết nứt, cái này vết nứt lại có hấp lực, Lý Thiên Mệnh tùy tiện ném đi một thanh kiếp khí đi vào, không nghĩ tới cái kia kiếp khí, bị trực tiếp xé rách thành phấn vụn. Thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi. Nơi này khắp nơi đều là loại này vặn vẹo vết nứt không gian, thậm chí, có địa phương còn đang không ngừng nứt toác, chữa trị rất ít. Không biết có phải hay không là bởi vì thiên tinh cảnh mở ra, vết nứt gia tăng tốc độ biến nhanh. Bằng không, loại này nứt toác tốc độ, 200.000 năm, cái này thiên tinh cảnh sớm vỡ vụn a. Lý Thiên Mệnh ôm lấy hoài nghi cùng suy đoán, tại vết nứt không gian trong khe hẹp, cẩn thận ghé qua. Hắn sợ mình hành tẩu địa phương, bỗng nhiên nứt ra, đem chính mình xé rách thành hai đoạn, vậy liền khổ cực. Đang nghĩ ngợi đâu, hắn bụng dưới trước không đến 3 cm địa phương. Đột nhiên đã nứt ra một rụng tóc như vậy tỉ mỉ, lại có dài hơn 1 mét khe hở. Đậu phộng, kém chút thành thái giám. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Hắn muốn rời đi nơi này, mấu chốt là, ngũ đại thần vực người đã truy vào tới. Hắn chỉ có thể cắm đầu bỏ chạy, phụ cận tinh thần hắn cô giám phía trên, chỉ có thể một đường vọt tới trước, hướng về phương xa mà đi. Huyết ý quỷ vương cơ hồ là cái thứ hai bước vào thiên tinh cảnh người. Ngay tại hắn tiến đến giây phút đầu tiên, một cái kết giới trống rỗng xuất hiện ở trên người hắn, gào thét long văn tan vào da của hắn, hóa thành 5 đầu hung mãnh thần long, vọt thẳng tiến vào hắn thánh cung. Trong đó, 3 đầu quay quanh tại hắn sinh chi mệnh tuyển phía trên, 2 đầu quay quanh tại tử chi mệnh tuyển phía trên. Cái này 5 đầu thần long quấn quanh cùng cắn xé, để hắn lực lượng vận chuyển xuất hiện vấn đề lớn, trong đó mấy cái kiếp hoàn, đều ở hoàn toàn bị phong kín trạng thái. Cái này khiến huyết ý quỷ vương sắc mặt đại biến. Hắn nhìn lại, tiến đến phong thanh ngục cùng Lý Thải Vi bọn người, trên thân đều nổi lên cái này ngũ sắc kết giới. Mỗi cá nhân trên người, đều có thần long vọt vào thánh cung bên trong. Về sau người tiến vào, trên cơ bản đều như thế. Đây là cái gì? Huyết ý quỷ vương rung động hỏi. Hắn hướng phía trước nhìn lướt qua, đã không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Nhưng nói thật, hiện tại thiên tinh cảnh lối vào đã phong bế, bọn họ đã không quá quan tâm Lý Thiên Mệnh. Dù sao, hắn không trốn thoát được, sớm muộn chết ở bên trong. Hiện tại quan trọng chính là, khai quật bảo tàng. Một loại phong cấm kết giới, vừa tiến đến thì khóa chặt chúng ta. Ta đi ra xem một chút, áo bào xanh quỷ vương lui ra thiên tinh cảnh, sau đó không lâu, hắn thì trọng mới tiến tới, nói, chỉ muốn đi ra ngoài, cái này phong cấm kết giới lập tức liền biến mất. Nhưng chỉ cần bước vào thiên tinh cảnh, liền sẽ quấn quanh mạng của chúng ta tuyền, áp chế cảnh giới của chúng ta lực lượng, ta hiện tại có thể phát huy ra chiến đấu, cắt giảm rất nhiều. Lý Thải Vi,
người đối kết giới nghiên cứu không tệ, người có thể có biện pháp, trừ rơi cái này phong cấm kết giới. Lục đạo kiếm ma Phong Thanh Mục nói. Bây giờ mọi người đều ở nơi này, tuy nhiên đều tranh nhau chen lấn, nhưng xuất hiện cái này quái sự, bọn họ thì không cần phải gấp. Tất cả mọi người nhìn về phía trong đám người, làm người khác chú ý nhất nữ tử. Phá không nổi rồi, trừ phi chúng ta so thiết lập cái này phong cấm kết giới người mạnh, mặt khác, ta biết cái này tồn tại, vì cái gì thiết lập loại này phong cấm kết giới? Lý Thải Vi nói. Vì cái gì? Các ngươi nhìn về phía trước, đây là một cái phá nát thế giới, không gian triệt để hủy, một khi quá mạnh lực lượng thi triển, rất có thể sẽ gia tốc toàn bộ thiên tinh cảnh đổ sụp, áp chế cảnh giới của chúng ta, là vì bảo hộ nơi này. Lý Thải Vi nói. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải chịu đựng phong cấm, nếu không coi như phá mất cái này phong cấm kết giới, đối với chúng ta, đối thiên tinh cảnh đều không chỗ tốt. Huyết ý quỷ vương nói. Đúng, không có cách nào. Lý Thải Vi nói. Bọn họ cũng không muốn hủy thiên tinh cảnh. Các ngươi có thể phát huy ra cái gì lực lượng? Huyết ý quỷ vương hỏi. Không nhiều lắm đâu, Lý Thải Vi nói. Nói thật, bọn họ ngũ đại thần vực tại cái này thiên tinh cảnh, lẫn nhau ở giữa ngược lại là cạnh tranh quan hệ. Đến cùng có thể phát huy bao nhiêu thực lực, tất cả mọi người không phải rất muốn nói. Cái này bốn cái thần vực, cũng không hoàn toàn là cửu cung thần vực người hầu, bọn họ nguyện ý hợp tác, tự nhiên cũng muốn chỗ tốt. Tỷ như thiên tinh cảnh, ngay từ đầu ước định cẩn thận nội dung, chính là sau khi đi vào, tự tìm bảo bối. Một khi xuất hiện tranh chấp, công bình giải quyết, quân tử cạnh tranh. Muốn là một chút chất béo đều không có, Lý Thải Vi mới sẽ không mạo hiểm cướp tới Lý Thiên Mệnh. Người nào trên thân không có phong cấm kết giới, đứng ra. Tại huyết ý quỷ vương mệnh lệnh dưới, có bộ phận tu luyện giả đi vào trước mắt của hắn. Đã nhìn ra, thất trọng sinh tử kiếp trở xuống, bao quát thất trọng tử kiếp ở bên trong, đều không có phong cấm kết giới, lực lượng của bọn hắn không sẽ phá hư thiên tinh cảnh. Bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên, trên thân đều có phong cấm kết giới, cảnh giới càng cao, long số lượng ước nhiều, năm đầu long nhiều nhất. Huyết ý quỷ vương không biết những người khác, dù sao, trên người hắn có năm đầu long. Nói thật, lực lượng của bọn hắn cũng bị kết giới này, áp chế đến thất trọng tử kiếp trở lên. Nhưng, lấy thủ đoạn của bọn hắn, chỉ là phong cấm cảnh giới lực lượng, hắn chiến đấu lực tuyệt đối vượt qua thất trọng tử kiếp rất nhiều. Sự thật này, để càng mạnh người, càng là khó chịu. Bất kể như thế nào, thiên tinh cảnh có thể mở, vẫn là đại tin tức tốt, đến mức cái này phong cấm kết giới. Có thể ngay lập tức đem trong tông môn thất trọng sinh tử kiếp hai bên kiếp lão, toàn bộ cho điều tới. Áo bào xanh quỷ vương nói. Đúng, đồng thời phong kín thiên tinh cảnh cửa vào, không thể để cho cái kia bốn cái tông môn người tiến đến. Huyết ý quỷ vương ánh mắt âm sâm, hắn nhìn lấy thiên tinh cảnh chỗ sâu, nói, kỳ thật ta cảm giác, còn có một cái gian nan khổ cực. Cái gì? Ngươi hẳn phải biết, nhất nguyên thần vực đệ nhất thượng thần hiên viên đại đế, hắn năm đầu cộng sinh thú. Thuộc tính cũng là kim mộc thủy hỏa thổ, là năm đầu thần long. Nhân hoàng long giáp là hắn rời đi thời điểm, dùng ngũ đại cộng sinh thú vảy rồng sáng tạo thần vật. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh đi vào, nhân hoàng long giáp tự động xuất hiện, hút đi năm đại chí cao kiếp nguyên, thiên tinh cảnh tự động mở cửa cho hắn. Không nói trước năm đại chí cao kiếp nguyên, đồng dạng là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính, càng trùng hợp chính là, chúng ta sau khi đi vào phong cấm kết giới, năm đầu khóa lại mệnh tuyển kiếp hoàn thần long. Đều là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thần long, nhiều như vậy trùng hợp, nói rõ cái gì? Huyết ý quỷ vương nói. Rất rõ ràng, thiên tinh cảnh cùng hiên viên đại đế có quan hệ. Tổ tiên vì sao không có ghi chép? Không biết, có khả năng bị tiêu hủy, dù sao cũng là hiên viên đại đế đánh tan quỷ thần nhất tộc. Chúng ta phải hoàn thành cái kia phần đại nghiệp, trở ngại người vốn chính là hiên viên đại đế cùng hậu duệ của hắn. Áo bào xanh quỷ vương nói. Ha ha, cho nên. Cái này Lý Thiên Mệnh nếu là bắt rùa trong hũ, nhất định muốn nhanh chóng giết chết hắn. Huyết ý quỷ vương nói. Ta đã thông báo những người khác, để tông môn 2/3 thất trọng sinh tử kiếp phụ cận kiếp lão tới, liền xem như một con ruồi, đều cho hắn tìm ra tới. Gia hỏa này mặc dù là đứa bé, nhưng là trên thân bảo bối quá nhiều, tuyệt đối không thể, để Phong Thanh Mục bọn họ nhặt được tiện nghi. Áo bào xanh quỷ vương nói. Luận nhân số, cũng là không cần lo lắng. Bên này do ta nhóm tọa chấn, thiên tinh cảnh đã mở, ngũ hành thần vực bên kia, cũng có thể bắt đầu tiến công. Tối thiểu đến làm cho cái kia tứ đại tông môn người, đều không rảnh bận tâm thiên tinh cảnh. Mà chúng ta ở chỗ này,
an tâm hoàn thành thiên thu đại nghiệp. Huyết ý quỷ vương cười lạnh. Thái cổ thần vực tôn thần trở về, ngược lại giúp chúng ta đại ân, để lục đạo thần vực các loại bốn cái thần vực, tụ tập đến bên người chúng ta. Theo chí cao kiếp nguyên xuất hiện đến bây giờ, đã 8 năm, rốt cục chờ đến cơ hội này. Vậy còn chờ gì, nghênh đón bọn họ trở về đi. Bên này thông đạo mở ra, còn kém thiên nguyên đỉnh. Huyết ý quỷ vương, cuồng nhiệt như ma. Thái cổ thần tông, nhiên linh cung. Một mảnh nghiêm túc bên trong, Phương Thái Thanh trở về. Ở phía trên tôn chỗ ngồi, một cái hai mắt đỏ sậm thiếu nữ, ngồi ở phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Không biết vì sao, Phương Thái Thanh cảm giác hôm nay tôn thần, triệt để thay đổi. Giống như so trong tưởng tượng, càng có uy hiếp lực một số. Tôn thần, quá trình cụ thể chính là như vậy, bởi vì chí cao kiếp nguyên kỳ quái biến hóa, thiên mệnh trước một bước tiến vào thiên tinh cảnh. Hiện tại thiên tinh cảnh bị ngũ đại thần vực người nghiêm ngặt đem khống, còn có hai cái quỷ vương cùng 1000 kiếp lão ở lại bên ngoài, ta rất khó đi vào cứu ra hắn. Bất quá tôn thần xin yên tâm, đứa nhỏ này là cái kỳ tích, hắn có thể phá huyết ý quỷ vương phệ tâm trùng, còn có thể chấn định tự nhiên, ta cho là hắn không chết được. Phương Thái Thanh nói, chí ít còn chưa có chết. Đối Khương Phi Linh tới nói, đây đã là một tin tức tốt. Còn có một chuyện rất trọng yếu. Phương Thái Thanh ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nói, tin tức truyền về cửu cung thần vực, chúng ta hữu tuyến người nghe nói một cái trọng yếu tin tức, cái kia chính là, thiên tinh cảnh không gian sắp phá nát, ngay tại gia tốc nứt toác, chỉ cần vượt qua bát trọng sinh tử kiếp cảnh người đi vào, cảnh giới sẽ bị một loại áp đặt thân thể, phong cấm kết giới áp chế, tu vi càng mạnh, bị áp chế càng lớn, cứ như vậy, thiên mệnh sinh tồn cơ hội lại tăng lên. Mà lại toàn bộ quá trình, xuất hiện nhiều lần chúng ta thủy tổ hiên viên đại đế lộ ra ân, tin tưởng có thủy tổ phù hộ, hắn nhất định không có việc gì. Những chuyện này, nghe quả thật làm cho người yên tâm một chút. Nhưng, chỉ cần hắn sinh tử chưa bộc, Khương Phi Linh làm sao có thể an tâm. Nàng ngồi ở chỗ này, trong lòng tựa như là có vô số con kiến tại cắn xé. Cho nên, cũng chỉ có thể để hắn tự sanh tự diệt, tự cầu sinh lộ sao. Khương Phi Linh nói. Tôn thần, chúng ta không phải không cứu, chủ yếu vẫn là muốn nhiều mới cùng nhau thương nghị, trước mắt người của đối phương ngựa lớn lượng tiến về thiên tinh cảnh, bắt đầu ở thiên tinh ngoại cảnh bố trí thiên văn kết giới, chúng ta vốn là thế yếu, nếu như tùy tiện rời đi tông môn kết giới, một khi bại lộ hành tung bị phục kích, rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Lấy thế cục trước mắt, chúng ta là không có chủ động tiến công tư cách, thì coi như bọn họ có một số người tiến vào thiên tinh cảnh, kỳ quân đội cường độ, vẫn là viễn siêu chúng ta. Hiện tại biện pháp duy nhất, là chọn lựa một bộ phận người, cưỡng ép thử một chút, nhìn có thể hay không xông vào thiên tinh cảnh. Phương Thái Thanh nói, tôn thần, còn có một tin tức, trước mắt cửu cung quỷ tông, tứ tượng hải tông cùng thất tinh thiên tông tam phương quân đội, đã bao vây ngũ hành thần vực, số lượng gấp 3 tại ngũ hành địa tông, bọn họ lúc nào cũng có thể phát động tiến công, ngũ hành địa tông sứ giả, đã qua hướng chúng ta cầu cứu rồi. Đối phương rất có thể là muốn dùng loại phương thức này. Bỏ đi chúng ta đối thiên tinh cảnh suy nghĩ, chỉ cần bọn hắn người đóng quân vây quanh, chúng ta thì không thể tách rời quá nhiều nhân thủ đi thiên tinh cảnh. Cục diện bây giờ xác thực so sánh bị động, Hiên Viên Đạo nói. Đây hết thảy đều đang nói rõ, muốn cứu lý thiên mệnh, khó như lên trời. Ta đã biết, Khương Phi Linh nhếch miệng. Nhiên linh cung bên trong, bầu không khí rất là nghiêm túc. Nguyên bản một trận vây quét tôn thần mà đưa tới chiến tranh, hiện tại giống như dần dần thay đổi vị. Viêm Hoàng Đại Lục cục diện biến hóa điểm trung tâm, vậy mà chuyển hướng thiên tinh cảnh. Cửu cung quỷ tông mục đích thực sự, không là nhân cơ hội độc bá thiên hạ sao? Vẫn là nói, bọn họ muốn lấy trước đến bảo vật, càng không phế chút sức lực, cầm xuống nhất nguyên thần tông. Tôn thần, tam tài thiên tông cùng bát quái tâm tông sứ giả lập tức sắp đến, liên quan tới con đường sau đó muốn làm sao đi, chúng ta bốn người tông môn đều phải cẩn thận thương nghị một chút. Phương Thái Thanh nói. Khương Phi Linh nhẹ gật đầu, sau đó khoát khoát tay, ra hiệu để bọn hắn ra ngoài. Chúng ta cáo lui. Mọi người rút khỏi, bên trong kết giới. Khương Phi Linh đứng lên, một thân một mình xuyên qua tĩnh mịch hành lang, đến đi ra bên ngoài băng tuyết chứa đựng thiên địa. Nàng hít thở sâu một hơi, trên da thịt, thần quang thiểm sáng, một cỗ vĩnh hằng lực lượng, tại trong cơ thể của nàng, nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc bất chi bất giác, nàng cái kia đỏ bừng hốc mắt. Vậy mà bộc phát ra mãnh liệt thần quang, xông lên mây xanh. Một tòa vĩnh sinh chi thành, tại trong cơ thể nàng, như ẩn như hiện. Đất tuyết,
Hoang Nguyên, mộ bia. Trên bia mộ, khắc lấy, Phương Tinh Khuyết chi mộ. Một cái thanh y phụ nhân, tại trước mộ thả một bàn lột tốt trái cây, khắp khuôn mặt là nụ cười hiền lành. Cháu ngoan, thế giới biến đến rất kỳ quái. Chỉ tiếc, người không thấy được. Nàng ngừng chân rất lâu. Màn đêm buông xuống thời điểm, nàng đưa tay sờ sờ mộ bia, tựa như là đang vuốt một đứa bé con đầu, trong mắt tràn đầy đều là yêu chiều. Nãi nãi thế giới đổ sụp. Rất tốt, vậy thế giới này, cũng không có lưu lấy cần thiết. Sau khi nói xong, nàng cười khổ một cái, trong mắt tràn đầy thật sâu mờ mịt. Trên thế giới này, nơi nào có thượng thần a? Sau khi nói xong, nàng lung lay đầu. Một cái thanh sắc phượng hoàng, rơi ở bên cạnh nàng, nàng ôm lấy cái kia phượng hoàng đầu, cùng nó thân mật cùng nhau. Đi thôi. Phượng hoàng xông lên mây xanh. Mộ bia, cô lập bên trong thiên địa. Hạ tầng tinh không, thiên tinh cảnh cửa vào. Hơn ngàn ngũ đại thần vực kiếp lão, phân mấy tầng phòng giữ. Bọn họ cùng mỗi người cộng sinh thú, cơ hồ đem chung quanh đây, phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Ngũ đại thần vực, đều có lưu người ở chỗ này, chia làm 5 phe cánh, trong đó cửu cung quỷ tông nhân số đông đảo, còn có hơn 400 người lưu tại nơi này. Còn lại thần vực tông chủ đều đi vào, cửu cung quỷ tông còn có 2 cái quỷ vương ở đây. Bên trong một cái, chính là đi qua thiên hạ đệ nhất hội, U Ảnh quỷ vương. 5 phe cánh tu luyện giả, rất ít người nói chuyện, trong lòng mỗi người, đều có chính mình tính toán. Lặng yên tĩnh mịch bên trong, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nổ tung. Ầm ầm. Tại tứ tượng hải tông cường giả đóng giữ vị trí, phía trước bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt biển máu, cái kia biển máu theo một cái huyết cầu bạo phá, trong nháy mắt hóa thành lao nhanh sóng biển. Trên trời rơi xuống biển máu, nuốt hướng về phía thiên tinh cảnh lối vào. Đây là kiếp văn thư, lực lượng. Người nào thủ bút lớn như vậy? Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia đầy trời biển máu thì đánh sâu vào tới. Tứ tượng hải tông cộng sinh thú thi triển rất nhiều thần thông, đem biển máu này xé rách thành bụi phấn. Ông! Biển máu hóa thành vô số giọt máu, mưa như chút nước rơi xuống, không có đối mọi người tạo thành chút nào thương tổn. Ha ha! Rất nhiều người cười lạnh. Ai vậy, muốn thừa dịp chúng ta người còn chưa tới, xông vào thiên tinh cảnh. Rất nhiều người cười. Đúng, một tiếng lãnh đạm thanh âm, nhưng từ thiên tinh cảnh lối vào truyền ra. Mọi người ngốc trệ quay đầu. Tại bọn họ trong tầm mắt, một người mặc trường bào màu đen đỏ nam tử, nhìn bọn họ liếc một chút, quay người thì tiến vào thiên tinh cảnh. Độc Cô Tấn. Tiếng kinh hô vừa truyền tới, Độc Cô Tấn thì biến mất tại bọn họ trước mắt. Hiển nhiên, vừa rồi biển máu, chỉ là hắn xông tới hiểm hộ. Thật không hổ là nhất nguyên thần tông bài danh trước 3 cường giả, nghe nói hắn so hiên viên đạo cường. Một cái áo da cam quỷ vương nói. Trên thực lực không thể phủ nhận, mấu chốt là, không hiểu rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. U Ảnh quỷ vương cau mày nói. Đúng, hắn đến cùng là người nào? 2 lần ám sát hiên viên si, đều là hắn làm. Áo da cam quỷ vương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chớ để ý, tăng cường phòng giữ đi, không thể lại khiến người khác dùng loại phương thức này chui vào. Tông môn mới phái người nhanh đến đi. Tính toán thời gian, đỉnh nhiều một canh giờ, vội vàng đem thủ hộ kết giới làm ra đến. Thái cổ thần tông, hiên viên hồ bên ngoài. Ta muốn đi thiên tinh cảnh. Âu Dương Kiếm Vương ánh mắt thiêu đốt, nhìn lấy cửu long bàn thần trong kết giới hiên viên đạo nói. Rất nhiều người đều có thể đi mạo hiểm, duy chỉ có ngươi không thể đi. Hiên viên đạo nói. Dựa vào cái gì? Ngươi là thiên nguyên đỉnh thủ hộ giả, ngươi phải bảo vệ thủy tổ thần thể, ngươi chìa khóa liên lụy tính mạng của ngươi, không thể rơi vào trên tay người khác. Hiên viên đạo cường điệu nói. Thế nhưng là ta huynh đệ, ở trong tay bọn họ, ta ăn ngủ không yên. Tông chủ, lão dịch sinh tử chưa bộc, ta cái này làm huynh đệ, ta ngồi không yên a. Âu Dương Kiếm sao sao âm khàn khàn nói. Người nào ngồi được vững, thiên mệnh còn bị bước vào thiên tinh cảnh, hắn hiện tại đối với địch nhân mà nói. Đã không có giá trị lợi dụng, đối phương kiêng kỵ hắn trưởng thành, càng biết trừ chi cho thống khoái. Nhưng ngươi nói có biện pháp nào? Ta là thái cổ hiên viên thị tộc vương, ta muốn lấy thái cổ thần vực làm trọng, ta cũng muốn làm can đảm anh hùng, đi xúc động chịu chết, có thể chúng ta đi, thái cổ thần vực nhiều người như vậy làm sao bây giờ? Tôn thần làm sao bây giờ? Lưu Phương Thái Thanh cùng kiếm vô ý ở chỗ này, ta có thể yên tâm a? Hiên viên đạo hỏi lại. Cho nên, cái gì đều không làm được. Các ti kỳ trước đi, người về thiên nguyên đỉnh, thủ hộ thiên nguyên đỉnh,
cũng là ngươi đời lớn nhất sứ mệnh, còn lại không thuộc sự quản lý của ngươi. Hiên Viên Đạo nói xong quay người, trở về Nhiên Linh Cung. Cái kia sứ mệnh của ngươi là cái gì? Âu Dương Kiếm Vương nghiêm nghị hỏi. Vì Thái Cổ Thần Vực mà chết. Thiên Tinh Cảnh. Lý Thiên Mệnh quên đi mình tại vô số vết nứt không gian bên trong, ghé qua bao lâu. Giờ phút này nhìn bốn phía, hắn cảm giác mình bị thiên tinh vây quanh, có thể ôm tinh thần vào lòng. Thú vị mà bao la hùng vĩ chính là, chung quanh mỗi một cái ngôi sao, kỳ thật đều không thế nào giống nhau. Có tinh thần lửa cháy bừng bừng đốt cháy, phía trên toàn bộ đều là núi lửa, dung nham hội tụ như núi, chìm ngập vạn vật. Có tinh thần băng phong vạn lý, trời đông giá rét, mặt ngoài tràn đầy gai băng, từ xa nhìn lại giống như là một cái màu băng lam nhím biển. Có tinh thần như hoàng kim, lập lòe vô cùng, phía trên khắp nơi đều là kim sắc lưỡi đao. Có tinh thần hoàn toàn là một cái lôi đình tụ tập thể, tại chỗ rất xa, đều có thể nghe được cuồng bạo lôi đình oanh minh, trên đó ức vạn điện xà mãnh liệt bôn tẩu. Mỗi cái ngôi sao mặt ngoài, nhỏ nhất đều có 10 cái thái cực phong hồ phạm vi, lớn thậm chí đạt tới 50 cái thái cực phong mặt hồ tích trở lên. Lý Thiên Mệnh tại cái này thiên tinh cảnh xuyên thẳng qua, quả thực nhìn mà than thở. Không nghĩ tới, trên thế giới lại còn có thần diệu như thế địa phương. Tốt một cái thiên tinh cảnh. Chư thiên tinh thần, ánh sao sáng chói. Đứng tại vị trí này, hướng phía dưới xem xét, Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên vạn lý sơn Hà Vân Nguyệt, ầm ầm sóng dậy. Cái này giang sơn như họa, mỹ nhân như thi, hồng trần vạn trượng, làm sao không gọi người si say. Trần thế quá đẹp, sinh lưu giữ tại địa ngục bên trong người, chỉ có thể để trong mộng tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Dạ Lăng Phong. Nhớ đến chính mình đem hắn theo nhiên hồn luyện ngục mang lúc đi ra, sơn xuyên thảo mộc, liền xem như một đóa hoa, một con kiến, cũng có thể làm cho hắn như si như say. Không biết Tiểu Phong cùng Khinh Ngữ tại thần đô đã hoàn hảo. Đáng tiếc ta đến một lần chín đại thần vực, liền bị vòng xoáy chìm ngập, bây giờ mạng nhỏ đều nhanh không có, sợ là muốn để hai người này, hết sức chờ đợi. Làm ca ca, nuốt lời a. Lý Thiên Mệnh nhớ bọn họ. May mắn thời khắc như vậy, bên người còn có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên. Cái này bốn người, thần kinh không ổn định, hoàn toàn không có trước khi chết giác ngộ, nguyên một đám tại cộng sinh không gian bên trong trên nhảy dưới tránh, chơi đến quên cả trời đất. Tiểu hôi trứng thì tránh trong góc, vỏ trứng phía trên hai cái tiểu điểm lấm tấm, lãnh khốc nhìn lấy cái này bốn cái hoan thoát ca ca tỉ tỉ. Thì chọn ngươi. Lý Thiên Mệnh lựa chọn một cái khắp nơi đều có núi lửa tinh thần. Thận trọng vượt qua lít nha lít nhít như mạng nhện một dạng vết nứt không gian, đi tới cái này hỏa diễm tinh thần mặt ngoài. Dưới đáy sôi trào dung nham lăn tới, phía trên lít nha lít nhít đều là thánh thiên văn, nói rõ những thứ này dung nham tối thiểu đều là thánh linh tai. Lý Thiên Mệnh ỉ vào vĩnh hằng luyện ngục thể, trực tiếp chìm vào trong nham tương. Lão tổ tông che chở, tuyệt đối đừng để bọn hắn tìm tới ta. Lý Thiên Mệnh càng trầm càng sâu. Hiện tại trạm tinh cổ thần thể nắm giữ 4.000 tinh nguyên, cường độ thân thể cứng rắn đến đáng sợ, lại thêm Huỳnh Hỏa cho mình phun ra một cái địa ngục thuẫn giáp, hắn to gan lớn mật, trực tiếp chìm đến tới gần tinh hạch địa phương. Đậu phộng thật nóng. Nhục thể của ta siêu việt quá nhiều tiền bối, lại thêm có vĩnh hằng luyện ngục thể, ta cũng không tin có bao nhiêu người có thể đi vào nơi này tìm tới ta. So nhân phẩm thời điểm đến. Khác lầm bà lầm bầm, nhanh, lão tử trí cao kiếp nguyên. Huỳnh Hỏa đều đã đợi không kịp. Nó tại cái này trong nham tương khoái ý rong chơi, đối với Lý Thiên Mệnh vươn cánh của nó. Hiện tại dù sao đều là tại tránh, tăng thêm chí cao kiếp nguyên đã tới tay, Lý Thiên Mệnh tự nhiên muốn cho bọn họ. Nhưng mấu chốt là, cái này năm thứ gì dung hội tại nhân hoàng long giáp phía trên, làm sao đi ra. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy đâu, cái kia năm cái chí cao kiếp nguyên, thì theo trên người hắn xuất hiện. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành chí cao kiếp nguyên. Năm cái kỳ lạ lập lòe tinh thần, ẩn chứa trong đó huyền ảo cùng lực lượng, nội bộ biến hóa phức tạp, phàm nhân căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Những thứ này, đến cùng là cái gì kiếp nguyên? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ nói. Ông, tại hắn lời nói âm vừa hạ xuống xong, cái kia cái thứ nhất hỏa diễm tinh thần kiếp nguyên, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, vậy mà đốt ra bốn chữ huỳnh hoặc đế tinh. Huỳnh hoặc đế tinh, cũng là cái này chí cao kiếp nguyên tên. Ngay sau đó, còn lại chí cao kiếp nguyên tên, ào ào xuất hiện, có từ hàn băng tạo thành, có từ bùn đất tạo thành. Màu bạch kim viên kia, gọi là Thái Bạch Ma Tinh.
Màu nâu nhạt viên kia, gọi là thiên hoàn chấn tinh. Màu băng lam viên kia, gọi là băng minh thần tinh. Màu đen như mực viên kia, gọi là vĩnh dạ tuế tinh. Cũng không biết, hấp thu bọn họ, nếu là có thể tiến hóa thành công, có thể làm cho bọn họ, thuế biến tới trình độ nào. Lý Thiên Mệnh tràn ngập chờ mong. Hắn đầu tiên đem, huỳnh hoặc đế tinh, giao cho huỳnh hỏa. Cái này đế tinh tên cùng tên của nó tương tự, quả thực giống như là vì hắn chế tạo riêng. Cái này huỳnh hoặc đế tinh, hỏa diễm dâng trào, ẩn chứa trong đó thần vận, so Lý Thiên Mệnh vị trí ngôi sao này, đều muốn dồi dào. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, ở trong đó có một loại lực lượng cuồng bạo. Lần này, lão tử nhất định muốn tiến hóa thành chim to. Huỳnh hỏa hét lớn một tiếng, cho mình động viên một chút. Nó cắn một cái vào cái kia huỳnh hoặc đế tinh, nuốt vào, sau đó trực tiếp trở về cộng sinh không gian, hấp thu tiến hóa. Tại cái này thiên tinh cảnh, mỗi một chút xíu thực lực tiến bộ, đối bọn hắn tới nói đều rất trọng yếu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để chúng nó, mạo hiểm đồng thời tiến hóa. Hắn lấy ra, băng minh thần tinh, cùng thiên hoàn chấn tinh. Cái trước vì nước, cái sau vì đất, hai cái này đều thích hợp lam hoang, bất quá nó chỉ cần một loại là đủ rồi. Băng minh thần tinh lưu cho Mộc Tuyết đi, đây là ta đáp ứng nàng, cái này cho ngươi. Lý Thiên Mệnh đem thiên hoàn chấn tinh ném cho Lam Hoang. Thiên hoàn chấn tinh toàn thân màu nâu nhạt, thể tích lớn nhất, chung quanh có sắc bén ngôi sao, vô cùng trầm trọng. Lam Hoang theo cổng sinh thú vừa ra tới, liền bị dung nham thiêu đến gào gào kêu, nó vội vàng nuốt thiên hoàn chấn tinh, lùi về cổng sinh không gian bên trong. Kế tiếp là tiên tiên. Lý Thiên Mệnh cho nó là vĩnh dạ tuế tinh. Một ngôi sao này kiếp nguyên, mặc dù là màu đen, nhưng kỳ thật nó là một thuộc tính, thích hợp tiên tiên cái này khởi nguyên thế giới thụ. Cảm ơn nửa cái phụ thân, ăn cơm rồi. Tiên tiên vạn phần cao hứng, lấy đi, vĩnh giả tuế tinh, thì rụt trở về. Bọn họ ba cái, đều phải đến ngưỡng mộ trong lòng trí cao kiếp nguyên. Sau cùng, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh cùng Miu Miu mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mèo, Miu Miu không hài lòng. Mèo. Lý Thiên Mệnh sờ lên cái ót, xấu hổ học kêu một tiếng. Nói tiếng người, Miu Miu quyết miệng nói. Không có cách nào a, chỉ còn lại cái đồ chơi này, người có làm hay không? Ngũ hành bên trong, dù sao không có lôi đình, Lý Thiên Mệnh trên tay còn lại một cái, thái bạch ma tinh. Đây là một cái màu bạch kim sắt thép tinh thần, cứng đến nỗi dọa người, cảm giác đập ra đi đều có thể làm vũ khí sử dụng. Đây không thể nghi ngờ là kim thuộc tính trí cao kiếp nguyên. Một chút mang theo một số ma tính, có vẻ hơi dữ tợn. Bất quá, đối Miu Miu mà nói, có chút không quá thích hợp nó. Ta vốn là dự định, cầm tới những thứ này kiếp nguyên, sau đó dùng kim thuộc tính cái này, đi cùng tông môn đổi một cái lôi đình thuộc tính cấp 9 thiên địa kiếp nguyên, kết quả hiện tại bị vây ở chỗ này, thành bọn họ trong nồi rùa đen, ngươi nếu là không cuống cuồng, thì trông cậy vào ta có thể còn sống rời đi nơi này, sau đó cho ngươi đổi đi. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Bản mèo cuống cuồng a, bọn họ đều hơn 900, chính ta 300, thức ăn ngon a. Đây không phải bức ta ngưng chiến sao, ta chăm chỉ như vậy, sao có thể ngưng chiến đâu. Miu Miu Bi vẫn nói. A, trong lòng ngươi có phải hay không tại mừng thầm a? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Đánh giám, ta là thật có một chút như vậy cuống cuồng. Dù sao các huynh đệ đều tại chiến đấu, ta cái này rất ngủ đến không nở ra thản. Thì một chút như vậy. Tựa như là, ngủ đi thôi ngươi. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý cái này tiện hóa. Nó quả nhiên đi nằm ngáy o o. Bất quá, không có 10 hơi thời gian, nó lại mở to mắt, u oán nhìn lấy ngay tại tiến hóa các huynh đệ khác muội muội. A, à, ngươi còn thật ngủ không an lòng a, à, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Khắc chế giễu bản mèo cũng là có theo đuổi người. Ta không muốn ngủ. Gà đại ca nói đúng, mệnh đều nhanh không có, sinh thời làm gì lâu ngủ, sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Miu Miu cả giận nói. Cho nên, người định làm gì? Ta dự định ăn khối này sắt. Miu Miu chừng lấy, thái bạch ma tinh, nói. Ngươi chắc chắn chứ, cẩn thận táo bón, kẻ tại ngươi cái giám phía trên, vậy ngươi nhưng là có 3 viên trứng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lăn, bản mèo vì tôn nghiêm, thì liều lần này. Miu Miu nghiến răng nghiến lợi nói. Rất hiển nhiên, nó tâm lý rất không chắc. Không phù hợp thuộc tính thần nguyên, thậm chí còn có một chút xung đột, tùy tiện tiến hóa, có rất lớn tính nguy hiểm.
mà lại thái bạch ma tinh cấp bậc, so sánh hơn 300 ngôi sao nó, có chút quá cao. Mèo, người sẽ không phải chăm chú à? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Kỳ thật hắn biết, gia hỏa này tuy nhiên lười một chút, nhưng nó đặc biệt sĩ diện. Mỗi lần chiến đấu nó kỳ thật hung tàn nhất lớn nhất bán mạng, chính là vì có thể ngủ đến an ổn. Cho nên cái này hiện trạng, để nó 10 phần khó chịu. Nói nhảm, ta chăm chú. Miêu Miêu dựng thẳng lên màu đen đuôi dài, toàn thân kéo căng nói. Có thể hành không ở giữa? Có, chúng ta thái cổ hỗn độn cự thú, vốn là huyết mạch cao đoan, thành cộng sinh thú, mới có quá nhiều máu mạch gông xiềng. Cho nên trên thực tế, người khác lấy thần nguyên tiến hóa, nhưng chúng ta chỉ là dùng thần nguyên, đến kích thích giải phong huyết mạch gông xiềng, mặc kệ là gà đại ca thông thiên phần ma vũ, hay là của ta vạn điện cực, kỳ thật đều là chúng ta tự thân huyết mạch bên trong có đồ vật, mượn nhờ ngoại vật kích phát, tiến hóa sau khi hoàn thành, tránh thức dùng chính là chúng ta bản lãnh của mình, cho nên mới sẽ có hiệu quả tốt hơn. Chúng ta thần thông thì là đồng dạng đạo lý, cái này thái bạch ma tinh cùng ta thuộc tính không xứng đôi, có thể chưa hẳn không thể kích phát ta huyết mạch trong cơ thể gông xiềng, nếu như có thể miễn cưỡng thành công, tối thiểu làm cho ta điểm sao khôi phục một số, chỉ là quá trình có thể sẽ khó chịu một số, thất bại khả năng so sánh lớn, nhưng chết khẳng định không chết được, cho nên ta muốn thử xem. Miêu Miêu chẳng lẽ nghiêm túc, phân tích như thế một đống lớn. Vậy ngươi cũng đừng kêu thảm quá lớn tiếng, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đánh rắm, bản mèo tuyệt đối không kít một tiếng. Miêu Miêu cứng rắn tức giận nói. Không đơn giản a, Miêu Miêu cũng lớn thành nam tử hán. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Lăn, buồn nôn. Miêu Miêu theo cộng sinh không gian bên trong chạy ra, nhìn chằm chằm cái kia thái bạch ma tinh, nuốt một miếng nước bọt, toàn thân rung động run một cái. Ngươi sợ, Lý Thiên Mệnh nói. Không có. Miêu Miêu trừng mắt liếc hắn một cái, rốt cục bão nổi, não tử nóng lên, cắn cái kia thái bạch ma tinh, quay người chạy trở về cộng sinh không gian đi. Lý Thiên Mệnh cười đến thống khoái. Hồi tưởng lại nó tại Trầm Uyên chiến trường ra đời thời điểm, vẫn chỉ là một cái mèo con, đến bây giờ không sợ anh dũng, tuy nhiên mạnh miệng, vẫn ưa thích lười biếng, nhưng chân chính đối diện nguy cơ, nó cho tới bây giờ đều e ngại qua. Mình tại trưởng thành thành thục, bọn họ chưa từng không phải như thế. Huynh đệ chúng ta tỉ mỗi năm cái, nhất định muốn ở chỗ này, sống sót. Coi ta là cá trong chậu, người nào ăn người nào, có lẽ, còn chưa nhất định. Hắn không biết, chính mình dũng khí từ đâu tới. Có lẽ là bởi vì, bọn họ bốn cái khoái hoạt mà thoải mái, chẳng sợ hãi, để Lý Thiên Mệnh đối với mình tràn đầy lòng tin. Thiên tinh cảnh trước cổng chính trở về từ cõi chết, không phải liền là để cho ta, cố tìm đường sống trong chỗ chết a. Hắn hít sâu một hơi, hồi tưởng lại huyết ý quỷ vương án lấy đầu của mình, đem phệ tâm trùng nhét vào chính mình trong miệng một khắc này buồn nôn, trong mắt sát khí mãnh liệt. Ngốc già này 200 tuổi, liền có thể cậy già lên mặt a. Hắn bình tĩnh lại. Sôi trào dung nham chỗ sâu, hắn lấy chỉ làm kiếm, ở chỗ này ma luyện, cửu thiên hung hồn kiếm trận. Một người tỉnh táo lại, tại cái này cực đoan trong tuyệt cảnh, ngược lại bắn ra vô tận sức tưởng tượng. Hung hồn, hung tàn, hung hãn. Hết thảy tương thông. Kiếm, cũng là từng đầu mãnh thú. Lý Thiên Mệnh tại tiến bộ, bốn đầu cộng sinh thú, đều tại tiến bộ. Tại cái này hỏa diễm tinh thần chỗ sâu, thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày. Ngày thứ ba, huỳnh hỏa tiến hóa hoàn thành. Làm nó tại cộng sinh không gian bên trong phát ra một tiếng rít, từ bên trong chạy như bay lúc đi ra, nó tựa như là một vầng mặt trời, tại cái này trong nham tương, bạo phát ra sáng chói hỏa diễm tinh quang. Rầm rầm rầm, toàn bộ hỏa diễm tinh thần phía trên, núi lửa bạo phát, mây khói lăn lộn, tinh thần bên trong, dung nham cuộn trào mãnh liệt, như là đáy biển phong bạo. Lý Thiên Mệnh trước mắt, căn bản không nhìn thấy huỳnh hỏa, chỉ có một quả lập lòe hỏa diễm tinh thần, lưu quang giật thải. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến, trong đó có một cái hỏa diễm phượng hoàng. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh, hồi tưởng lại nó thôn phệ mặt trời một khắc này. Huỳnh hoặc đế tinh. Vậy mà để khí tức của nó, cường đại đến tận đây. Lý Thiên Mệnh cảm giác, nó thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, bị điên cuồng đào móc đi ra. Cợt nhả đủ chưa, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Không có cách, ta cũng muốn điệu thấp, không biết sao thực lực không cho phép a. Cả đời này, lão tử cũng là như thế lập lòe. Huỳnh hỏa dương dương đắc ý nói. Bao nhiêu điểm sao rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi.
thiên tinh cảnh ngoại trí cao kiếp nguyên, nói không chừng so Phương Thái Thanh đều cao a. Lý Thiên Mệnh lúc ấy nhìn liếc qua một chút, cảm giác Phương Thái Thanh Phượng Hoàng, có chừng hơn 930 điểm sao, cao nhất không cao hơn 950. Người trẻ tuổi, trợn to mắt chó của ngươi, cho lão tử đếm. Huỳnh hỏa cuối cùng chậm rãi rút đi trên người sáng chói tinh quang, nhưng vẫn so trước kia lập lòe nhiều lắm. Nói thật, thân thể của nó, vẫn là không trưởng thành bao nhiêu, nhưng là phát sinh chất một dạng thuế biến, nó lông vũ phía trên, trải rộng vô số hỏa diễm tinh thần, chư thiên tinh thần lửa giận lập lòe, để nó như là có tinh thần khải giáp, dạng này thân thể cường ngạnh tới trình độ nào, chỉ có thực chiến mới biết được. Trọng yếu nhất, là con mắt của nó. Xem ra, đây chính là hai khỏa huỳnh hoặc đế tinh. Đến mức phía trên này có bao nhiêu điểm sao, Lý Thiên Mệnh trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm. Quá hắn meo nhiều. Phương Thái Thanh Phượng Hoàng, một khỏa ánh mắt đều so huỳnh hỏa thân thể lớn được nhiều. Gia hỏa này ánh mắt cũng là cái tiểu hắc to như hạt đậu tiểu, phía trên điểm sao, tính ra Lý Thiên Mệnh hoa mắt váng đầu. Cháu con rùa, người nín đếm, nhìn ngươi cái này ngu xuẩn dạng, lão tử đều thay ngươi gấp. Huỳnh hỏa cười nhạo nói. Ngươi xác thực cuống cuồng, giọng nói đều đi ra. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, nói thẳng đi, bao nhiêu. Nói ra, hù chết ngươi. Huỳnh hỏa nói. Nín trang bức ngươi, mau nói. Ngươi thế nào cũng có giọng nói nắm. Huỳnh hỏa cười nói. Cho lão tử nói, Lý Thiên Mệnh một thanh kéo lấy cổ của nó, kéo đến trước mắt. Nghe cho kỹ, 999. Còn có nửa cái điểm sao không thành hình. Tương đương với 999.5, người biết đây là ý gì sao? Huỳnh hỏa theo trong tay hắn trượt ra đến, chỉnh sửa lại một chút kiểu tóc, ho khan hai tiếng. Không biết, Lý Thiên Mệnh mộng. Kỳ thật đây là siêu việt kiếp nguyên siêu cấp thần nguyên, nó làm cho ta tiến hóa đến ngàn tinh trình độ. Nhưng bởi vì trước mắt cảnh giới không đủ, cho nên ẩn giấu đi nửa tinh, có khả năng chờ chúng ta thành thần, thứ 1.000 cái điểm sao, sẽ tự động thành hình, để cho ta thành là chân chính thần thú. Huỳnh hỏa chống nạnh đắc ý cười to. Ngươi chắc chắn chứ? Ha ha, ta nói mò. Ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh đè lại nó một trận đánh tơi bời, tiến hóa một lần, còn để ngươi cho thở lên. Khắc a, tha mạng lão đệ, tối thiểu 999 cái điểm sao không giả. Ta tiếp cận, khắc làm loạn lão tử kiểu tóc. Huỳnh hỏa cả giận nói. Lý Thiên Mệnh nhưng thật ra là cao hứng. Nó mạnh lên, chính mình cũng có thể cường a. Lần này bị làm thảm như vậy, tâm lý đã sớm lửa giận ngập trời. Nói một chút, ngoại trừ lớn lên điểm sao, còn có bản lãnh gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đệ nhất, nhục thân vô hạn cường hóa, đoán chừng so ngươi chạm tinh cổ thần thể mạnh, muốn đả thương đến ta rất khó khăn. Thứ hai, bộ phận thần thông đạt được rất lớn cường hóa, nhất là luyện ngục thuẫn giáp, sẽ có đế tinh uy lực dung hội trong đó, nhiều một tầng phòng ngự. Điểm thứ ba trọng yếu nhất, Huỳnh Hỏa nói. Nói. Ta thức tỉnh một cái tên là, đế tinh thiểm diệu, trạng thái, là một loại cuồng bạo trạng thái, lực sát thương tăng vọt, thần thông uy lực tăng lên, một đường bạo tẩu thu hoạch đầu người. Huỳnh hỏa ngạo tức giận nói. Không có tác dụng phụ. Có, sử dụng hết về sau sẽ khá hư. Huỳnh hỏa ngượng ngập nói. Lý Thiên Mệnh để nó phơi bày một ít, cái kia trong nháy mắt, gia hỏa này trên thân bộc phát ra sáng chói hỏa diễm tinh thần quang mang, hoàn toàn không nhìn thấy Phượng Hoàng bản thể. Toàn thân chướng mắt lại nóng rực, một cỗ hung hãn khí tức bao phủ ra. Chỉ xem điệu bộ này, liền biết nó đã bạo đi. Được rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh hỏa lúc này mới giải trừ, đế tinh thiểm diệu, trạng thái. Nó đứng không vững, một bộ dáng yếu ớt. Cứ như vậy một hồi, người thì hư thành dạng này rồi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Không, đùa ngươi, ha ha. Huỳnh hỏa nhảy dựng lên, nhảy nhót tưng bừng. Sớm muộn đem ngươi thiến, để ngươi lục căn thanh tịnh, thành một cái đại phỉ kê. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Đúng vào lúc này, Lam Hoàng tiến hóa thành công. Ngươi cút sang một bên, Lý Thiên Mệnh đẩy ra huỳnh hỏa. Lam Hoàng vừa bị dung nham đốt đi một chút, khẳng định không muốn ra tới. Nó tiến hóa sau khi hoàn thành, thân thể biến đến càng thêm to lớn, hắn trong mắt điểm sao so huỳnh hỏa tốt đếm rất nhiều, quả nhiên là 999. Thậm chí giống như Huỳnh Hỏa nói, mặt trên còn có nửa cái ảm đạm điểm sao. Cái này thiên tinh cảnh trí cao kiếp nguyên, đáng sợ đến loại trình độ này, bọn họ đều không dự liệu được a. 999. Tại điểm sao phía trên, không cần phải nói đều biết, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, là chân chính thiên hạ đệ nhất.
tuy nhiên thực lực chân chính, còn quyết định bởi tại cảnh giới tu vi, nhưng, dạng này sinh mệnh tầng thứ, đã đầy đủ đáng sợ. Lam Hoang lần này tiến hóa, không hề nghi ngờ, phòng ngự lực lại lần nữa tăng vọt. Nó, thiên hoàn chấn tinh, không có huỳnh hỏa như thế lập lòe, nhưng tuyệt đối càng thêm dày hơn trọng, để nó thể trọng chợt tăng hơn gấp 10 lần, mấu chốt là hình thể gia tăng không coi là nhiều, điều này nói rõ nhục thân của nó cường độ, sẽ chỉ càng khủng bố hơn, có thể so với huỳnh hỏa tuyệt đối không có vấn đề. Mấu chốt là, nó so huỳnh tức giận điên rồi vô số. So sánh huỳnh hỏa, đế tinh thiểm diệu, trạng thái, nó trên thân nhiều, thiên trọng tinh hoàn. Không sai, cùng cái kia thiên hoàn chấn tinh một dạng, nó hiện tại giống như một quả ngôi sao, bên người còn quấn 1000 nặng ngôi sao. Nguyên một đám vòng tròn, vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, mỗi cái ngôi sao đều giống như hình tròn đao, chỉ cần Lam Hoang nguyện ý, cái này thiên trọng tinh hoàn liền sẽ điên cuồng xoay tròn, để nó thành làm một cái kinh khủng cối xay thịt. Thiên trọng tinh hoàn tản ra, còn có thể thành tựu một cái ngôi sao thuẫn bài, so với nó sơn hải giới thần thông, lợi hại hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, huỳnh hỏa đô Lam Hoang, đều phải đến tối ưu tiến hóa, đào bới ra tự thân siêu tuyệt năng lực. Cái thứ ba thành công là tiên tiên. Giờ khắc này, cộng sinh không gian bên trong động tĩnh to lớn. Nguyên bản, thánh quang thủy tiên thánh khiết tinh khiết, mạn châu xa hoa huyết tinh khát máu. Đúng vào lúc này, cái thứ ba nụ hoa đột nhiên nở rộ, mở ra một đóa màu đen nhánh ma hoa. Cái kia trên mặt cánh hoa, như cùng từng mảnh nhỏ tinh hải, trong đó vô số ánh sáng tinh thần ở trong đó du chuyển. Dạng này một đóa tinh thần chi hoa, thực sự quá lộng lẫy. Dường như đêm tối tinh không, tinh quang vô tận. Tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, tiên tiên linh thể, đổi một thân hắc ám trang phục, trên váy tinh quang thiểm diệu, ánh mắt như đêm tối một dạng tinh khiết. Không có thánh khiết, không có huyết tinh, có chỉ là linh động, thần bí, như vĩnh hằng đêm tối. Cái này khiến tiên tiên xem ra, càng thêm đáng yêu động lòng người rồi. Đây là tiên tiên thứ ba đóa hoa hoa. Gọi là, vĩnh dạ sắc phi, xem được không? Nửa cái lão tử, tiên tiên tiến đến trong ngực hắn nói. Nó đều bị huỳnh hỏa bọn họ dậy hư mất, liền nửa cái phụ thân xưng hô, đều biến thành nửa cái lão tử, để Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Vĩnh dạ tuế tinh, ra đời vĩnh dạ sắc phi. Có bản lãnh gì à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Để ta thức tỉnh loại thứ ba thần thông, gọi là, vĩnh dạ ma chú, sẽ để cho địch nhân tại ta trưởng khống phạm vi bên trong, mất đi thần trí. Biến thành địch ta không phân cuồng đồ, lâm vào giết hại cùng chiến đấu vòng xoáy bên trong, thậm chí bị ta trưởng khống. Tiên tiên đắc ý nói. Lợi hại, tiên tiên quá mạnh, Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Tiên tiên là thực vật cộng sinh thú, rất nhiều phương diện cùng huỳnh hỏa bọn họ không giống nhau rất bình thường, nó điểm sao tại linh thể phía trên, cũng có 999. Đúng, quá mạnh, thật mạnh. Huỳnh hỏa cùng Lam Hoang nói tiếp đi. Tiểu nha đầu này quả nhiên chịu không được tán thưởng, ngay lập tức mặt đỏ lên, trực tiếp tâm hoa nộ phóng. Đế tinh thiểm diệu, thiên trọng tinh hoàn, vĩnh dạ ma chú. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua còn tại tiến hóa miêu miêu. Ta mèo đệ quá khó khăn, huỳnh hỏa nói. Nếm trải trong khổ đau, mới là mèo phía trên mèo. Một ngày nào đó, hắn sẽ cảm tạ chính mình hôm nay anh dũng. Thượng thiên cho tất cả khó khăn, cũng là vì tạo nên cường đại hơn nó. Lý Thiên Mệnh nói, câu nói này ngươi chỗ nào sao chép, có phải hay không ăn cắp bản quyền mình mẹ tài hoa? Huỳnh Hỏa hỏi, ngươi đánh giám, đây là lão tử bản gốc, ngươi nghe phải trả khoản. Lý Thiên Mệnh nói, lăn, lão tử sớm muộn ra ánh sáng ngươi. Huỳnh Hỏa nói, Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cộng sinh không gian, chỉ còn lại một đoàn hắc ám ma khí, tia chớp mãnh liệt. Gia hỏa này thật sự là đủ kiên cường, nói không lên tiếng, thật đúng là không lên tiếng. Lý Thiên Mệnh nói, cũng có khả năng, là bị Thái Bạch Ma Tinh kẹp lại niệu đạo, kêu không được. Huỳnh Hỏa nói, gọi tiếng cùng niệu đạo có quan hệ gì? Ngươi nín nước tiểu thời điểm, dám la to sao? Lý Thiên Mệnh phục, hắn thừa nhận lần này, hắn có chút làm mẹ cảm giác, nhìn lấy chính mình hài tử tại chịu khổ, ngoài miệng không nói, tâm lý cũng là tâm loạn như ma. Đến đón lấy hai ngày, Lý Thiên Mệnh một ngày bằng một năm. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, chính mình để miêu miêu dạng này mạo hiểm, có phải hay không sai, có thể hay không làm bị thương nó. Người được, chớ suy nghĩ lung tung, ta mèo đệ là cái ngưu bức chủ, chỉ cần nó nghiêm túc, không có nó không làm thành sự tình. Huỳnh Hỏa lời nói thấm thía, như trưởng bối một dạng vỗ Lý Thiên Mệnh đầu nói. Ngươi lăn,
Lý Thiên Mệnh tiếp tục xem. Ngay một khắc này, lôi đỉnh oanh minh. Một tiếng chấn động, cộng sinh không gian bên trong, bốn phía tĩnh mịch. Điện xà bôn tẩu tiêu tán, ma khí biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái tiểu mèo đen xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn đến nó thứ nhất mắt, Lý Thiên Mệnh ánh mắt đau nhói vài cái. Hắn nhìn đến, Miêu Miêu một đôi nước con mắt màu xanh lam, hoàn toàn biến thành màu bạch kim, lạnh lùng mà sắc bén, tràn đầy tính xuyên thấu. Trên đó 999 cái điểm sao, cùng huynh hỏa, Lam Hoang cùng Tiên Tiên đều nhất trí. Nó thành công. Lý Thiên Mệnh trong lòng đè ép tảng đá lớn, rốt cục vỡ nát, âm thầm thở dài một hơi. Nhìn ra được, Miêu Miêu thân thể cũng không có quá đại biến hóa. Bất quá, nó vẫn mang cho Lý Thiên Mệnh một loại sinh mệnh thuế biến cảm giác sợ hãi. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại, cái kia một đôi trắng con mắt vàng kim. Đúng vào lúc này, nó nhếch môi, một miệng màu bạch kim hàm răng, sắc bén mà bén nhọn, lóng lánh quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, móng của nó vươn ra, đồng dạng là màu bạch kim, xem ra để người tê cả da đầu. Thậm chí, cái đuôi của nó cuối cùng, đều có một cái màu bạch kim kim loại gai nhọn. Nó cứ như vậy nở nụ cười. Lý Thiên Mệnh cảm giác, nó có thể đem Lam Hoang vảy rồng, đều cho cắn xé xuống tới. Toàn bộ đứng ngay ngắn, nói cho bản mèo, đi qua mấy ngày. Nó lớn tiếng nói, 4 ngày, mèo ca. Lam Hoang nói, 4 ngày, 4 ngày a. Miêu Miêu đau lòng nhức óc, điên cuồng đấm ngực, vì lần này tiến hóa, bản mèo vậy mà lãng phí 4 ngày thời gian nghỉ ngơi, quá thua lỗ, không được, ta quá mệt mỏi, ta muốn ngủ bù. Một chữ cuối cùng nói xong. Nó ngửa nằm xuống đất phía trên, chổng vó, sau đó toàn thân mềm nhũn, nghiêng đầu một cái, đầu lưỡi đạp kéo ra ngoài, đã ngủ. Lý Thiên Mệnh bọn họ liếc nhau, trong lòng 10.000 dê đầu đàn lạc đà lao nhanh mà qua. Đều thành công. Cho nên, có thể một lần nữa, mỹ diệu cộng sinh tu luyện a. Đem Miêu Miêu kéo lên, Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì, dạng này có phải hay không có chút tàn nhẫn? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Ta thói quen tàn nhẫn. Cộng sinh không gian bên trong, Miêu Miêu bị kéo lên. Làm gì, các ngươi khi dễ như vậy vị thành niên mèo, là phải bị trời phạt, Lý Thiên Mệnh, ta nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không có trứng. Qua, không có mèo quyền a. Tên khốn kiếp, ta muốn cáo các ngươi, cáo được các ngươi bọn này tiện nhân táng ra bại sản. Cái gì, tu luyện sau khi kết thúc, để cho ta bản mèo ngủ say 3 ngày. Quá khách khí. Tất cả mọi người là bản mèo huynh đệ tỉ muội, để cho các ngươi nhìn ta một người nghỉ ngơi, quá không có ý tứ. Lý Thiên Mệnh, vạn tuổi. Trên thực tế, Miêu Miêu lần này tiến hóa, lấy được thuế biến, không có chút nào so Huỳnh Hỏa, Lam Hoang cùng Tiên Tiên kém. Thái Bạch Ma Tinh, không có khai quật ra, nó lôi đình phương diện thiên phú, lại làm cho thân thể của nó cường độ, khủng bố tăng lên. Móng của nó, hàm răng, cái đuôi, đều so Huỳnh Hỏa lông vũ. Còn muốn kiên cường. Trên thực tế, nó hiện tại toàn thân xương cốt, đều là Thái Bạch Ma Tinh, mang đến Thái Bạch Ma Cốt. Móng vuốt, hàm răng cùng chóp đuôi đâm, chỉ là lộ ra bên ngoài thân bộ phận, trong cơ thể nó xương cốt, cho dù là xương sọ, đồng dạng có Thái Bạch Ma Tinh, loại kia độ cứng, quả thực thì là một bộ bạch kim kim loại khung xương. Cái này một bộ Thái Bạch Ma Cốt, đương nhiên có thể cùng Thiên Trọng Tinh Hoàn, Đế Tinh Thiểm Diệu so sánh. Tại phổ thông hình thái, còn nhìn không ra cái gì, thậm chí cảm giác cái này màu bạch kim kim loại hàm răng nhỏ, móng vuốt, vẫn hết sức, nhưng một khi Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn trạng thái, ma khí ngập trời, hình thể to lớn, cái kia nanh vuốt dọc theo người ra ngoài, tăng thêm cái đuôi phía trên như trường thương một dạng gai nhọn, hắn cận chiến năng lực, tuyệt đối phải đến khủng bố cấp bậc tăng cường. Nó cùng Huỳnh Hỏa ở giữa khác nhau, chính là nó không có tu luyện chiến quyết, nhưng chân chính cận chiến chém giết thiên phú. Nó khẳng định càng cao, càng thăng bằng. Mà lại, nó còn có kinh khủng lôi đình tốc độ. Đế tinh thiểm diệu, Thái Bạch Ma Cốt, Thiên Trọng Tinh Hoàn, Vĩnh Dạ Ma Chú. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cộng sinh không gian bên trong, cái này 4 cái hoàn toàn mới thuế biến cộng sinh thú, quả thực vì chúng nó cao hứng. Đồng thời, cũng vì chính mình cao hứng. Tại cái này sôi trào trong nham tương, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ cùng bọn họ, tiến nhập cộng sinh trạng thái tu luyện. Trong lúc nhất thời, bọn họ 4 người huyết mạch gông xiềng giải phong, mang đến huyết mạch trưởng thành, theo liên thông thú mạch, điên cuồng tràn vào Lý Thiên Mệnh thân thể. Huyết mạch liên tiếp cùng quán thâu, trải rộng Lý Thiên Mệnh toàn thân mỗi một tấc, dung hội tại huyết nhục của hắn, gân cốt,
da thịt cùng trong ngũ tạng lục phủ, để hắn lại lần nữa tiếp nhận đại lượng, đến từ vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, thái sơ hỗn độn lôi ma, thái cực hồng mông quỷ long cùng khởi nguyên thế giới thụ huyết mạch. Tứ đại huyết mạch tụ hợp một thể, để thân thể của hắn căn bản, phát sinh to lớn thuế biến. Loại này thuế biến, có lẽ ngoại nhân căn bản không nhìn thấy. Đây không phải cảnh giới phía trên tiến bộ, hắn tránh thức tạo phúc, là lý thiên mệnh thiên phú tầng thứ. Đến từ thái cổ hỗn độn cự thú thiên phú, là một loại toàn năng thiên phú, toàn diện tăng lên, vô hạn tăng lên tu hành hạn mức cao nhất, để con đường thành thần, biến đến càng thêm dễ dàng. Có câu châm ngôn, dạy người lấy cá, không bằng dạy người bắt cá. Thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh tu luyện, cho lý thiên mệnh cũng là cá. Có, đánh cá, năng lực, lại thu hoạch được tượng trưng cho cảnh giới tu vi, cá cái kia chính là nước chảy thành sông sự tình. Lý thiên mệnh đối sinh mệnh của mình tầng thứ tăng lên, cảm thụ vô cùng sâu sắc. Mới thân thể máu thịt, có thể để hắn càng bén nhạy đối đãi toàn bộ thế giới, tai mắt mũi miệng chỗ cảm thụ hết thảy, tựa hồ cũng hơi có khác biệt. Tại trong thân thể hắn, mỗi một cái hạt nhỏ, đều có bốn loại thái cổ hỗn độn cự thú lạc ấn. Tức khiến cho chúng nó tiến hóa, cùng cảnh giới của chúng ta tăng lên, bản thân không có quan hệ. Bất quá, huyết mạch này tiềm lực mở ra, hiện ra tới thiên phú, vẫn làm cho ông trời của chúng ta ý, đạt được tác động đến trưởng thành. Cái thứ ba tử chi mệnh tuyển kiếp hoàn, có thể nếm thử ngưng tụ. Một khi thành công, lý thiên mệnh bọn họ một người bốn thú, cần phải có thể bước vào tam trọng tử kiếp. Trên thực tế, hắn tại sinh tử kiếp cảnh tốc độ phát triển, vẫn ngoài thiên hạ đoán trước. Dù sao, sinh tử kiếp cảnh tu luyện giả, có thể theo trạm tinh cổ lộ phồn tinh thiên ý, học được đồ vật quá ít. Ba đại thánh chi cảnh giới, là chín đại thần vực tu luyện giả biểu bay cảnh giới, dù sao, cấp độ này có tiền nhân trải đường. Đến sinh tử kiếp cảnh, lại nghịch thiên chi tài, đều phải trầm xuống, một bước một cái dấu chân. Lý thiên mệnh vốn nên cũng sẽ càng ngày càng chậm, đột phá thời gian vô hạn kéo dài, bất quá, làm thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch lại tăng lên nữa, mang đến thiên phú tăng vọt, để hắn đối sinh tử kiếp cảnh lý giải cùng cảm ngộ, ngày càng thành thục. Vốn đã đến đỉnh phong đế hoàng thiên ý, có mới thị giác, tăng lên rất nhiều trưởng thành không gian. Đây mới là lần này tiến hóa, lớn nhất ý nghĩa. Thời gian lặng yên trôi qua, cái thứ ba tử chi kiếp hoàn, cấp tốc thành hình. Cuối cùng, bọn họ một người bốn thú, lại lần nữa đi vào tử kiếp. Tử kiếp chi lực quật khởi, nước vọt khắp toàn thân, để lý thiên mệnh theo sinh sôi không ngừng, phút chốc đến tử khí ngập trời trạng thái. Loại trạng thái này, càng phù hợp hắn hiện tại, tuyệt địa đào vong tâm tính. Liên huynh hỏa bọn họ mấy cái, xem ra đều muốn giữ tợn rất nhiều. Tam trọng tử kiếp, coi như không có Khương Phi Linh Phụ Linh, hiện ở đây, đến thêm 100 cái Diêm La, đều không phải là lý thiên mệnh đối thủ. Có lần này tiến hóa, tuy nhiên nơi này không có trạm tinh cổ lộ, có thể, ta vẫn là có thể trưởng thành tiếp. Lý thiên mệnh bình tĩnh lại. Muốn sống, có lẽ là một trận đánh lâu dài. Sau khi đột phá, Miêu Miêu ngủ thật say. Tại bọn họ lúc nghỉ ngơi, Lý thiên mệnh lặng yên tại cái này hỏa diễm tinh thần nội bộ tiềm hành. Hắn muốn nhìn một chút, ngũ đại thần vực, đến cùng có bao nhiêu người, tiến đến tầm bảo. Thiên tinh cảnh, tinh không. Ước chừng có hơn 100 người, bị cửu cung quỷ tông phân phối đến cái này hỏa diễm thiêu đốt tinh thần, bắt đầu thăm dò. Bọn họ đi vào ngôi sao này thời điểm, lại chia làm 10 cái tiểu tổ, đem cái này hỏa diễm tinh thần chia cắt ra 10 cái khu vực, phân biệt tìm kiếm. Nhớ kỹ, mục tiêu thứ nhất là tầm bảo, mục tiêu thứ hai là điều tra thái cổ thần vực đệ tử, có bất luận phát hiện gì, đều phải lập tức báo cáo. Đúng, đều cẩn thận điểm, thảm thức tìm tòi, hiện tại muốn không chỉ là đào sâu ba thước, mà chính là muốn đem cái này chỉnh cái ngôi sao, lật cái úp sấp. Đại nhân, nghe nói thiên tinh cảnh, có thể là thượng thần yên giấc chi địa, dạng này sẽ không quấy rầy bọn họ sao? Nếu là nghe nói, cái kia liền không có căn cứ, đừng nói nhảm. Vâng, 10 cái tiểu tổ, phân đừng giảm bớt, đi tới đối ứng khu vực. Bọn họ cũng không phải 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi, trên cơ bản lấy trung niên nhân làm chủ, còn có không ít lão giả. Bọn họ cái tuổi này, chính là một cái thần vực giường cột, trên cơ bản đều là kiếp lão thân phận. Có thể có tư cách tiến thiên tinh cảnh điều tra, đặt ở cửu cung thần vực, cái kia đều là có mặt mũi tồn tại. Tỷ như cái này một cái tên là Thanh Quỷ Đường, tiểu tổ, hết thảy có 9 người, đều là 6 tầng sinh kiếp trở lên kiếp lão tạo thành.
Bọn họ lấy bên trong hai người cầm đầu. Hắn bên trong một người trung niên nam tử, khô gầy thấp bé, sắc mặt đỏ sậm, hốc mắt rất sâu, trên mặt mấp mô, mỗi cái trong hầm, đều có một khỏa điểm đen, giống như là nốt ruồi, cái này khiến hắn một cả khuôn mặt, xem ra có điểm giống là ô mai. Ô mai nhìn rất đẹp, nhưng nếu là người mặt, trưởng thành ô mai dáng vẻ, vậy liền buồn nôn. Bất quá, dạng này tướng mạo, tại cửu cung quỷ tông tính toán thưa thất bình thường. Cửu cung quỷ tông là dã man quật khởi tông môn, bọn họ có rất nhiều hung tàn âm trầm thủ đoạn, vì truy cầu lực lượng, nỗ lực dung mạo đại giới, chỉ có thể coi là cơ bản nhất, có ít người liền mệnh đều không muốn. Ngoại trừ trung niên nam tử này, còn có một cái người dẫn đầu, thì là một lưng gù bà lão. Nàng tóc hoa râm, thấp bé mập mạp, nhưng là tinh thần tráng kiện, hồng quang đầy mặt, trong lúc hành tẩu tinh lực 10 phần. Hắn thân thể tuy nhiên khom người, nhưng lại rất linh hoạt. Hắn trên thân chỉ có bộ mặt có nếp nhăn, những bộ phận khác, thì như trẻ sơ sinh ra thịt như thế non mịn, xem ra rất kỳ quái. Anh bà, người có phải hay không lại cho ngươi cộng sinh thú ăn thằng nhóc con, lần trước ngươi bị tố cáo, đường chủ thét ra lệnh ngươi từ bỏ cái này tập tục xấu, ngươi tại sao lại phạm? Cái kia, ô mai mặt, nam nhân nói. Cửu cung, ngươi cũng đừng giả bộ làm người tốt, ngươi cũng biết, ta, quỷ anh thú, liền tốt cái này một miệng, nếu là không ăn. Lão bà tử liền phải chết tại cái này, tử kiếp, bên trong. Ta đều hơn 300 tuổi, chỗ nào có thể cùng các ngươi so. Lại nói, cửu cung thần vực lớn như vậy, làm chuyện gì người đều có, hết lần này tới lần khác có một đám ra vẻ đạo mạo tiện xúc, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, phụng trộm làm tận chuyện xấu. Ta sống hơn 300 năm, người nào chưa thấy qua. Bây giờ thiên tinh cảnh mở, trận chiến cũng muốn đánh, cái kia ha ha cái kia uống một chút, thời gian tự nhiên muốn qua được thống khoái. Mới không uổng công trên thế giới này, đi đến như thế cái một lần a. Anh bà cười híp mắt nói. Hai người bọn họ mang theo 7 cái, kiếp lão, đi vào trong nham tương. Tất cả mọi người là bạn cũ, lẫn nhau ở giữa so sánh tùy ý, một bên dò xét, một bên nói chuyện phiếm. Chung quanh đây không có không gian vết nứt, có thể để cộng sinh thú đi ra, đều nói thiên tinh cảnh là có bảo bối địa phương, mọi người có thể được nhìn cho kỹ. Chúng ta không lục ra được bảo bối. Lại làm cho những tông môn khác người tìm tới, đó là muốn chịu phạt. Đường chủ thủ đoạn gì, mọi người tâm lý nắm chắc. Ô mai mặt, cửu cung, nói. Biết. Cho nên nói a, tiến cái này thiên tinh cảnh, cũng không nhất định là chuyện tốt, chất béo không có trên chiến trường nhiều, còn có thể gặp rắc rối. Nói cũng phải, nơi này bảo bối, ai dám một mình cầm a. Trên chiến trường thì không đồng dạng, giết ai cướp ai. Anh bà khanh khách cười không ngừng, nói. Có biện pháp nào đâu. Đều do cái này phong cấm kết giới, đem bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên các đại lão, từng cái áp chế đến thất trọng tử kiếp, ta nghe nói chúng ta thất trọng tử kiếp cảnh giới đường chủ, trong này, đều có thể cùng quỷ vương đánh nhau. Việc này truyền đi, trên đời này người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, lão bà tử sống hơn 300 năm, đều chưa từng nghe qua nghiêu như vậy phong cấm kết giới, ai biết truyền thuyết này bên trong thiên tinh cảnh, lại là cái phá toái thế giới a. Anh bà, người đây thì sai. Coi như quỷ vương cảnh giới, đều bị áp chế đến thất trọng tử kiếp, cùng chúng ta đường chủ một cảnh giới, thật muốn tại cái này đánh lên, lấy quỷ vương thủ đoạn, một cái tay đều có thể bóp chết chúng ta đường chủ, bọn họ lên làm quỷ vương, trên người có quá nhiều siêu việt cảnh giới bản thân đồ vật. Không có bát cửu trọng sinh tử kiếp cảnh, nghỉ muốn bắt lấy bọn hắn. Cửu cung nói, người nào không biết a, cần ngươi nói, ta thì đánh cái so sánh thôi, dù sao chuyện này mới mẻ. Nói đúng. Cho tới bây giờ không có cảm thấy, ta cùng những tông môn kia đại lão, có như thế tới gần một ngày. Bọn họ 10 phần nhẹ nhõm, chuyện trò vui vẻ. Trong đó, mấy người đều tiềm nhập trong nham tương, bốn phía tìm kiếm. Cái này có người, là cái kia Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên, trong nham tương truyền đến một tiếng sắc nhọn kinh hô. Đây là cái kia anh bà thét lên. Không sai, Lý Thiên Mệnh quả thật làm cho nàng nhìn thấy. Đối phương đã tìm tòi tới. Hắn vốn là muốn lặng yên rời đi lấy. Không nghĩ tới, bà lão này cái mũi linh như vậy mẫn. Chỉ là ngửi vài cái, vậy mà nghe thấy được nhân vị. Anh bà, im miệng. Cửu cung thanh âm từ đằng xa truyền đến. Vì sao im miệng, đường chủ để cho chúng ta phát hiện hắn về sau, lập tức báo cáo. Anh bà khóa chặt Lý Thiên Mệnh, không hiểu hỏi. Báo cáo cái rắm, tranh thủ thời gian bắt được hắn, công lao là chúng ta. Cửu cung nói. Anh bà ánh mắt sáng lên. Nàng tuy nhiên không có đi thiên hạ đệ nhất hội,
nhưng đối Lý Thiên Mệnh có hiểu biết. Một cái hơn 20 tuổi siêu cấp thiên tài, đem Diêm La đều giết đi, xác thực rất kinh người. Nhưng là, bọn họ hết thảy có 9 người a. Bọn họ đám người này, cảnh giới thấp nhất đều là 6 tầng sinh kiếp, so Diêm La đều cao một trọng. Nàng và Cửu Cung, càng là do sinh nhập tử, bước vào, 6 tầng tử kiếp, nắm giữ kinh khủng tử kiếp chi lực. Lão thái bà hơn 300 tuổi, từ khi tiến vào Quỷ Tông, liền không có làm qua thiên tài. Bất quá cái này 300 năm, ta giết qua thiên tài, đều ngàn vạn, ha ha. Nàng gặp quá nhiều thiên tài vẫn lạc, Lý Thiên Mệnh ở trong mắt nàng, cũng là một cái không ai bị nổi thằng nhóc con. Động thủ. Trong lúc nhất thời, 9 người xông tới, động thủ thì công kích. Lý Thiên Mệnh đứng trước 4 phương 8 hướng áp lực, hắn tròng mắt hơi híp. Hắn vốn là dự định, để Miêu Miêu dựa vào tốc độ, mang theo chính mình chạy khỏi nơi này. Nhưng là, những người này tốc độ không chậm, nếu để cho bọn họ theo sau đuôi, động tĩnh nhất đại, kẻ đuổi giết sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Cái kia ngược lại là một con đường chết. Hắn bỏ đi đào tẩu suy nghĩ, lựa chọn chiến đấu, nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là đối phương tham công. Chính bọn hắn, đều không muốn náo ra động tĩnh. Đây là nhân chi thường tình, Lý Thiên Mệnh trong mắt bọn hắn, thấy được không thể che giấu tham niệm. Cái này ngược lại là hắn cơ hội. Tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt tiến nhập tử chiến trạng thái. Ông! Hắn tứ đại cộng sinh thú, như là 4 khỏa sáng chói tinh thần, theo cộng sinh không gian bên trong vọt ra. Thuê biến sau bọn họ, lần thứ nhất xuất chiến. Nơi này vẫn là tại cạn tầng trong nham tương. Tùy thời đều có thể lao ra, Lam Hoang bọn họ cũng có thể thích ứng loại này nhiệt độ. Đối Lam Hoang tới nói, hỏa diễm hải dương đó cũng là sóng biển, trạng thái dịch cũng là thiên địa của nó. Bất quá, trước tiên phong tỏa toàn trường, vẫn là khởi nguyên thế giới thụ. Tiên tiên xác thực sợ lửa, có thể cạn tầng dung nham đối với nó ảnh hưởng đồng dạng không lớn, nó cành lá, dây leo, sợi rễ, còn có trắng, đỏ, hắc 3 đóa hoa đóa tỏa ra. Trong đó, vừa mở vĩnh dạ sắc vì ám tinh sáng chói. Tại cái này trong ánh sáng, thân thể của nó đã kéo dài mấy ngàn thước, khắp nơi có thể đạt tới. Lam Hoang trên thân thiên trọng tinh hoàn, đã bắt đầu xoay tròn, cái này cuồng bạo song đầu long, gánh vác 9 tòa quỷ núi, trong bụng 9 tầng quỷ biển, như một cái tinh thần thế giới, đã chuẩn bị tốt tại cái này biển dung nham bên trong, lật mây che biển. Còn có một đầu trong bóng tối đi ra lôi đình cự thú, toàn thân ma khí ngập trời. Nó bò lổm ngổm thân thể, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bên người, hắn thể hình tương đương với Lam Hoang khoảng 1/3, đã tương đương cự lớn. Nhất làm cho người ra đầu tê dại là, nó một đôi mắt màu trắng lạnh lùng túc sát, móng vuốt cùng hàm răng vừa dài vừa nhọn sắc nhọn, còn có một đầu như roi dài một dạng cái đuôi, tại sau lưng tảo động. Đây cũng là nắm giữ, Thái Bạch Ma Cốt, Miêu Miêu. Trừ cái đó ra, còn có huỳnh hỏa treo ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, xem ra biết điều nhất. Xiết sạch. Lý Thiên Mệnh nói hai chữ này, một người 4 thú, gần như đồng thời động thủ. Hắn liếc mắt qua, đối thủ lần này, đã trong lòng hiểu rõ. So khá là khó đối phó chỉ có 2 cái. Một cái bà lão, một cái ô mai mặt nam nhân. Cái kia ô mai mặt nam nhân, trên tay cầm lấy một chương tấm võng lớn màu đỏ rực, cái kia lưới lớn từ sắc bén roi dài biên chế mà thành, phía trên tràn đầy gai nhọn, trên đó cùng sở hữu 8 đầu kiếp văn. Minh khí này gọi là hỏa minh võng, rất là đặc thù. Bên cạnh hắn còn 2 đại cộng sinh thú, toàn thân bốc hỏa, xem ra tựa như là biển cả bên trong con sứa, có cây nấm một dạng thân thể, dưới thân thì dài ra đến hàng vạn mà tính sợi rễ, lại hoặc là nói là xúc tu. Đáng sợ là, cái kia cây nấm, một dạng trên thân thể, vậy mà mọc ra một khuôn mặt người, mặt mũi hung dữ, khuôn mặt vặn vẹo, thời khắc phẫn nộ lại thống khổ, thậm chí phát ra tiếng kêu thảm. Theo hắn trong mắt, có thể nhìn đến hơn 580 điểm sao. Đây là quỷ diện hỏa độc hải chiết. Bọn họ ngôi sao chút trình độ, cùng hắc ảm, bạch nhiêu bọn họ không sai biệt lắm. Cái này rất bình thường. Dù sao, hắc ảm cảnh giới của bọn hắn tới gần bọn họ, thiên phú nhưng vượt xa bọn họ, bị tông môn coi trọng. Càng đáng sợ chính là cái kia, anh bà cộng sinh thú. Cái kia 3 cái cộng sinh thú ra thịt. Theo thứ tự là tím xanh lam 3 loại nhan sắc, bọn họ hình thể rất nhỏ, lơ lửng tại cái kia anh bà bên người, tựa như là 3 cái trẻ sơ sinh, chỉ là tướng mạo có chút xấu xí, miệng lộ ra có chút lớn. Bọn họ ngay tại dung nham bên trong lăn lộn,
phát ra trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm. Cái này rõ ràng là một loại thần thông. Vừa mới bắt đầu khóc nỉ non, Lý Thiên Mệnh não tử cũng nhanh nổ. Đây cũng không phải là thật trẻ sơ sinh, bọn họ là cộng sinh thú, mà lại là sống hơn 300 năm lão cộng sinh thú. Loại này cộng sinh thú, gọi là quỷ anh thú, chính là ma quỷ giống như tồn tại. Bọn họ ba cái trong mắt điểm sao, có một cái vượt qua 600, mặt khác hai cái có hơn 590. Ngoại trừ cửu cung cùng anh bà, còn có 7 cái đối thủ, cùng nhau có 13 con cộng sinh thú, đều là 6 tầng sinh kiếp. Dù là tiên tiên bao trùm chiến trường lại lớn, cái này trong lúc nhất thời, bọn họ đều bao vây Lý Thiên Mệnh bọn họ. Ngõ hẹp gặp nhau, tại tham niệm điều động phía dưới, đối phương đồng dạng gặp mặt thì xuất thủ. Chỉ bất quá, cửu cung cùng anh bà đều cường điệu, có thể giết Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, nhưng tuyệt không thể giết chết bản thân hắn. Tù binh tranh công, khẳng định càng tốt hơn. Một trận hỗn chiến, đột nhiên bạo phát. Tiên tiên, lấy một địch chín đại hỗn chiến, Lý Thiên Mệnh cực kỳ cần khởi nguyên thế giới thụ lực lượng. Bọn họ xấu quá, thối quá. Tiên tiên cau mày, linh thể bay ở Lý Thiên Mệnh bên người. Cái kia khởi nguyên thế giới thụ bản thể phía trên, vĩnh dạ sắc phi đột nhiên chấn động. Vĩnh dạ ma chú, thi triển. Trên thực tế, vĩnh dạ ma chú, cũng không phải là một loại nguyền rủa, mà là một loại tinh thần phấn hoa. Cái kia đóa hoa màu đen phía trên, như biển sao giống như tinh thần ánh sáng, trong lúc nhất thời chạy như bay đi ra, số lượng khoảng chừng ức vạn. Bọn họ đều là vĩnh dạ sắc phi phấn hoa, bây giờ tại tiên tiên trưởng khống phía dưới, đột nhiên tản ra. Toàn bộ chiến đấu không gian bên trong, bất luận cái gì một nơi, đều là lít nha lít nhít tinh thần phấn hoa. Những thứ này phấn hoa, dán tại địch nhân trên da, trực tiếp theo lỗ chân lông tan vào ngự thú sư cùng cộng sinh thú thân thể. Bọn họ rất rất nhỏ, không thể phát giác. Chúng chiêu thời điểm, không có bất kỳ phản ứng nào. Khi bọn hắn hấp thu càng ngày càng nhiều, chính mình cũng không ý thức được, tại vô hình ở giữa, bọn họ sẽ bị cái này vĩnh dạ ma chú ảnh hưởng, lâm vào trong điên cuồng, dần dần mất đi thần trí. Một chiêu này, nhất là cộng sinh thú ác mộng. Bởi vì, bọn họ bên trong đại đa số, đối loại thủ đoạn này sức chống cự tương đối thấp. Vĩnh dạ ma chú chỉ là hạt giống, hiện tại vẫn chưa tới bạo phát thời điểm. Cho nên, tiên tiên thánh quang đằng mạn, phệ huyết kiếm vũ, còn có nó màu đen sợi rễ, đã trên chiến trường lăn lộn, quất đánh toàn trường. Tại bên cạnh của nó, lam hoang trên người, thiên trọng tinh hoàn, đã điên cuồng xoay tròn, để nó chính thức tiến nhập cối xay thịt trạng thái. Nó trực tiếp vỗ biển dung nham, 9 tầng quỷ biển xoay tròn, để nó ở chỗ này tốc độ cùng trùng kích lực đạt tới trình độ khủng bố. Đúng vào lúc này, nó cùng ba đầu cộng sinh thú va chạm vào nhau. Cái kia ba đầu cộng sinh thú tự cao thân thể cường hãn, muốn cùng lam hoang ngạnh kháng. Kết quả thì trong chớp nhoáng này, bọn họ bị thiên trọng tinh hoàn trực tiếp cho xé rách thành toái phiến. Tại chỗ tử vong. Hơn 900 ngôi sao. Theo lam hoang trên thân, bọn họ rốt cục phát hiện, Lý Thiên Mệnh rất có thể, để hắn cộng sinh thú, hấp thu trí cao kiếp nguyên tiến hóa. Không có việc gì, phẩm giai lại cao hơn vô dụng, tiểu hài này cảnh giới không cao, cùng một chỗ động thủ. Đất đèn hỏa quang ở giữa, chỉ ít có một nửa đối thủ công kích, đều tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Đi ngươi! Huỳnh hỏa đột nhiên phun ra một miệng hỏa diễm, đâm vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Bỗng nhiên hóa thành luyện ngục thuẫn giáp. Hoàn toàn mới luyện ngục thuẫn giáp, trên đó lóng lánh như mặt trời hào quang, kiên cố vô số lần. Cái này luyện ngục thuẫn giáp, trực tiếp để Lý Thiên Mệnh, hóa thân thành hỏa diễm chiến thần. Hắn hai tay cầm đông hoàng kiếm, đón đầu thì cùng tay kia cầm, ma nha long trượng, anh bà, giết ở cùng nhau. Anh bà quỷ anh thú thần thông, anh khóc ma âm, khóc đến càng ngày càng thê thảm, quả thực tê tâm liệt phế, đối huỳnh hỏa bọn họ đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lý Thiên Mệnh một kiếm áp chế anh bà, trực tiếp rút kiếm thẳng hướng cái kia ba đầu quỷ anh thú. Một bên khác, huỳnh hỏa mở ra đế tinh thiểm diệu trạng thái, toàn thân quang mang vạn trượng, lửa giận dâng trào, tinh quang nổ tung. Nó kiếm khí bay tứ tung, hỏa ảnh trùng điệp. Tại cái này biển dung nham bên trong, nó chính là chỗ này đế vương. Có nó tại, cái kia cửu cung cùng hai cái quỷ diện hỏa độc hải chiết, vậy mà không có cách nào uy hiếp được Lý Thiên Mệnh. Tại cái này hỗn loạn trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cùng tiên tiên phệ huyết kiếm vũ, đồng thời đến cái kia ba cái quỷ anh thú trước mắt. Cái này tím xanh lam ba cái trẻ sơ sinh khóc đến cực hạn, thanh âm bén nhọn đến làm cho người tê cả da đầu. Chết!
Một kiếm giết ra. Hắc hắc, thằng nhóc con, thịt của ngươi, quá non. Thanh âm quỷ mị từ phía sau truyền đến, tự nhiên là cái kia anh bà trước tới cứu viện. Cùng lúc đó, trước mắt cái này ba cái trẻ sơ sinh quỷ anh thú, thân thể đột nhiên phát ra đùng đùng sao không dứt thanh âm, sau đó bỗng nhiên bành trướng, biến thành mặt mũi hung dữ, toàn thân lân phiến ác quỷ, nguyên một đám thân cao hơn 40 mét. Đây mới là bọn chúng diện mục thật sự. Dạng này quỷ anh thú, nắm giữ như ma quỷ cận chiến năng lực. Bất quá, tối thiểu cái kia khiến người ta chán ghét tiếng khóc không có. Lý Thiên Mệnh liền sợ tiếng khóc này, dẫn tới những người khác. Mèo, giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh bay thẳng lui. Cùng lúc đó, một đầu màu đen cự thú lấy lôi đỉnh tốc độ nhào tới, cắn một cái vào một cái quỷ anh thú cổ. Cái kia quỷ anh thú duỗi ra móng vuốt đi công kích nó, kết quả ngay trong nháy mắt này, miêu miêu cái kia bén nhọn hàm răng, trực tiếp cắn thủng quỷ anh thú cổ, tại chỗ đem một cái đầu cho xé xuống. Cái đuôi của nó mang theo vạn quân lôi đình, tại chỗ quán xuyên cái kia quỷ anh thú trái tim. Một đầu quỷ anh thú, chết. Anh bà ngây ngốc một chút, ánh mắt trực tiếp đỏ lên. 300 năm, nàng, bạn già, cũng chưa chết, hiện trong nháy mắt không có một đầu. Còn chờ cái gì nữa đâu, ngươi. Một tiếng quát chói tai, đột nhiên truyền đến. Anh bà bất ngờ nhìn đến, Lý Thiên Mệnh giết tới trước mắt. Kiếm trong tay, điên cuồng nổ tung. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm này, so thiên hạ đệ nhất hội thời điểm, cường lớn hơn nhiều lắm. Một kiếm dâng trào, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Chân chính ác quỷ oan hồn buông xuống. Anh bà cho đến lúc này, mới đờ đẫn phát hiện, cái này hoa hoa, hắn mạnh đến loại trình độ này. Đây không phải tình báo có sai sao? Giúp ta! Nàng không dùng hô, tự nhiên có một đám người, công kích Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng là, những công kích kia rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân, vậy mà không có đánh phá luyện ngục thuẫn giáp. Thậm chí, có người trong tay kiếp khí, bị luyện ngục thuẫn giáp cho đứt đoạn. A! À, anh bà nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ma nha long trượng thi triển nhị nguyên sinh tử chiến quyết. Ma nha long trượng côn ảnh trùng điệp, 6 tầng tử kiếp lực lượng hội tụ trong đó, biển dung nham trực tiếp chấn khai một cái thông đạo. Làm! Lý Thiên Mệnh một kiếm trúng đích cái kia ma nha long trượng. Cái này đỉnh phong kiếp khí, đột nhiên nổ nát vụn. Kiếp khí toái phiến, toàn bộ đâm vào anh bà trên thân. Cút! Lý Thiên Mệnh giơ kiếm quét qua, anh bà đầu, mang theo chết không nhắm mắt ánh mắt, trực tiếp bay ra ngoài. Đại lượng sinh mệnh lực lượng, bị tử kiếp chi lực cướp bóc mà đến, bị Lý Thiên Mệnh sinh chi mệnh tuyển hấp thu. Hắn muốn thông qua giết người, lại vào sinh kiếp. Hắn căn bản không biết cái này anh bà, cũng không biết. Nàng tại cửu cung thần vực một ít địa phương, là để thiên hạ phụ mẫu nghe tin đã sợ mất mật, ăn anh cuồng ma. Rất nhiều nữ nhân 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử, trực tiếp để cho nàng, cho cộng sinh thú làm đồ nhắm. Đây là cái gì lực lượng? Tại cái này anh bà tử vong trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh nghênh đón một số, kỳ quái chúng sinh thiên ý. Loại cảm giác này, gọi là công đức. Cái này khiến hắn cảm giác được mới mẻ. Hắn giết anh bà, có người dám kích hắn. Mà lại là rất nhiều người. Những người này, căn bản không có thấy cảnh này a. Cái này cùng trước kia chúng sinh thiên ý, có bản chất khác biệt. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nó khả năng quan trọng hơn. Bởi vì, công đức, đại biểu cho thế thiên hành đạo, đại biểu cho hành hiệp trượng nghĩa, càng đại biểu chính đạo. Nếu là làm hại một phương xúc sinh, vậy liền cho lão tử chết sạch sẽ. Hắn một khắc đều không ngừng lại, trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Bắt đầu đại khai sát giới. Giết 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 giết. Chỉ cần, công đức, tồn tại ở từ nơi sâu xa, có thể phong phú đế hoàng thiên ý, mặc kệ đối phương làm ác bao nhiêu, chỉ cần giết thì có. Giết ác nhân, thủ công đức, lại còn có thể cướp bóc sinh cơ, do tử chuyển sinh. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nhìn đến, sinh tử của mình kiếp cảnh nghịch thiên chi lộ. Mấu chốt nhất là, hắn là thiên chi sủng nhi, thế thiên hành đạo. Sự cường đại của hắn. Xây dựng ở chính đạo trên cơ sở, mà không phải phát rồ, làm hại một phương. 7 cái, 6 tầng sinh kiếp, kiếp lão, nhỏ nhất đều có 100 tuổi, cao nhất anh bà 300 tuổi. Giờ phút này, bọn họ nhìn đến anh bà bị giết, nhìn đến Lý Thiên Mệnh đáng sợ như thế, bọn họ tại chỗ thay đổi chủ ý, chuẩn bị gọi người. Nhưng là, đã chậm. Tiên tiên vĩnh dạ ma chú, đã cắm rễ tại trên người của bọn hắn, để mấy người, lâm vào nóng nảy bên trong.
Trong bọn họ có một bộ phận người, thân thể đã trọng thương, thụ thương dễ dàng mất lý trí, cho nên bọn họ coi là, chính mình chỉ là giết điên rồi. Chân tướng lại là, bọn họ tại vĩnh dạ ma chú phấn hoa bên trong, đã đi vào cơn ác mộng thâm uyên. Lão Triệu, ngươi lại dám đánh ta? Không phải liền là sai lầm sao? Ngươi khẩn trương cái gì? Là sợ ta nói cho người khác biết, ngươi giết huynh trưởng chơi tẩu tử sự tình sao? Ngươi muốn chết? Ta chả lẽ lại sợ ngươi? Đến, sớm muốn giết chết ngươi. Đây chính là vĩnh dạ ma chú. Đem nhân tính âm u mặt, triệt để khai quật ra. Đến máu tanh một khắc, liền tự giết lẫn nhau đều phát sinh. Đây là vĩnh dạ ma chú tối đỉnh phong hiệu quả. Trên thực tế, bọn họ muốn là nội tâm đầy đủ bằng phẳng, căn bản sẽ không trúng độc sâu vô cùng. Dạng này một màn, để cừu cung, sâu sắc ý thức được, đây là gốc cây kia thủ đoạn. Hắn sợ hãi. Những người khác đi không được, hắn còn có thể đi. Hiện tại đừng nói công lao, khẳng định là tánh mạng quan trọng. Tranh thủ thời gian thông báo những người khác. Hắn liền cộng sinh thú đều không để ý tới, xoay người rời đi. Còn dám chạy, ăn lão tử cái dám huyết một kiếm, ta đạp mã đều đế tinh thiểm diệu, đại chiêu vừa mở, không chém chết ngươi, ta vẫn là phương Bắc chặt vương sao. Thái cổ thần vực, ngay tại phương Bắc. Huỳnh hỏa điên cuồng gào thét, như là mặt trời một dạng cực nhanh tiến tới. Một chiêu vừa mới học được thần hình câu diệt kiếm, đâm vào cửu cung không thể miêu tả chi địa phía trên. A, à, cửu cung kinh thiên kêu thảm. Tại trong tiếng kêu thảm, Lý Thiên Mệnh tà ma, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. Cửu cung, tại chỗ chết thảm. Khác cợt nhả, khả năng có người nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian giết sạch. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, lão đại, Huỳnh Hòa tiếp tục đế tinh thiểm diệu, một đường thu hoạch đầu người. Phốc phốc phốc. Khởi nguyên thế giới thụ vĩnh dạ ma chú, để trong này biến thành huyết tinh địa ngục. Bọn họ tự sát, tương sát, tàn sát, một mảnh hỗn loạn. Miêu miêu thái bạch ma cốt, xinh xinh xé nát ba đầu quỷ anh thú, hắn lôi đình thần thông trợ giúp toàn trường, cùng tiên tiên cùng một chỗ phong tỏa. Huỳnh hỏa chém chết hai đầu, sáu tầng tử kiếp, quỷ diện hỏa độc hải chiết, lại một đường đánh lén, giết người số lượng đuổi sát Lý Thiên Mệnh. Lam Hoang không cần nói, thiên trọng tinh hoàn phía dưới. Chỗ đến, đều là thịt nát. Một trận thống khoái đổ sát, để chín người này thanh quỷ đường, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến tử. Bọn chúng thủ đoạn mới mạnh, đã để Lý Thiên Mệnh chính mình cũng nhìn mà than thở. Nói tóm lại, không có một cái nào yếu. Mà lại, còn mỗi người có mỗi người sở trường. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không có thời gian cảm khái. Giải quyết về sau, hắn bốn cái cộng sinh thú, toàn bộ về tới cộng sinh không gian. Hắn lặng yên rời đi, trực tiếp rời đi. Nơi xa giống như có người đuổi theo. Hắn lập tức ra tốc. Sau đó không lâu, hắn lặng yên rời đi cái này hỏa diễm tinh thần. Đứng trong hư không, nhìn phía dưới bóng người lướt qua, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng. Nói cách khác, ở chỗ này, cảnh giới tối cao, chỉ là thất trọng tử kiếp, liền quỷ vương đều bị áp chế tại cảnh giới này. Cho nên, ta chỉ cần không rời đi nơi này, tuyệt đối không chết được. Chỉ cần ta đủ rất cẩn thận, không bị phát hiện, thì tiếp tục như vậy, ta sớm muộn có thể chúa tể nơi này. Huyết ý quỷ vương, Lý Thải Vi, các ngươi tốt nhất đã tiến đến, các ngươi chờ đó cho ta. Trong mắt của hắn, nhấc lên mãnh liệt cừu hận phong bạo. Hắn quay người, nhìn về phía cái này vô tận thiên tinh cảnh. Đã như vậy, ta cũng có thể hảo hảo đi thăm dò, cái này thiên tinh cảnh, đến cùng có bí mật gì a? Trong lúc vô tình... Nghe được anh bà bọn họ trò chuyện, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, thực sự quá trọng yếu. Có điều, vẫn không thể phớt lờ, bọn họ nhiều người, toàn bộ thiên tinh cảnh, thất trọng sinh tử kiếp cảnh người sẽ đặc biệt nhiều, ta trước mắt nhiều lắm là đối phó 6 tầng tử kiếp. Mà lại, vượt qua bát trọng người, tuy nhiên cảnh giới bị áp chế, nhưng là chiến quyết các loại thủ đoạn đều tại, chiến đấu lực khẳng định không chỉ như thế. Ổn định. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía thiên tinh cảnh chỗ sâu. Thân ảnh của hắn lóe lên một cái rồi biến mất tại tràn đầy vết nứt không gian tinh không bên trong. Hắn đi về sau, cái này hỏa diễm tinh thần phía trên động tĩnh, mới càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều đi ra. Khởi bẩm đường chủ, thanh quỷ đường bị giết sạch. Còn lại bốn cái tông môn, cùng chúng ta có ước định, có tranh chấp cũng không thể giết người, đối phương quá hung tàn, có thể là cái kia Lý Thiên Mệnh. Hắn khả năng còn chưa đi xa, mau đuổi theo. Đi lên báo.
báo cáo quỷ vương, tại giả tạo số 181 ngôi sao, phát hiện hư hư thực thực Lý Thiên Mệnh tung tích. Cái kia hỏa diễm tinh thần phía trên, rất nhiều người vọt ra. Lý Thiên Mệnh thấy thế, đi được càng xa. Chậm rãi tìm, không phụng bồi. Lý Thiên Mệnh bây giờ nghĩ biết đến là, cái này thiên tinh cảnh, đến cùng cất giấu cái gì? Thiên tinh cảnh bên trong tinh quang quá lập lòe, tinh thần 10 phần dày đặc. Cho nên, liền xem như trong tinh không du tẩu, cũng có nhất định tính bí mật, không đến mức liếc một chút liền bị nhìn đến. Đương nhiên, loại này tính bí mật, khẳng định không bằng dấu ở tinh thần nội bộ. Phiền phức chính là, bọn họ đem người phân tán ra, mỗi cái ngôi sao đều an bài người đi thăm dò, truy quét, mặc kệ ta trốn đến nơi đâu, sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới. Cũng không biết, có tồn tại hay không một số, bình thường người vào không được địa phương. Dọc theo con đường này, Lý Thiên Mệnh thấy được không ít người, ngũ đại thần vực đều có. Những người này tối thiểu nhất 50 tuổi trở lên, cơ bản không có mấy cái trẻ tuổi gương mặt, đều là ngũ đại thần vực giường cột. Ta trước đó giết 9 người kia, đoán chừng chỉ là trong này hạ tầng nhân vật. Hắn coi như so thiên hạ đệ nhất hội thời điểm, cường đại rất nhiều, hiện tại vẫn nguy cơ tứ phía. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, trong tinh không tiềm tàng, đi tìm chân chính có hiệu chỗ tránh nạn. Thời gian trôi qua, đảo mắt một ngày đi qua. Làm hắn bước vào nào đó một chỗ tinh vực thời điểm, trên thân bỗng nhiên có động tĩnh, cúi đầu cảm giác, nguyên lai là nhân hoàng long giáp, ở trên người nổi lên một bộ phận, hắn quang mang hơi hơi lập lòe, sau đó chỉ dẫn lấy Lý Thiên Mệnh giơ tay phải lên, chỉ hướng tầm mắt cuối một khỏa ngôi sao. Đó là một khỏa ngôi sao màu xanh lam. 10 phần to lớn, mặt ngoài diện tích, chỉ sợ có hơn 40 thái cực phong hồ lớn nhỏ. Theo về màu sắc, đây cũng là một khỏa hải dương tinh thần, mặt đất toàn bộ đều là âm hàn nước biển, tại cái này tinh thần phía trên, còn có thể nhìn đến kịch liệt xoay tròn vân vụ, nói rõ trên đó tốc độ gió nhất định rất nhanh. Phong bạo nhấc lên ngập trời sóng biển, tại Lý Thiên Mệnh vị trí này, đều có thể thấy rõ ràng. Càng lớn tinh thần, xác thực càng thích hợp lượn vòng cùng ẩn núp. Mấu chốt là nhân hoàng long giáp, vì cái gì chỉ dẫn lấy ta đi nơi này? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này thiên tinh cảnh, thật cùng Hiên Viên Đại Đế có quan hệ sao? Cũng không biết, những cường giả kia trên người chúng phong cấm kết giới, đến cùng xuất từ tay người nào? Đã nhân hoàng long giáp cho mục tiêu, Lý Thiên Mệnh đương nhiên rất thẳng thắn, lặng yên hướng về bên kia tiến lên. Cho đến trước mắt, cơ hồ mỗi một viên ngôi sao phía trên đều có ngũ đại thần vực nhân viên bóng người. Giờ khắc này, phong bạo hải dương tinh thần, đồng dạng không ngoại lệ. Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này tinh thần trước, càng phát hiện một ngôi sao này to lớn, cảm giác dung nạp hơn 10 triệu tu luyện giả, đều không là vấn đề. Trên đó quả nhiên là vô tận nước biển, kinh khủng phong bạo, tại chỉnh cái ngôi sao phía trên bao phủ, tiểu thế giới này, thời khắc đều là bão táp. Rầm rầm rầm, phong hải oanh minh thanh âm, chấn động nhân tâm. Lý Thiên Mệnh lặng yên rơi tại đây tinh thần, đi vào này long trời lỡ đất trên mặt biển, mãnh liệt phong bạo, mang theo hơn 100 mét cao sóng biển trùng kích mà qua, đâm vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Cuồng loạn phong bạo để nó rất khó giữ vững thân thể, cho dù là tiến vào trong nước biển, dưới đáy dòng nước lũ đồng dạng uy lực 10 phần. Lớn như vậy phạm vi, vài trăm người xuống tới, muốn đem cái này tinh thần mò thấy, tối thiểu đều phải thời gian mấy tháng. Nếu là ta một mực không bị phát hiện, ở chỗ này cùng bọn hắn lượn vòng, cho dù là bọn họ là thảm thức tìm tòi, cũng chưa chắc có thể tìm tới ta. Dù sao, ta cũng không phải tại một chỗ, đợi bất động. Lý Thiên Mệnh cảm giác cái này, phong hải tinh thần, không tệ. Đến bây giờ, nhân hoàng long giáp đã không có động tĩnh, Lý Thiên Mệnh liền tại cái này tinh thần bên trên du tẩu, hắn muốn đi tìm kiếm mình bị chỉ dẫn tới đây lý do. Hắn tại cạn trong biển tiến lên, đón gió bạo cùng hải lưu. Đại khái lắc lư hơn một cái canh giờ, chợt nghe phía trước có động tĩnh. Có người. Lý Thiên Mệnh nín thở, đem chính mình ẩn tàng càng sâu, hắn không có mau chóng rời đi, mà chính là lặng yên tới gần, đi xem một chút những người này ở đây làm gì. Động tĩnh này rất lớn, mơ hồ có rất nhiều người tại nói chuyện với nhau, tối thiểu có hơn 100 người tụ tập ở chỗ này. Bọn họ không phân tán tìm kiếm, tụ ở chỗ này làm cái gì? Lý Thiên Mệnh xen lẫn trong sóng biển bên trong. Giơ tay trái lên phía trên con mắt thứ ba, hướng về bên kia nhìn sang. Giống như có một cái kết giới. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, chỉ thấy tại cơn bão táp này cùng thủy triều trung ương, xuất hiện một cái thật lớn thiên văn kết giới. Chỉ ít có hơn 200 người,
hiện tại vây quanh ở kết giới này bên ngoài, chính hướng bên trong hướng. Bọn họ thần sắc cuồng nhiệt, mười phần liều mạng, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, đây tuyệt đối nói rõ cái kia thiên văn kết giới bên trong, khẳng định có để bọn hắn đỏ mắt đồ vật. Lý Thiên Mệnh đồng dạng hiếu kỳ, cái này thiên tinh cảnh bên trong đến cùng có cái gì? Có lẽ, cái này thiên văn trong kết giới đồ vật, chính là nhân hoàng long giáp, chỉ dẫn ta đến đây lý do. Bên kia quá hỗn loạn, hắn muốn nhìn rõ ràng, còn muốn tiếp tục tới gần. Cẩn thận một chút, ta cũng không muốn bị đuổi giết. Huỳnh Hỏa nói, yên tâm, nếu là phổ thông đồ vật, ta không hứng thú. Trong khoảng thời gian này, hắn dự định lấy bảo mệnh làm chủ. Hắn càng ngày càng tới gần, bất ngờ phát hiện cái này hơn 200 ngũ đại thần vực cường giả, đều tại nếm thử đánh vỡ kết giới. Bất quá, bọn họ lại bị từng đầu thần long ngăn cản, không được mà vào. Cái kia thần long đều là từ thần diệu thiên văn tạo thành, từ tầng lần tới nhìn, lại là kiếp văn kết giới. Kiếp văn kết giới, chỉ có kiếp văn sư mới có thể bố trí đi ra, cùng kiếp lão một dạng, tổng cộng chia làm phổ thông, một nguyên, nhị nguyên cùng tam nguyên các loại bốn cấp độ. Trước mắt cái này kiếp văn kết giới, vậy mà có thể cuốn lấy hơn 200 thần vực cường giả, tối thiểu đều là một nguyên kiếp văn kết giới. Bực này kiếp văn kết giới, đang bảo vệ cái gì? Lý Thiên Mệnh tiếp tục tới gần, hắn ánh mắt xuyên qua phong bạo sương mù dày đặc, rốt cục tại cái nào đó vân vụ tản ra trong nháy mắt, thấy được kiếp văn kết giới bên trong đồ vật. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, đưa tay phải ra, đem ba con mắt đều cho xoa nhẹ một lần. Không thể nào. Hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm, hoặc là sinh ra ảo giác. Dù sao, làm sao có thể a? Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia nhìn, phía trước có hơn 200 người đang liều mạng hướng bên trong hướng đây. Hắn không thể lại gần phía trước, chỉ có thể ở chỗ này chờ phong bạo dừng lại, ngẫu nhiên có mấy cái trong nháy mắt, vẫn có thể thấy rõ ràng kiếp văn kết giới bên trong rầm rộ. Xác nhận ba lần, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc biết, chính mình không có nhìn lầm. Những người này, đại khái đến từ ba phe cánh, theo thứ tự là Lục Đạo Kiếm Tông, Tứ Tượng Hải Tông cùng Thất Tinh Thiên Tông. Bọn họ vì sao cùng chó điên giống như, hướng bên trong lui? Đó là bởi vì, cái này kiếp văn kết giới bên trong, có lít nha lít nhít thiên địa kiếp nguyên. Những cái này thiên địa kiếp nguyên, mỗi cái đều là trọng bảo, nhưng lại cùng tựa như rác rưởi, tùy ý tung bay ở kiếp văn kết giới nội bộ. Liếc mắt qua, không thể đếm hết được. Lý Thiên Mệnh tính ra, tối thiểu hơn vạn. Hơn vạn thiên địa kiếp nguyên, liền xem như nhất cấp hai cấp, cái kia đều đầy đủ chân quý. Có thể Lý Thiên Mệnh gặp qua bốn cấp thiên địa kiếp nguyên, lấy phán đoán của hắn đến xem, những cái này thiên địa kiếp nguyên, tối thiểu đều có cấp 5 trở lên. Thậm chí khả năng có cấp 6, cấp 7. Cấp 9 đã là chí cao. Cấp 7 thiên địa kiếp nguyên, đều có thể tạo nên hơn 700 điểm sao cộng sinh thú, cái kia đã là một cái thần vực đỉnh phong cấp độ. Rất nhiều tam nguyên kiếp lão, hắn cộng sinh thú, cũng chỉ có hơn 700 điểm sao. Một hai cái, xác thực không có gì. Mấu chốt là hơn vạn A. Liền xem như cửu cung quỷ tông, hiện tại trong tông môn tồn kho, đều tuyệt đối không có nhiều như vậy. Thái cổ thần tông kiếp nguyên thiếu thốn, cho nên thiên nguyên đệ tử cộng sinh thú bên trong, ngoại trừ ta cộng sinh thú bên ngoài, những người khác liền 400 điểm sao đều không có. Thần tông kiếp lão có mấy trăm ngàn. Đại đa số đều là phổ thông kiếp lão cùng nhất nguyên kiếp lão, những cái này thiên địa kiếp nguyên đối bọn hắn có tác dụng lớn, nếu như mỗi người đều có thể có chỗ tiến bộ, tối thiểu đem độ kiếp phong thực lực, sách cao tam thành. Dạng này rầm rộ, xuất hiện tại trước mắt, trách không được những người này đều điên rồi. Đây không phải trọng bảo, đây là kinh thiên chi bảo, là đủ để cải biến một cái tông môn bố cục bảo tàng. Trách không được cửu cung quỷ tông, trước hết nghĩ tầm bảo khai chiến nữa. Đây chính là bọn họ muốn bảo tàng đi. Những vật này đến trên tay bọn họ, hắn cường giả chiến đấu lực liền sẽ tăng vọt, càng nghiền ép chúng ta tứ đại tông môn. Loại này bảo tàng, người nào cầm tới, người nào thì chiếm cứ quyền chủ động. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, vật như vậy coi như tồn tại, vậy cũng sẽ giấu rất sâu a. Vạn vạn không nghĩ đến, trực tiếp trôi nổi trên mặt biển, chỉ do một cái kiếp văn kết giới bảo hộ. Loại này điều kiện tiên quyết. Trước tiên phát hiện bảo tàng Tứ Tượng Hải Tông, Lục Đạo Kiếm Tông cùng Thất Tinh Thiên Tông những người tu luyện, hoàn toàn không dám tham công, bọn họ đã sớm phái ra nhân mã, ra ngoài bẩm báo tông môn cao tầng, sau đó lưu lại một bộ phận nhân vật mấu chốt, tranh nhau chen lấn, muốn xông vào trong kết giới. Nếu như mang theo cũng đủ lớn tu di giới chỉ, một người,
liền có thể mang đi hơn vạn thiên địa kiếp nguyên. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn lấy những thứ này trôi nổi trên mặt biển thiên địa kiếp nguyên, tâm như hỏa thiêu. Bởi vì, hắn thì mang có không gian cũng đủ lớn tu di giới chỉ. Tiên tiên, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Làm gì à? Ta muốn trước đem ngươi nguyên liệu nấu ăn mất đi. Hắn cái này tu di giới chỉ bên trong, một đống thịt đông, đều là tiên tiên đồ ăn vặt. Qua, ngươi là ma quỷ sao? Ta không phục, tiên tiên tại cộng sinh không gian gào khóc. Đừng khóc a, chờ chúng ta đã thoát khốn, ta gấp 10 lần bổ khuyết ngươi, mỗi ngày cho ngươi thịt nướng. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Cái này còn tạm được, hì hì. Tiên tiên nín khóc mỉm cười, quay người thì đi chơi. Quả nhiên trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, nữ nhân a. Liền một gốc, mẫu thụ, đều là cái dạng này. Người điên rồi meo, đây chính là có hơn 200 người a, mà lại khẳng định có một số lớn cao thủ hướng bên này, đến lúc đó, người mọc cánh khó thoát meo. Miu Miu cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Miu Miu, người suy nghĩ kỹ một chút, đến lúc đó mọc cánh khó thoát, là chính ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Meo. Miu Miu giật mình. Nó nghĩ tới, muốn chạy trốn lấy mạng. Lý Thiên Mệnh khẳng định phải mượn nhờ tốc độ của nó a. Không được, quá nguy hiểm, ta kháng nghị, những người này có thật nhiều cái, rõ ràng so với lần trước 9 cái lợi hại. Bản mèo tuyệt không mạo hiểm, Miu Miu buồn bực nói. Kháng nghị vô hiệu, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật đánh tính toán muốn lên a, Huỳnh Hỏa ngoài ý muốn nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mấu chốt là, ta không muốn để cho bọn họ, cầm tới loại này có thể phá vỡ chiến cuộc bảo tàng, dù là hủy đi. Cũng không thể để bọn hắn lấy đi, nếu không, sớm muộn biến thành đối phó thái cổ thần vực vũ khí. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Hắn đương nhiên biết nguy hiểm. Thậm chí có thể nói, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, nhân sinh chính là như vậy, đã đụng phải, thật không có cách nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này không lên, cái kia chính là trốn tránh. Có lẽ rất nhanh, liền sẽ có càng hơn cao thủ tới. Bao quát cửu cung quỷ tông người. Không có thời gian, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh. Hắn bốc lên kinh thiên mạo hiểm, giấu ở trong biển, từ phía dưới tới gần cái kia kiếp văn kết giới. Càng đến gần, hắn thì nhìn đến rõ ràng hơn. Tối thiểu 15.000 cái, trên cơ bản đều là 5, 6 cấp. Bất kể là ai đem kiếp nguyên, để ở chỗ này, mặc kệ cái này kiếp văn kết giới, do ai bố trí mà thành, đều không trọng yếu. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lần này, hắn liều mạng. Kiếp văn kết giới bên trong. Hơn 200 trung lão niên người, trên cơ bản đều là kiếp lão thân phận. Những thứ này bình thường tại chỉnh cái thần vực bên trong, cao cao tại thượng các chúa tể, gặp qua rất nhiều bảo bối. Chính bọn hắn cộng sinh thú, rất nhiều đều có hơn 600 ngôi sao. Có thể ngay cả như vậy, nhìn đến cái này hơn 10.000 năm. Sáu cấp thiên địa kiếp nguyên, bọn họ liền hô hấp, đều biến đến nặng nề. Một cái thần vực trung kiên lực lượng, chính là thần vực mở rộng cùng cướp bóc tư nguyên căn bản. Công lao này, thực sự quá lớn. Trước mắt kiếp văn kết giới bên trong, hết thảy có ba phe nhân mã. Bọn họ phân biệt theo ba phương hướng, hướng bên trong lui. Căn cứ công bình hữu hảo cạnh tranh nguyên tắc, tất cả mọi người liều mạng, không đến mức cho đối phương dở trò xấu. Nhưng nói thật, muốn là xông vào nhiều người, thật muốn đoạt lên, không động thủ tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại coi như hòa khí, mỗi người đều tại cắm đầu xông về phía trước. Cái này kiếp văn kết giới tên là Tinh Hà Đấu Long kết giới, bọn họ vừa phát hiện nơi này thời điểm, kết giới phía trên tinh thần dày đặc, như cùng một vùng biển sao. Làm người đầu tiên hướng lúc tiến vào, những cái kia điểm sao thì hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành từng đầu tinh thần thần long, thò tới mỗi người trước mắt. Tại cái này Tinh Hà Đấu Long kết giới phạm vi bên trong, cộng sinh thú nếu là phóng xuất, sẽ bị kết giới trực tiếp bước ra đi. Chỉ có ngự thú sư mới có thể tiến lên. Muốn phải xuyên qua kết giới, nhất định phải liền muốn, đấu long. Cái gọi là đấu long, cũng là ngự thú sư hai tay nắm ở, phía trước tinh thần thần long hai sừng, lấy tự thân cảnh giới lực lượng cùng thân thể lực lượng các loại, cùng cái này tinh thần thần long đấu sức. Chỉ có từng bước một tiến lên. Đem tinh thần thần long đẩy mạnh trong kết giới người, mới có thể xuyên qua kết giới. Cái này kiếp văn kết giới ngăn cản phương thức, xem ra càng giống là một loại khảo nghiệm, quả thực có chút buồn cười. Thế nhưng là, hiện tại đang ở bên trong,
cùng tinh thần thần long đấu sức những người tu luyện, không có chút nào cảm thấy buồn cười. Bọn họ sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Có người trực tiếp bị cái kia tinh thần thần long đỉnh bay ra ngoài, có người đẩy tinh thần thần long tiến lên. Có thể mấu chốt là, càng đến chỗ sâu, tinh thần thần long hội tụ điểm sao thì càng nhiều, lực lượng thì càng mạnh. Tại cái này đấu sức bên trong, hoàn toàn không thể mưu lợi. Cái này dẫn đến cho đến nay, đều vẫn chưa có người nào, có thể thông qua kết giới. Nếu không dựa theo khảo nghiệm phương thức đến, cưỡng ép xâm nhập, ngược lại sẽ bị tinh hà đấu long kết giới, toàn lực oanh tạc, mạng nhỏ khó đảm bảo. Trước mắt mà nói, đẩy tinh thần thần long, đi đến chỗ sâu nhất có ba người, vừa vặn phân biệt đến từ cái này tam đại thế lực. Đầu tiên là tứ tượng hải tông bên này, một cái thanh niên tóc lam, mình trần hùng vĩ, toàn thân đều là khỏe mạnh bắp thịt, giống như một đầu tráng kiện dã thú. Cơ thể của hắn tuy nhiên thô to, nhưng là cũng không khó nhìn, dù sao, cực cao dáng người để hắn tỷ lệ, lộ ra phi thường tốt. Hắn xem ra muốn so người chung quanh, muốn trẻ tuổi rất nhiều, lộ ra lực lượng cảm giác càng hung mãnh. Cho nên, hắn là lớn nhất tới gần, cái kia hơn vạn thiên địa kiếp nguyên người. Lúc này thời điểm, hắn bắp thịt cả người kéo căng, sinh tử kiếp lực điên cuồng phun trào, nhục thân như thần long một dạng. Hắn có được biển cả cuồn cuộn chi lực, hai tay nắm ở trước mắt to lớn ngôi sao thần long hai sừng, tiếp tục đỉnh lấy nó tiến lên. Hắn khắp khuôn mặt là gân xanh, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng nộ hống. Hắn gọi, Long Ý Trần, nay tuổi chưa qua 50 tuổi. Lấy hắn cảnh giới thọ mệnh đến xem, kỳ thật số tuổi này, đại khái cũng là Chu Tước Quốc hơn 20 tuổi mức độ. Long Ý Trần, chính là Long Tiểu Phàm huynh trưởng, tứ thượng hải Long Vương Long Thương Nguyên con trai trưởng. Người này khuôn mặt đã vặn vẹo, hai mắt khát gao nhìn lấy những cái kia thiên địa kiếp nguyên, bộc phát ra lực lượng kinh người, đẩy tinh thần thần long tiến lên. Xâm nhập trình độ gần với hắn người, hết thảy có hai cái. Một cái là Thất Tinh Thiên Tông, trưởng Tôn Thiên Hành. Còn có một cái, là Lục Đạo Kiếm Tông, Phong Mân Tịnh. Trưởng Tôn Thiên Hành hơn 100 tuổi, là cái trung niên văn sĩ, xem ra rất phiêu giật. Trong mắt của hắn ánh sao lấp lánh, có thể lúc này thời điểm, hắn cũng phải không để ý hình tượng, phát ra từng tiếng gào thét, đẩy tinh thần thần long tiến lên. Phong Mân Tịnh, ngược lại là chỉ so với Long Ý Trần lớn một chút. Nàng bề ngoài số tuổi, xem ra cùng, Bạch Tử Căng, không sai biệt lắm. Người này một thân lam váy, khí độ yêu nhã, có thể lúc này thời điểm, đồng dạng tóc rối tung, áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể cắn răng tiến lên. Nàng đồng dạng là Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục đệ tử. Nhưng nói thật, Phong Thanh Ngục treo tên đệ tử rất nhiều, hắn tránh thức cẩn thận chỉ dẫn cũng chỉ có một cái kia chính là Khương Vô Tâm. Ngay cả như vậy, có thể làm Phong Thanh Ngục đệ tử, chứng minh Phong Mân Tịnh tại Lục Đạo Kiếm Tông địa vị rất cao. Bọn họ Thái A Kiếm Tộc, Phong Thị cũng là Lục Đạo Kiếm Tông đệ nhất thị tộc. Trừ bọn họ ba cái, những người còn lại cách bọn họ, còn có một chút khoảng cách. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần ba người bọn hắn kiên trì, cần phải có khả năng xuyên qua kết giới. Càng sớm đi vào người, thu hoạch khẳng định rất phong phú. Long Ý Trần đã tới gần kiếp nguyên. Phát hiện kiếp nguyên bảo tàng về sau, ta đã lập tức khiến người ta trở về thông báo, đoán chừng gần nhất trợ giúp, đã nhanh đến. Nhưng là, nếu như tại bọn họ đến trước đó, chính ta có thể cầm tới nhiều nhất kiếp nguyên, trực tiếp đem sự tình làm tốt, như vậy ta tại cha ta trong lòng địa vị khẳng định sẽ càng cao, tương lai thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Đây là chúng ta tứ tượng hải tông cơ hội vùng lên, những thứ này kiếp nguyên, đối với chúng ta quá trọng yếu. Tiểu phàm đã không có, lão quỷ tử tự đông đảo, ta muốn trổ hết tài năng, nhất định lực áp quần long, đây là ta đời này cơ hội tốt nhất. Long Ý Trần toàn thân đều không chi giác. Hắn cảm giác mình quá phế đi, có thể ý niệm trong lòng còn tại trèo trống. Để hắn ý chí bền bỉ điên cuồng, cả người như là thật chó điên. Hắn một bên nộ hống cho mình đánh máu gà, một bên hung hãn đè lại, trước mắt càng lúc càng lớn tinh thần thần long. Ta muốn thắng, ta là trở thành tứ tượng thần vực đế hoàng, vẫn là làm người khác chó, thì nhìn lần này. Đừng quên mẫu thân là chết như thế nào, đừng quên những cái kia hại nàng nữ nhân, còn tại nhởn như ngoài vòng pháp luật, đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Long Ý Trần, nếu có một ngày, người có thể leo lên, Hải Long Vương, vị trí, nhất định sẽ cảm tạ hôm nay chính mình. Xông lên a! Hắn gầm thét, trong đầu quanh quẩn hình ảnh, đều là mình 10 tuổi sinh nhật đêm hôm đó.
cái kia chính mình kính yêu nhất nữ nhân, phục hạ độc dược, bị các nàng xinh xinh bức tử. Nàng dùng vô cùng quyến luyến cùng thống khổ ánh mắt, nhìn lấy chính mình. Một khắc này tan nát cõi lòng, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Kiếp nguyên, kiếp nguyên. Hắn cảm giác mình, càng ngày càng gần. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn chợt nghe sau lưng, truyền đến từng tiếng kinh hô. Là bởi vì ta nhanh đi vào, cho nên bọn họ ngồi không yên, hô to gọi nhỏ sao. Bình tĩnh đi, loại chuyện tốt này, rơi vào trên đầu ta, nhất định là mẫu thân trên trời có linh thiêng, tại che chở ta. Lòng ý Trần không quay đầu lại, ý chí chiến đấu của hắn, càng ngày càng mãnh liệt. Có thể không biết vì cái gì, cái kia tiếng kinh hô âm càng lúc càng lớn. Chung quanh phong bạo quá hung mãnh, có chút nghe không rõ ràng. Cái gì? Hắn làm sao cảm giác, chính mình giống như nghe được một cái tên quen thuộc. Lý Thiên Mệnh. Hắn đương nhiên biết đây là ai. Chỉ là, kiếp nguyên đang ở trước mắt, hắn cho là mình, chỉ là nghe lầm thôi. Chớ để ý. Hắn tiếp tục hướng. Đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện, tại hắn đối diện trưởng tôn Thiên Hành cùng Phong Mân Tịch, đều dùng rung động, đờ đẫn ánh mắt nhìn lấy hắn. Nhìn ta làm gì, Long Ý Trần lơ ngơ. Ánh mắt của bọn hắn, có chút kỳ quái. Sau một khắc, kết giới chấn động một chút. Long Ý Trần bất ngờ nhìn đến, trưởng tôn Thiên Hành cùng Phong Mân Tịch, bởi vì quá mức rung động, dẫn đến phí công nhọc sức, lại bị bọn họ trước mắt tinh thần thần long, cho chấn bay ra ngoài. Đối thủ cạnh tranh, trực tiếp bị loại rồi. Bọn họ muốn lại trở lại vị trí này, tối thiểu đến một phút, khi đó, ta sớm đem kiếp văn dọn sạch. Thật sự là trời cũng giúp ta. Long Ý Trần trong lòng cuồng hỉ. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức, áp chế vui sướng trong lòng, càng thêm cuồng bạo tiến lên. Nhanh, nhanh. Mắt thấy, thắng lợi đang ở trước mắt. Đúng vào lúc này, không biết có phải hay không là ảo giác, ánh mắt hắn ánh mắt xéo qua. Nếu như nhìn đến, bên người có bóng người. Tựa hồ có tóc trắng phấn khởi. Hắn chỉ coi đó là ảo giác. Người cũng quá ra sức đi, tiểu đệ đều mới vừa dậy. Một thanh âm, bỗng nhiên tại bên tai vang lên tới. Một khắc này, Long Ý Trần cảm giác thời gian đình chỉ. Hắn hoảng sợ quay đầu, liền nhìn đến một cái thiếu niên tóc trắng, đứng đang cùng mình vị trí song song, mỉm cười nhìn lấy hai chân của mình ở giữa. Hắn có một cái tay. Một cái khác cánh tay màu đen, nâng trước người, đồng dạng cầm lấy một đầu tinh thần thần long sừng rồng. Nhưng mấu chốt là, hắn tinh thần thần long, vì cái gì chỉ có chính mình 1% lớn nhỏ a? Loại này hình thể, không phải vừa mới tiến kết giới thời điểm, xuất hiện tinh thần thần long sao? Toàn bộ tiến lên quá trình, Long Ý Trần đấu thần long, hình thể khuếch trương gấp trăm lần a. Hai người bọn họ, bên trong một cái liền mệnh đều nhanh dựng vào, toàn thân đỏ thẫm. Thở hồng hộc, một cái khác chắp tay sau lưng, đơn tay nắm chặt tinh thần thần long, đi bộ nhàn nhã, phi tốc tiến lên. Dạng này khác nhau, để Long Ý Trần như bị sét đánh. Mấu chốt là, trước mắt người này, cũng là bị ngũ đại thần vực truy nã cá trong chậu Lý Thiên Mệnh. Ta! Long Ý Trần vừa hô một chữ, Lý Thiên Mệnh một bàn tay, quất vào ót của hắn phía trên. Cái kia to lớn tinh thần thần long, va chạm ở trên người hắn. Trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài, trong nháy mắt rời đi tinh hà đấu long kết giới. Long Ý Trần, đào thải. Màn này, hơn 200 ngũ đại thần vực cường giả đều thấy được. Là cái kia thái cổ thần vực đế tử. Cũng là hắn. Hắn làm sao có thể, như thế nhẹ nhõm đi vào. Bọn họ lại là rung động, lại là khó có thể tin. Càng nhiều hơn chính là sát khí kinh thiên. Đây cũng là đại công lao a. Ngũ đại thần vực. Đều muốn cầm xuống Lý Thiên Mệnh, mọi người đều biết, trên người hắn có bao nhiêu bảo bối. Hắn chết, bảo vật đến cùng về người nào, khẳng định phải xem ai trước đoạt đến a. Tranh thủ thời gian thông báo tông chủ. Cái này hơn 200 người đều bay mất 10 cái, ra ngoài tìm người đi. Đến mức những người còn lại, chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh, đỉnh lấy một đầu tiểu long, trực tiếp xuyên qua tinh hà đấu long kết giới. Hắn vì cái gì có thể dạng này? Chân tướng là, trộm thiên nhất tộc hắc ám tí. Tinh hà đấu long kết giới, cũng là thiên văn kết giới, nhưng phàm là kết giới, Lý Thiên Mệnh không nói toạc giải, trên cơ bản làm đến đổi trắng thay đen, vấn đề không lớn. Cái này một hàng môn đạo rất sâu, trước mắt đến xem, hắn dùng hắc ám tí bắt được cái kia tinh thần thần long thời điểm, tay cầm liền có thể tự nhiên cảm giác, cái này thần long kỳ thật chính là do thiên văn ảo diệu tạo thành,
có chút cùng loại lục đạo ngộ kiếm thạch kiếm chướng, nhưng thật ra là có thể dùng hắc ám tí xé rách, chỉ là xé rách về sau, biểu hiện bên ngoài là tinh thần thần long không lại tăng lớn. Trên thực tế, là kết cấu của nó, bị Lý Thiên Mệnh phá hư. Nếu bàn về trộm đồ, cùng Lý Thiên Mệnh cái này chủng tộc thiên phú so sánh, cái này hơn 200 người khẳng định không có cách. Tại bọn họ trợn mắt hốc mồm thời điểm, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được hạnh phúc. Nhanh a, hắn điên rồi. Hắn đầu tiên là đem tu di giới chỉ bên trong nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ trống rỗng, ném ra ngoài. Nơi này là tinh hà đấu long kết giới bên trong, tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ trực tiếp xuất hiện. Nó một bên dùng cành lá, dây leo, đem vô số thiên địa kiếp nguyên quét về phía Lý Thiên Mệnh, một bên còn không quên, tại thời khắc sống còn khẩn cấp ăn thịt, nó thì cùng đói như bị điên, một trận cuồng ăn. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, cũng đang giúp bận bịu. Lý Thiên Mệnh càn quét mà qua, vô số thiên địa kiếp nguyên, rơi vào hắn tu di giới chỉ bên trong, hắn đều nhanh kiếm chết lặng. Phát tài. Tinh hà đấu long kết giới bên ngoài, hơn 200 trưởng bối cường giả, đờ đẫn nhìn lấy hình tượng này, thế giới quan đều lộn xộn. Lúc này mới bao lâu? Một mình hắn, đem hơn 1.500.000 thiên địa kiếp nguyên, đều cho dẹp xong. Gia hỏa này, hiện tại là cái gì động bảo khố a? Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian vây quanh a, hắn cái này ngu ngốc, đoạt những bảo bối này, hắn có thể rời đi nơi này. Trợ giúp đội ngũ phía trên sắp đến. Đến đón lấy ai có thể đoạt đến bảo bối, xem vận khí đi. Long Ý Trần, trưởng tôn thiên hành cùng Phong Mân Tịnh bọn người không có tuyệt vọng, tại lúc đầu ngốc trệ cùng phiền muộn về sau, bọn họ lập tức kịp phản ứng, vội vàng an bài nhân thủ. Mặc kệ hắn dựa vào thủ đoạn gì đi vào, cũng không thể để hắn rời đi nơi này, chờ ta cha đến. Long Ý Trần nghiêm nghị hô, ánh mắt đã tinh hồng. Vừa mới thất bại để hắn có chút khó chịu. Nhưng hôm nay nhìn đến chính là càng lớn hy vọng cùng công lao. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh triệt để trở thành, cải biến vận mệnh bảo khố, toàn thân đều đang phát sáng. Hắn chết chắc, có chút tranh chấp, không quan hệ thiện ác. Đụng phải, cái kia chính là không đội trời chung. Long Ý Trần cả một đời đều chưa từng giết mấy người, hắn vẫn luôn tại khổ tu, trưởng thành, có thể giờ khắc này, hắn tựa như là thấy được tử thù, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, trong lồng ngực sát cơ. Cơ hồ nổ tung. Tinh hà đấu long kết giới bên trong, tất cả kiếp nguyên tới tay. Đến đón lấy đương nhiên là lập tức bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh một hơi thời gian, đều không muốn dừng lại. Hắn tự nhiên nhìn đến, người bên ngoài, đã tại đợi chờ mình. Làm sao làm, Miêu Miêu hỏi. Vọt thẳng, Lý Thiên Mệnh nói. Người có nắm chắc không? Không có a, tối thiểu một nửa có thể sẽ bị giết chết. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi còn như thế lãng? Đừng nói nhảm, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, tranh thủ thời gian rút lui đi. Lý Thiên Mệnh trước để chúng nó về cộng sinh không gian, thừa dịp còn lại tinh thần người còn chưa tới, hắn trực tiếp từ nội bộ xông vào kết giới. Đúng vào lúc này, có thể là bởi vì kiếp nguyên bị thủ sạch sẽ quan hệ, tinh hà đấu long kết giới, trực tiếp biến mất. Lý Thiên Mệnh tại chỗ xuất hiện tại hơn 200 người trước mắt. Cái này giống như là một cái không đến mảnh mỹ nhân, bị hơn 200 độc thân tráng hán bao vây. Các tráng hán tại chỗ thì điên rồi. Giết! Mỗi cái tráng hán đều muốn cái thứ nhất làm hắn, tràng diện này thì bốc lửa. Không ra Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn chính là, làm hắn biến thành bảo vật bản thân thời điểm. Trên thực tế, hắn cũng không phải là lấy một địch 200, cái này 200 người ở giữa cạnh tranh lẫn nhau, thực sự quá lớn. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời. Vô số bạo loạn công kích bạo phát, Lý Thiên Mệnh đều cảm giác đại đa số công kích, không là vì mình mà đến. Ba cái kia tông môn lẫn nhau ở giữa, đều nhìn chằm chằm đối phương, Long Ý Trần vốn là lớn nhất tới gần Lý Thiên Mệnh, kết quả hắn vừa giết đi lên, bị Thất Thinh Thiên Tông người trực tiếp vây quanh. Tràng diện đại loạn, càng là Lý Thiên Mệnh cơ hội. Nhân tính chính là như vậy, hắn xuất hiện đến quá đột ngột, đối phương căn bản không có ngồi xuống thương nghị cơ hội. Hiện tại hắn thành di động bảo khố, một chút chiêu chọc một chút, cái này một giết, lại thêm hình thể to lớn cộng sinh thú thần thông oanh tạc, còn có đầy trời bao phủ phong bạo cùng sóng biển, Lý Thiên Mệnh mình bị đụng đi nơi nào cũng không biết, chớ nói chi là những người khác. Ầm ầm, hắn bị công kích đến nhiều lần, bụng trúng một kiếm, còn tốt để tử phủ tháp chặn, trên bờ vai bị chặt một đao, còn bị rất nhiều cộng sinh thú thần thông, nổ toàn thân cháy đen. Hỏa lực này thực sự quá hung mãnh. Lý Thiên Mệnh tại chỗ thì không chịu nổi.
ta dựa vào, kích thích. Không biết nơi nào tới cộng sinh thú, một bàn tay tố tại lồng ngực của hắn, đem Lý Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài, trong lúc nhất thời trực tiếp ra vòng vây. Buồn cười chính là, cái kia hơn 200 người còn tại đại hỗn chiến, giết đến trời đất mù mịt. Người đâu, người đâu? Ta thế này mẹ ngươi, lăn đi, Lý Thiên Mệnh ở bên kia. Giết hắn. Lý Thiên Mệnh không để ý tới nhiều như vậy, nếu không chạy thì thật xong, còn tốt đám người này, không có mạnh đến không nhưng đối phó trình độ. Miêu miêu, giao cho ngươi. Một đầu lôi đình cự thú, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh dưới trướng, vạn điện cực bạo phát, miêu miêu xoay người chạy, xông lên mây xanh, hướng về tinh không mà đi. Truy. Di động bảo tàng, đều chạy, bọn họ đương nhiên không hỗn chiến, hơn 200 người tăng thêm hơn 400 cái cộng sinh thú, toàn bộ ngút trời, tất cả mọi người khóa chặt đế ma hỗn độn, theo ở phía sau truy. Luận tốc độ, có người sắp có người chậm, bất quá, nơi này có một số người, thế nhưng là thất trọng sinh tử kiếp cảnh tồn tại, còn có một số đồng dạng có tốc độ sở trường ra hỏa, muốn thoát khỏi bọn họ, thật đúng là không dễ dàng. Tỷ như cái kia Long Ý Trần, ra hỏa này cũng là phấn khởi quái vật. Để mắt tới Lý Thiên Mệnh về sau, hắn cùng như điên cuồng, một đường điên cuồng đuổi theo, cái kia nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, đều không có chớp mắt. Ngươi có bị bệnh không ngươi? Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Cháu trai, đừng đi, Long Ý Trần gầm thét lên. Tại phía sau hắn, còn có trưởng tôn Thiên Hành, Phong Mân Tịnh chờ một chút người. Miêu miêu sử xuất suốt đời nỗ lực, một đường phi nước đại, người phía sau vẫn là rất nhiều. Không vùng được. Vậy phải làm sao bây giờ a? Miêu miêu khổ não nói. Đừng nóng vội, Sơn Nhân tự có diệu kế. Lý Thiên Mệnh nói. Sơn Nhân, ta còn tưởng rằng là người bị thiến meo. Cút. Đối phương đuổi đến quá hung, mỗi người đều chạy thành chó điên, dán tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, quăng nửa ngày, đằng sau còn có hàng trăm người. Động tính quá lớn. Lý Thiên Mệnh cau mày. Hắn không xác định, diệu kế có hữu dụng hay không. Nhưng là hiện tại. Đã không có lựa chọn nào khác. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Huỳnh hỏa bọn gia hỏa này, hoàn toàn không có tai họa trước mắt giác ngộ. Nó cùng Lam Hoang, Tiên Tiên ba cái tại cộng sinh không gian bên trong, thì cùng là đang xem kịch giống như, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh ngồi tại Miêu Miêu trên thân, một đôi bắp đùi kẹp lấy Miêu Miêu, quay người mặt hướng sau lưng cái kia hơn 100 cái kẻ đuổi giết. Những người này nguyên một đám ánh mắt đỏ thẫm, thì như điên cuồng, căng thẳng cổ, điên cuồng đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Có người lấy cộng sinh thú, có người dứt khoát chính mình ngự không phi nước đại. Bảo vật phía trước, đoán chừng bọn họ cả một đời, đều không như thế phấn khởi qua. Nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, mở ra trong tay tu di giới chỉ. Hắn cộng sinh thú, đều hiếu kỳ hắn, thoát thân diệu kế, là cái gì? Tại bọn họ chừng to mắt nhìn thời điểm. Lý Thiên Mệnh tu di giới chỉ bên trong, nguyên một đám đồ vật vung bay ra, hướng về người đuổi giết kia đánh tới. Thứ gì? Mọi người còn tưởng rằng là thiên văn thư, sắc mặt đại biến. Tại bọn họ né tránh trong nháy mắt, liền đem cái kia lít nha lít nhít bay tới đồ vật, nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đây là thiên địa kiếp nguyên. Rất nhiều người trợn cả mắt lên. Lý Thiên Mệnh chỉ vung ra một nhóm, nhưng cũng có trên trăm cái thiên địa kiếp nguyên. Mấu chốt là những bảo bối này có thể đụng tay đến, hướng thẳng đến trên mặt bọn họ đập tới a. Bọn họ là thuận tay cầm, vẫn là né tránh đi, tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Cái này trên trăm cái kẻ đuổi giết, đều có như vậy trong nháy mắt thác loạn. Trong đó phần lớn người, tỉ như trước mặt Long Ý Trần bọn người, đều tiếp tục nhận định Lý Thiên Mệnh, sẽ không bị hơn 100 cái thiên địa kiếp nguyên ảnh hưởng, bọn họ né tránh đi, tiếp tục liều mạng điên cuồng đuổi theo. Nhưng nói thật, vẫn là có người tâm động. Bọn họ tự nhận là, đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, công lao đều không đến được trên người mình. Vậy còn không bằng, thừa cơ vụng trộm cho mình vơ vét điểm tiện nghi. Tới tay kiếp nguyên số lượng không nhiều, không ai sẽ cùng bọn hắn truy cứu, thiên tinh cảnh vốn là không có chất béo. Cái này nếu có thể thừa cơ, thần không biết quỷ không hay làm một chút bảo vật, nhất định rất thoải mái. Dạng này người không coi là nhiều, nhưng chỉ cần bọn họ một chút tâm động, kỳ thật tương đương vừa rồi kéo căng tinh thần, đã phá công. Thì một cái nháy mắt, bọn họ liền bị Lý Thiên Mệnh bỏ rơi. Hơn 100 cái thiên địa kiếp nguyên phiêu phù ở tinh không, thì hơn 10 cái người ngừng lại, một người tối thiểu có thể cầm tới 10 cái. Bọn họ liếc nhau, chỉ đờ đẫn một hồi biết, liền tranh thủ thời gian cướp đoạt. Rất hiển nhiên,
Lý Thiên Mệnh cái này diệu kế, tuy nhiên rất đơn giản, nhưng lại đánh chúng vào nhân tính. Bọn họ không phải đội ngũ thủ lĩnh, hư huyễn công lao, vĩnh viễn không có trước mắt bảo bối, khiến người tâm động. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh không là hẹp hòi đi rồi người. Đã muốn chạy trốn lấy mạng, liền muốn bỏ được nỗ lực, hắn nhất định phải mau chóng, đem sau lưng những thứ này người đáng ghét bước đi. Dây dưa quá lâu, sớm muộn sẽ dẫn tới nhiều người hơn. Cho nên, hắn ở phía trước, điên cuồng hướng phía sau nện thiên địa kiếp nguyên. Ta dựa vào, người cái này bại gia tử A, đây chính là ngươi nói diệu kế. Miêu miêu dở khóc dở cười. Thằn lằn vì tránh né nguy hiểm, đều sẽ gãy đuôi, hiểu rồi hả? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Muốn bỏ được, mới có mệnh. Có lẽ 100 ngày địa kiếp nguyên vãi ra, hiệu quả không lớn. Nhưng là, làm hắn liên tiếp đem lên ngàn thiên địa kiếp nguyên, tát tại cái này hơn 100 người trên mặt, để bọn hắn bình quân đầu người đều có thể đoạt đến 10 cái thời điểm, cục diện triệt để thay đổi. Không phải mỗi người đều là Long Ý Trần, cần đại công lao hướng phụ thân chứng minh chính mình. Những người khác cản lại Lý Thiên Mệnh, nhiều lắm là khen thưởng mấy cái thiên địa kiếp nguyên. Đối mặt cái này đưa đến trên mặt bảo bối, nhìn đến những người khác ngừng lại, điên cuồng cướp đoạt, thu hoạch to lớn, càng ngày càng nhiều kẻ đuổi giết tâm tình hỗn loạn. Đừng khách khí, ta đưa các ngươi. Tại thời điểm do dự, lại là hơn 100 thiên địa kiếp nguyên đập tới. Khác tâm động, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ truy. Long Ý Trần hô to. Hô còn về sau, hắn nhìn lại, kém chút thổ huyết. Truy đến nơi đây, hắn tứ tượng hải tông người, chỉ còn lại mấy cái. Còn lại, thu bảo bối về sau trực tiếp chạy, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết, đến cùng là ai cầm đồ vật. Anh em, khác đoạn người tài lộ A. Lý Thiên Mệnh thanh âm, từ phía trước rằng giặc truyền đến. Long Ý Trần cắn răng lại truy. Phía trước một tia chớp vòng xoáy hồn thiên điện ngục oanh kích mà đến, chặn bọn hắn đường đi. Trước đây Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú thần thông, bọn họ rất nhiều người cùng một chỗ ngăn cản, hiện tại người ít, cái kia hồn thiên điện ngục oanh minh nổ tung, Long Ý Trần chỉ có thể dựa vào mấy người xông phá, sau khi đột phá, miêu miêu vị trí càng xa hơn. Tuyệt không thể theo ném. Dù là kẻ đuổi giết càng già càng thiếu, Long Ý Trần bọn họ 10 cái, thất trọng sinh tử kiếp kiếp lão, vẫn tại chết truy. Cùng lúc đó, có số lớn nhân mã, đi tới viên kia phong hải tinh thần. Trong đó thì bao quát cửu cung quỷ tông người. Cửu cung quỷ tông đồng dạng có người đóng quân nơi đây, bất quá bởi vì quá mức phân tán, phát hiện thiên địa kiếp nguyên thời điểm, bọn họ tạm thời không có chạy đến. Hiện tại nhiều người, liền huyết ý quỷ vương đều mang một chúng cường giả, tự mình mà đến. Huyết ý huynh. Hắn vừa tới thời điểm, thì có một vị người mặc màu xanh lam long bào trung niên nam tử, nghênh đón đi lên. Chính là tứ tượng Hải Long Vương, Long Thương Nguyên. Tứ tượng tông chủ, huyết ý quỷ vương nhìn thoáng qua hiện trường. Quả nhiên, thiên địa kiếp nguyên đã không có. Huyết ý huynh gọi ta Thương Nguyên là có thể. Long Thương Nguyên sắc mặt nghiêm túc, thẳng vào chủ đề, nói, huyết ý huynh hẳn phải biết, là cái kia Lý Thiên Mệnh cướp đi cái này hơn vạn thiên địa kiếp nguyên A. Hiện tại hắn đã chạy, nhưng ta tứ tượng hải tông người, bao quát nhi tử ta ở bên trong, còn đang đuổi giết hắn. Thương Nguyên huynh đã tới trước, làm sao không đuổi theo, chẳng lẽ là đã mất đi phương hướng? Huyết ý quỷ vương nói. Cũng không có, nhi tử ta Long Ý Trần làm việc cẩn thận, đã dọc theo đường cho chúng ta lưu lại dấu hiệu, tiểu đệ ta biết huyết ý huynh đang trên đường đi, liền chờ lâu đối đãi ngươi chỉ chốc lát. Long Thương Nguyên cười nói. Cái kia liền đa tạ Thương Nguyên huynh, huyết ý quỷ vương nói. Hắn tâm lý nắm chắc. Tứ tượng Hải Tông cũng không có như Lục Đạo Kiếm Tông cùng Lưỡng Nghi Ma Tông nói như vậy ngữ quyền, cho nên, bọn họ leo lên, nịnh nọt, làm thuần chính người hầu, Long Thương Nguyên cơ hồ cùng mỗi cái quỷ vương quan hệ đều rất tốt, lần này cũng mượn cơ hội này, kéo gần lại cùng huyết ý quỷ vương quan hệ. Mời huyết ý huynh theo ta đi, Long Thương Nguyên làm cái tư thế mời. Đều đuổi theo, huyết ý quỷ vương đối sau lưng cửu cung quỷ tông những người tu luyện nói. Ông, một đám mấy trăm cái đỉnh phong cao thủ. Dọc theo Long Ý Trần lưu lại tín hiệu đuổi theo. Huyết ý huynh yên tâm, chỉ muốn đuổi kịp nhi tử ta là được rồi, hắn nhất định dán tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, lần này, tuyệt đối để tiểu hài này mọc cánh khó thoát. Long Thương Nguyên nói. Ha ha, lần trước phá giải ta phệ tâm trùng, để hắn chạy trốn, có thể để ta mất thể diện. Huyết ý quỷ vương nói. Chính vì vậy, lại trời đưa đất đẩy làm sao mà mở ra thiên tinh cảnh, há không càng đẹp. Long Thương Nguyên an ủi.
tiểu tử này lá gan thật đúng là đủ lớn, còn dám ra đây giật đồ. Là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là ăn gan báo. Huyết ý quỷ vương ánh mắt âm trầm, cái kia đỏ như máu miệng rộng, lộ ra hai cái nanh. Long Thương Nguyên dẫn đường, đám người bọn họ cấp tốc tiến lên, trên đường còn đụng phải Lục Đạo Kiếm Tông cùng Lưỡng Nghi Ma Tông kẻ rượt đuổi, bất quá Phong Thanh Ngục cùng Lý Thải Vi không tại. Long Thương Nguyên vượt qua bọn họ. Quả nhiên, bọn họ cấp bậc này cường giả, coi như cảnh giới bị áp chế, cái kia cũng không phải phổ thông kiếp lão, chỗ có thể so sánh tồn tại. Tiểu tử này dù sao cũng là người trẻ tuổi, làm việc xúc động một số, sớm muộn tự ăn ác quả. Vận khí thứ này, không phải mỗi lần đều tốt. Long Thương Nguyên đến. Huyết ý quỷ vương lâm vào trầm tư. Huyết ý huynh có thể là đang nghĩ, kết giới, sự tình. Long Thương Nguyên hỏi. Đúng. Ta cũng cảm giác động, gia hỏa này cánh tay, giống như có thể rất lớn trình độ phá vỡ kết giới. Tỷ như chí cao kiếp nguyên trước kết giới bình chướng, còn có lần này tinh hà đấu long kết giới, ta nghe nói hắn cơ hồ không trở ngại đi vào. Long Thương Nguyên nói. Loại thiên phú này quá kỳ diệu, nếu như là cánh tay nguyên nhân. Một hồi bắt đến hắn, trước tiên đem cánh tay này chặt, tránh khỏi để hắn tìm tới thiên tinh cảnh nội bộ kết giới bỏ chạy. Huyết ý quỷ vương nói. Thiên tinh cảnh nội bộ có rất nhiều kết giới sao? Long Thương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Huyết ý quỷ vương nhìn hắn một cái. Là ta lắm mồm, Long Thương Nguyên lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Cũng không có gì, ngươi là người một nhà, sớm muộn có thể biết càng nhiều. Huyết ý quỷ vương nói. Một câu, chính mình người. Để Long Thương Nguyên vẻ mặt tươi cười, nói, vì cửu cung quỷ tông hiệu lực, chúng ta nhất tộc muôn lần chết không từ. Thương Nguyên huynh có thấy xa, có bá lực, là người làm đại sự. Huyết ý quỷ vương nói. Đó cũng là dính huyết ý huynh ánh sáng. Ha ha. Sau một lúc lâu, huyết ý quỷ vương lại hỏi, tới gần không có. Cái này không biết, bất quá, cái kế tiếp tiêu ký không xa. Huyết ý quỷ vương nhíu mày, nói, lần này. Tuyệt đối không thể để cho cái này, tiểu tiện nhân, trốn thoát. Huyết ý huynh rất kiêng kỵ hắn. Không phải kiêng kỵ, mà chính là cảm thấy quỷ dị. Mấy ngày trước đây, hắn giết ta nhóm cửu cung quỷ tông 9 cái kiếp lão, trong đó có 2 cái 6 tầng tử kiếp. So sánh thiên hạ đệ nhất hội, hắn thời gian ngắn lại có rất tiến nhanh bước. Nếu như là ở bên ngoài, hắn tiến bộ lại lớn, mấy năm này đều không thành tài được, nhưng tại thiên tinh cảnh, chúng ta cảnh giới bị áp chế. Ta lo lắng muốn là không có nhanh chóng giải quyết, để hắn tiếp tục kéo dài, sinh tồn bản sự mạnh hơn, sẽ chỉ càng ngày càng phiền phức. Huyết ý quỷ vương nói. Tiểu tử này trưởng thành cũng quá hung mãnh a, sẽ không phải ra hỏa này, mới thật sự là tôn thần chuyển thế, theo nữ chuyển thế thành nam, nhiên linh cung trong kia cái là ngụy trang. Long Thương Nguyên nói. Người ý nghĩ này, có nhất định khả năng. Chúng ta tông môn bên trong, cũng có người suy đoán hắn là hiên viên đại đế chuyển thế. Dù sao, hiên viên si đều có thể chuyển thế, hắn là nhân tộc thủy tổ, cũng có khả năng a. Huyết ý quỷ vương nói. Đây cũng quá mơ hồ, ta cảm thấy vô nghĩa, chiếu nếu như vậy, chúng ta tứ tượng hải thần, các ngươi cửu cung quỷ thần, toàn bộ đều phải chuyển thế. Hiên viên si nhất định là một ngoại lệ, dù sao chỉ nàng 20 tuổi thành thần, sau đó ly kỳ tử vong. Long Thương Nguyên nói. Huyết ý quỷ vương nhìn hướng về phía trước. Hắn so với ai khác đều bức thiết. Phải nhanh một chút giết chết Lý Thiên Mệnh, nếu không tâm lý luôn có điểm bất an. Có một chút hắn không nói, cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh có người Hoàng Long Giáp, lấy hắn cùng hiên viên đại đế quan hệ, lại thêm hiên viên đại đế cùng cái này thiên tinh cảnh liên lụy, huyết ý quỷ vương lo lắng nhất, cũng là kẻ này phá hủy đại sự của bọn hắn. Huyết ý huynh không cần lo ngại, dù sao sinh tử kiếp cảnh tu luyện, không có tiền bối truyền đạo, hắn dù sao còn tại 30 tuổi trước bạo phát kỳ, qua lúc này đoạn. Trừ phi hắn thật sự là hiên viên đại đế chuyển thế, nếu không đều phải chậm lại. Nơi nào có người trời sinh liền có thể thành thần, một đường bạo phát. Long Thương Nguyên đã tìm được Long Ý Trần tiêu ký, tiếp sau đó chỉ về một phương hướng khác. Cái này tiêu ký là vừa để xuống, nói rõ bọn họ ngay ở phía trước. Long Thương Nguyên nói. Truy, huyết ý quỷ vương nói. Huyết ý huynh yên tâm, tiểu hài này, đã đợi tại không có. Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Tình huống đã tốt quá nhiều. Hắn hiện tại thân về sau, chỉ còn lại 3 người. Theo thứ tự là Long Ý Trần, Phong Mân Tịnh cùng Trưởng Tôn Thiên Hành. 3 người này khả năng đều là thất trọng tử kiếp cảnh giới. Lấy Long Ý Trần cùng Phong Mân Tịnh 2 người tuổi tác, có thể tu đến, những nguyên kiếp lão, trình độ,
nói rõ bọn họ tại 30 tuổi trước, đồng dạng cực kỳ xuất sắc. Cùng là nhị nguyên kiếp lão trưởng Tôn Thiên Hành, tối thiểu hơn 130 tuổi. Nói thật, trưởng Tôn Thiên Hành số tuổi này, mới là Viêm Hoàng Đại Lục các cường giả đỉnh phong tuổi tác. 100 đến 200 tuổi, là rất nhiều một đời người mạnh nhất thời gian. Điều này nói rõ, lòng ý Trần bọn họ, cũng còn có rất lớn trưởng thành không gian. Còn lại kẻ rượt đuổi, bởi vì tốc độ cùng kiếp nguyên các loại nguyên nhân, đã bị Lý Thiên Mệnh bỏ rơi. Còn lại ba người này, hoàn toàn không quan tâm kiếp nguyên. Nếu như bị đuổi kịp, Lý Thiên Mệnh khẳng định đấu không lại ba người này. Bọn họ cảnh giới rất cao, thuộc về không có bị phong cấm kết giới giam cầm người bên trong, mạnh nhất một cái cấp độ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục đi tới. Người phía sau ít, ngược lại dễ dàng. Tỷ như, hắn vọt thẳng tiến một khỏa tràn đầy lôi đình tinh thần, chui vào lôi bạo bên trong, liền trực tiếp bỏ rơi Phong Mân Tịnh cùng trưởng Tôn Thiên Hành. Đến sau cùng, hắn theo cái này lôi bạo tinh thần rời đi thời điểm, thì còn lại một cái Long Ý Trần. Ngươi là chó A, còn có thể truy, Lý Thiên Mệnh phiền muộn. Sau lưng ra hỏa này, cũng là một cái chó điên. Hắn hiện tại toàn thân đều kéo căng thành màu tím, còn đi theo Lý Thiên Mệnh đằng sau. Ngươi xong, Long Ý Trần nói. Ngươi cuối cùng, vứt bỏ thì xong việc. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bắt đầu không ngừng xông vào những cái kia tinh thần, tiến đụng vào các loại băng hà địa ngục. Ta đi, còn không có vứt bỏ hắn. Lý Thiên Mệnh không dám dừng lại, lo lắng gây nên những người khác chú ý. Meo, thêm chút sức a. Cần ngươi nói. Miêu miêu hóa thành lôi đình, điên cuồng bôn tẩu. Nó tốc độ cao nhất trùng kích, Long Ý Trần xác thực kém một chút. Đoán chừng, lại chờ một lúc, liền có thể vứt bỏ hắn. Đến lúc đó, chúng ta tại hữu kinh vô hiểm, lấy được 14.200 bên thiên địa kiếp nguyên. Tuy nhiên ném xuống hơn 1.000, nhưng Lý Thiên Mệnh không thế nào đau lòng. Đều giống như trắng kiếm lời. Miêu miêu tìm kiếm có thể tránh né tinh thần, đang tiến hành sau cùng xông vào. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh thấy được một khỏa kỳ diệu tinh thần. Cái kia một khỏa ngôi sao, từ trên nhìn xuống, tựa như là một cái ánh sáng viên bàn, chậm chạp trong tinh không xoay tròn, thoạt nhìn như là một cái vòng xoáy. Rất nhiều bốn phía chiếu rọi mà đến quang mang, lâm vào cái này vòng xoáy bên trong. Nó xem ra hoàn toàn tĩnh mịch, mặt ngoài cũng không nhìn thấy bất kỳ bùn đất, hiển nhiên không có chút nào nơi đặt chân. Lý Thiên Mệnh vốn không sẽ chú ý đến nó. Chỉ là, làm hắn lướt qua cái này tinh thần thời điểm, nhân hoàng long giáp lần nữa có phản ứng, chỉ hướng một ngôi sao này. Lần trước, nó vì Lý Thiên Mệnh, tìm được cái này hơn vạn thiên địa kiếp nguyên, nói rõ là tại tạo phúc chính mình. Đi vào. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh. Rất hiển nhiên, nhân hoàng long giáp tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Không nói cái này tinh thần có cái gì bảo tàng, nếu có thể trợ giúp chính mình, sau cùng vứt bỏ Long Ý Trần, vậy cũng coi như không tệ. Lý Thiên Mệnh hướng về vòng xoáy này một dạng tinh thần trụy lạc mà đi. Cái kia ánh sáng lóng lánh viên bàn, càng lúc càng lớn, xem ra nó giống như tại thôn vệ ánh sáng. Tại chung quanh của nó, có lít nha lít nhít vết nứt không gian. Những cái kia vết nứt đều hiện lên vặn vẹo hình dáng, hiển nhiên cái này không gian chung quanh, đều bị bóp méo. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, một cỗ nói không rõ ràng hấp lực, tác dụng trên người mình. Không chỉ là bên ngoài thân, mà chính là thân thể mỗi một cái hạt nhỏ, đều bị cái này một cỗ lực lượng hấp dẫn. Cái này khiến hắn cùng Miêu Miêu ra tốc té xuống. Cơ hồ tại chớp mắt trong nháy mắt, liền bị quang mang kia chìm ngập. Ở trước đó, Lý Thiên Mệnh trước hết để cho Miêu Miêu trở lại cộng sinh không gian, sau đó trực tiếp đem nhân hoàng long giáp, cho kêu gọi ra. Một thân nhân hoàng long giáp, cuối cùng cảm giác tốt hơn nhiều. Loại kia bị bóp méo cảm giác, đã biến mất. Một khắc cuối cùng, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, trông thấy Long Ý Trần tại chỗ rất xa, thì dừng bước. Hắn lấy vô cùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh vị trí cái này một cái ngôi sao, để hắn cảm thấy hoảng sợ. 2 phút đồng hồ sau, Long Thương Nguyên trong tinh không, tìm được cái kia thần sắc suy bại thanh niên. Người đâu? Hắn liền vội hỏi. Tại Long Thương Nguyên sau lưng, còn có Cửu Cung Quỷ Tông cùng Tứ Tượng Hải Tông người của song phương lập tức. Huyết Ý Quỷ Vương cùng Long Thương Nguyên đứng chung một chỗ. Ánh mắt hừng hực nhìn lấy Long Ý Trần. Ngươi đừng nói cho ta, hắn rơi xuống rồi. Long Thương Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng, Long Ý Trần cúi đầu. 3.
Long Thương Nguyên quăng hắn một bàn tay, cả giận nói, Cửu Cung Quỷ Tông muốn giết người, người trực tiếp bức cho chết rồi. Trên người hắn còn có một cặp bảo bối đâu. Cha, ta chỉ là truy hắn mà thôi, là chính hắn chủ động xông vào. Ta đoán chừng hắn cũng không biết, loại này, hắc động tinh thần, không thể đi vào. Long Ý Trần buồn bực nói. Đuổi theo, đem người truy chết rồi. Công lao này còn không có mỏ lấy, trước hết chịu một bàn tay. Long Ý Trần, người qua đây. Huyết Ý Quỷ Vương hô một tiếng. Đúng, Quỷ Vương tiền bối. Long Ý Trần cung kính đứng tại trước mắt hắn. Miêu tả một chút đi qua. Huyết Ý Quỷ Vương ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn cướp đi kiếp nguyên về sau, ta một đường truy đến nơi đây, hắn đại khái không biết, hắc động tinh thần, nguy hiểm, muốn xông vào, mượn nhờ địa hình vứt bỏ ta, kết quả trực tiếp bị nuốt. Long Ý Trần nói. Cứ như vậy. Long Ý Trần gật đầu. Huyết Ý Quỷ Vương híp mắt, nhìn lấy hắc động tinh thần, khoát tay nói, trước tản ra, đem toàn bộ hắc động tinh thần vây lại, một con ruồi cũng không thể thả đi. Vâng. Cửu Cung Quỷ Tông mấy trăm cái kiếp lão, trực tiếp nghe lệnh tản ra. Nhiều người như vậy, trên cơ bản đem nơi này phong kín. Huyết Ý huynh, các ngươi không phải đã nói, tinh đồ phía trên tiêu ký, loại này hắc động tinh thần không thể tới gần, đi vào hẳn phải chết sao? Long Thương Nguyên hỏi. Đúng. Vậy nói rõ, cái này đế tử đã chết chắc, dù sao tinh đồ đặc thù tiêu ký qua, đúng không? Long Thương Nguyên hỏi. Cũng đúng. Vậy tại sao còn phải phong đường? Lý do an toàn, chủ yếu là gia hỏa này, trên thân không thể tưởng tượng sự tình nhiều lắm. Nhiều xác nhận một chút, tổng không có sai. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Có đạo lý. Long Thương Nguyên chỉ có thể nói, Lý Thiên Mệnh thực sự có chút năng lực. Làm cho Huyết Ý Quỷ Vương loại nhân vật này, tại sao khi hắn chết đều tiếp tục phòng bị, đã tính toán lợi hại. Chết ngược lại là tốt, cũng là trên người hắn quá nhiều bảo bối. Không biết đi phương nào, quá lãng phí. Huyết Ý Quỷ Vương giận dữ nói. Đúng vậy à. Long Ý Trần, người sẽ không phải giết hắn, chiếm bảo bối, đem người ném xuống đi. Huyết Ý Quỷ Vương cười nói. Long Ý Trần tê cả ra đầu, vội vàng nói, Quỷ Vương tiền bối, vãn bối trước đây nói, câu câu là thật, tiền bối có thể kiểm tra vãn bối vật phẩm tùy thân. Ha ha, chỉ đùa với ngươi mà thôi, chớ khẩn trương. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Huyết Ý huynh yên tâm, đứa nhỏ này khuyết điểm cũng là quá thành thật, không có nói láo qua. Long Thương Nguyên nói. Đàng hoàng tốt, không thành thật hài tử, đã hài cốt không còn. Huyết Ý Quỷ Vương nhìn một chút phía dưới hắc động kia tinh thần, từ tốn nói. Quỷ Vương, chúng ta muốn tại cái này thủ nhiều lâu. Cửu Cung Quỷ Tông thuộc hạ hỏi. Thủ đến chúng ta rời đi thiên tinh cảnh. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu có thể nhìn thấy thi thể, đương nhiên không thể tốt hơn, không phải sao? Huyết Ý Quỷ Vương mỉm cười nói. Về phần hắn, khẳng định còn có chuyện trọng yếu hơn. Rời đi thời điểm, Huyết Ý Quỷ Vương mở ra tinh đồ. Tinh đồ phía trên, có 1000 cái ngôi sao số hiệu, tiêu ký. Trong đó có 9 cái ngôi sao, đánh lên gạch đỏ. Mặt trên còn có văn tự đánh dấu, hắc động tinh thần, sông lầm hẳn phải chết. Sông lầm. Huyết Ý Quỷ Vương thu hồi tinh đồ, mang theo nhân vật trọng yếu, trực tiếp rời đi. Giết! Hoảng hốt ở giữa, bên tai truyền đến kinh thiên tiếng la giết. Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ, hắn không biết mình trong bóng đêm, phiêu đãng bao lâu thời gian. Lúc này thời điểm, hắn giống như đi tới một cái thông đạo, phía trước không có cuối cùng. Ngay sau đó, tiếng la giết càng ngày càng rõ ràng, hắn mở ra mệt mỏi ánh mắt, bất ngờ nhìn đến cái này thông đạo bốn phía trong vách tường. Giống như có mơ hồ hình ảnh. Đó là một trận kinh thiên chiến đấu, vô số gương mặt lướt qua đi, có người có thú. Cũng có một loại hình thể quái vật to lớn, bọn họ hiện lên hình người, trên người có rất nhiều lông tóc, tướng mạo xấu xí, toàn thân lân giáp, mặt mũi hung dữ. Rầm rầm rầm, vô số chói tai oanh minh, chấn động thiên địa. Hiên Viên Đại Đế, Hiên Viên Đại Đế. Có vô số hò hét, mang kích động, sùng kính tâm tình, tại bên tai vang lên tới. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, đáng tiếc hình ảnh quá mức mơ hồ, hắn đại khái nhìn ra được, khả năng này là hơn 200.000 năm trước, nhân tộc cùng địa ngục nhất tộc chiến đấu hình ảnh. Hắn ở trong hành lang hướng phía trước phiêu đãng, thân thể cũng không từ chính mình khống chế. Hết thảy chung quanh, phù quang lược ảnh, tràng cảnh biến hóa, hắn chỉ có thể nhìn ra cuộc chiến đấu kia, 10 phần vất vả, thương vong vô số. Đến cuối cùng,
nhân tộc kết thúc nô dịch kiếp sống, thoát khỏi súc vật thân phận, chính thức đứng lên, tại cái kia hiên viên đại đế dẫn dắt phía dưới, trở thành cái này vô tận chủ nhân của đại lục. Vậy nhất định, là một đoạn vĩ đại mà bao la hùng vĩ lịch sử. Sinh mà làm người, nên có tôn nghiêm còn sống. Tại cái này cổ quái trong tinh thần, nhìn đến có quan hệ với hiên viên đại đế hình ảnh, càng nói rõ cái này thiên tinh cảnh, cùng hiên viên đại đế có quan hệ. Lý Thiên Mệnh thấy được rất nhiều thái cổ thời đại nhân tộc vạn dân, chiến đấu quật khởi hình ảnh. Rốt cục có một khắc, phía trước xuất hiện ánh sáng. Siêu! Hắn tiến đụng vào cái kia ánh sáng bên trong, ý thức bắt đầu thanh tỉnh. Tại cái cuối cùng trước mắt hắn xuất hiện một cái màu vàng óng văn tự. Cái kia chính là, nhất, một, đến cùng đại biểu cái gì? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Ông, thân thể của hắn bỗng nhiên biến nhẹ, cả người khôi phục chi giác. Hắn lập tức điều tra bốn phía. Hắn phát hiện, chính mình bất ngờ về tới tinh không bên trong. Bất quá, hắn cũng không tại vừa rồi cái ngôi sao kia phụ cận, mà là xuất hiện ở một mảnh quen thuộc trong tinh không. Dưới chân của hắn có một ngôi sao hỏa diễm, không phải liền là hắn chút thời gian trước, đợi viên kia sao. Ta tựa như là theo một cái thông đạo đi ra. Hắn nhìn lại, sau lưng cũng là đầy trời tinh không, nơi nào còn có thông đạo. Đây là không gian đại Nazia. Lý Thiên Mệnh mộng. Hắn giống như bỗng dưng rời đi vị trí. Dựa theo hắn đoán chừng, hắn tiến viên kia cổ quái tinh thần, cách nơi này, tối thiểu đến tốc độ cao nhất chạy lên 2 ngày. Hắn rơi vào cái kia cái ngôi sao, vậy mà xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Ngoại trừ Khương Phi Linh, thiên giới vi thành, hắn chả chưa thấy qua loại này không gian Nazi phía trên thủ đoạn. Hắn đứng tại chỗ, mộng rất lâu. Bất kể nói thế nào, cuối cùng đã thoát khốn. Hữu kinh vô hiểm, mà lại trọng bảo tới tay. Thời khắc cuối cùng, xuất hiện, nhất chữ, rốt cuộc là ý gì? Là lần đầu tiên ý tứ, vẫn là thứ nhất, nếu như là lần đầu tiên. Có phải hay không muốn ta về đi cái chỗ kia, một lần nữa? Nếu như là cái thứ nhất, có phải hay không, vẫn còn có tương tự tinh thần, sau khi đi vào, sẽ để cho ta vị trí đại chuyển di? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đoán mò. Nhưng là, hắn không định hành động thiếu suy nghĩ. Lần này nói thế nào đều quá mạo hiểm, mà lại sự thật chứng minh, ta thực lực bây giờ, không quá đầy đủ sinh tồn. Ta mới xuất hiện ở bên kia, bây giờ bị chuyển rời đến nơi này, đoán chừng. Không ai sẽ ngờ tới, ta vậy mà về đến nơi này. Chung quanh đây ngược lại an toàn nhất. Đã như vậy, ngay tại bế quan này đi. Trong tinh không có chút chướng mắt, hắn liền lại lần nữa về tới cái này ngôi sao hỏa diễm. Lần này cẩn thận rất nhiều, trực tiếp chui vào dung nham chỗ sâu. Cái này tinh thần phía trên, còn có trên trăm cái cửu cung quỷ tông người, những người này ở đây khu vực biên giới, hẳn là sẽ không quá mạnh. Hy vọng bọn họ chớ quấy rầy ta, nếu không. Lý Thiên Mệnh trong mắt, lóe qua một đạo lãnh quang. Nơi này không có phồn tinh thiên ý, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mượn nhờ Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp tu hành. Muốn như trước kia một dạng đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên không có khả năng. Mà lại, hắn muốn an tĩnh chút, nhưng không như mong muốn, cái này hỏa diễm tinh thần phía trên cửu cung quỷ tông kiếp lão nhóm, ngẫu nhiên vẫn là sẽ tìm kiếm đến phụ cận, ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh tiến độ. May mắn là, bọn họ tự nhận là tuyệt đối an toàn. Cho nên so sánh phân tán, nhiều lắm là 3 người tổ 1. Phàm là có người phát hiện hắn, tự nhiên tại chỗ động thủ, hiện tại toàn bộ thiên tinh cảnh người đều coi hắn là bánh trái thơm ngon, nơi này cũng không có thương tiếc hắn thánh mẫu. Bất quá, anh bà bọn họ, đều bị Lý Thiên Mệnh giết, những người này cũng không ngoại lệ. Lý Thiên Mệnh phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Cái kia chính là, cái kia dung hội hỗn độn thần đế truyền thừa 2 mắt, có thể nhìn đến một số đặc thù đồ vật. Hắn là gần nhất mới phát hiện. Cái gọi là vật kỳ quái, cái kia chính là mỗi cá nhân trên người, có một cỗ dữ tợn khí tức, cùng loại một loại sát khí, oán khí tụ hợp. Nói thí dụ như cái kia anh bà, thân phía trên loại khí tức này thì rất nặng. Giết nàng về sau, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, tích đức, lực lượng. Mấy ngày nay, hắn lại gặp một cái cửu cung quỷ tông lão giả, gia hỏa này không có 2 mắt, đoán chừng đã sớm mù. Hắn tuyên bố muốn đào Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Kết quả bị Lý Thiên Mệnh làm thịt. Giết hắn về sau, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa cảm nhận được, loại kia công đức thiên ý, phúc trí tâm linh, làm dịu đế hoàng thiên ý trưởng thành, cùng chúng sinh thiên ý một dạng dễ chịu. Không biết lão quỷ này, đào bao nhiêu người ánh mắt. Thật sự là biến thái a. Lý Thiên Mệnh cảm giác dùng mình.
Trên thế giới này, có đủ loại người, lựa chọn đủ loại phương thức, làm bản thân lớn mạnh. Nhược nhục cường thực thế giới, muốn thiên hạ thái bình không có khả năng, luôn có người mượn nhờ tự thân cường đại, ỷ thế hiếp người, thậm chí cực kỳ tàn ác, mà lại không người có thể trị. Hỗn độn thần đế truyền thừa, để cho ta có thể nhìn đến chúng sinh thiên ý, hấp thu chúng sinh thiên ý, càng có thể tại trên người một người, nhìn đến hắn quá khứ tội nghiệt. Nói thật, một người càng là vô đạo, trên người lệ khí liền sẽ càng nặng. Người bình thường nhìn không ra loại này lệ khí tầng thứ, mà ta lại có thể phân biệt ra được, người nào phát rồ, vừa xem hiểu ngay. Cái này thuận tiện. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, nhân quả có báo ứng, tác nghiệt người, trốn không thoát thiên đạo chế tài. Có lẽ, đế quân chính là vì chế tài mà sinh, hắn nói, là dẫm lên tội đồ núi thây biển máu, bò lên trên đỉnh phong. Ta đi đế hoàng con đường, đã định trước không phải người lương thiện, nhưng tuyệt đối không phải ác đồ. Là đế người, lòng có tiêu xích, nếu là đế vô đạo, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, tự nhiên sẽ xuất hiện, người có đạo, trở thành mới đế quân. Lý Thiên Mệnh đồng dạng giết qua rất nhiều người, hắn không cho là mình là người lương thiện, con đường này rất huyết tinh, không ai có thể chỉ lo thân mình. Hắn không cách nào cân nhắc chính mình đúng sai, nhưng là, nếu là có sai, chúng sinh sẽ chế tải hắn. Đế hoàng thiên ý, chỉ có tạo phúc chúng sinh, công đức vô lượng, mới có thể có một không hai. Hỗn độn thần đế, để cho ta thấy rõ một người tội nghiệt, thậm chí đều không cần chứng cứ, loại bản lãnh này, tự nhiên là muốn ta, vì dân trừ hại. Cái kia xuất thủ thời điểm, thì muốn xuất thủ. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía toàn bộ hỏa diễm tinh thần. Vậy liền để ta xem một chút, các ngươi những người này, người nào chỉ tu thiên đạo, người nào phát rồ. Nếu chỉ tu thiên đạo, trừ phi đối phương theo đuổi không bỏ, muốn giết mình, nếu không, Lý Thiên Mệnh không sẽ chủ động đối phó bọn hắn. Như phát rồ, lệ khí sâu nặng, như cái kia anh bà một dạng, để cộng sinh thú nuốt ăn trẻ sơ sinh, phạm phải qua ngập trời tội nghiệt, không người thẩm phán, Lý Thiên Mệnh liền tới thẩm phán. Hỗn độn thần đế, để hắn liếc một chút xem thấu. Như anh bà loại này người, tại cửu cung quỷ tông tỷ lệ, vẫn là tương đối cao. Cái này cùng cả một cái thần vực không khí, ý chí, truyền thừa, đều có quan hệ rất lớn. Nói ngắn gọn, đây chính là một cái thần vực hồn. Lý Thiên Mệnh chủ động xuất kích, lặng yên vô hình ở giữa, cái này hỏa diễm tinh thần phía trên, cửu cung quỷ tông người càng lão càng ít, thế nhưng là, bọn họ buông lỏng mà phân tán, căn bản không có ý thức được vấn đề này. Sau 5 ngày, Lý Thiên Mệnh giải quyết thứ 17 cái đối thủ. Đây là một cái 6 tầng tử kiếp kiếp lão, là người tướng mạo anh tuấn, xem ra ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Lý Thiên Mệnh không biết hắn từng làm qua cái gì, nhưng, hắn là Lý Thiên Mệnh tại cái này hỏa diễm tinh thần phía trên, gặp qua lệ khí nặng nhất một cái. So cái kia anh bà còn nặng, quả thực ma khí ngập trời. Ai biết, hắn có bao nhiêu hung tàn. Lý Thiên Mệnh giết hắn về sau, lại lần nữa cảm nhận được công đức thiên ý buông xuống. Loại này lực lượng, không có chúng sinh thiên ý rộng như vậy chuyển, nhưng thắng ở thấu triệt nội tâm, càng thêm dễ chịu. Lần này, đế hoàng thiên ý trưởng thành quá lớn. Cùng lúc đó, tử kiếp lực lượng, đồng dạng cướp bóc rất nhiều tội nghiệt chi đồ sinh mệnh chi lực, để sinh chi kiếp hoàn dần dần ngưng tụ. Tứ trọng sinh kiếp. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa cải lão hoàn đồng, biến đến càng kiều nộn. Tử kiếp chi lực cướp bóc, đến từ tiểu mệnh kiếp, hắn không cách nào trưởng khống. Bất quá, những thứ này hung đồ tội nghiệt ngập trời, người đều bị giết, người nào còn quan tâm sinh mệnh lực của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, cho ta lại đến đánh, dạng này hung đồ. Hắn dự định, chủ động xuất kích. Một cái hỏa diễm tinh thần, như anh bà dạng này người, đều có mười mấy người, cái này hơn ngàn cái ngôi sao, đến cùng có bao nhiêu. Cửu cung quỷ tông người, là điên rồi sao? Tại Thái Cổ Thần Tông, rất ít để Lý Thiên Mệnh, cảm nhận được như thế khó chịu người. Theo lý thuyết, đều là đỉnh cấp thần vực, sẽ không có rõ ràng như vậy khác nhau. Đoán chừng chỉ là đuổi kịp, đi còn lại tinh thần nhìn xem. Giết mười mấy người, cơ hồ vô thanh vô tức. Hỏa diễm tinh thần phía trên cửu cung quỷ tông kiếp lão, còn tại thăm dò. Lý Thiên Mệnh lặng yên rời đi, vượt qua tinh không, đi tới viên thứ hai tinh thần. Đây là một khỏa hàn băng tinh thần, nội bộ đều là đóng băng luồng khí lạnh, vô cùng âm lãnh. Lý Thiên Mệnh chui vào trong đó. Bắt đầu chém dưa thái rau sao, ta phương Bắc chặt vương muốn ra tay. Huỳnh Hỏa hưng phấn nói. Cái gì chém dưa thái rau,
ta cái này gọi thế thiên hành đạo, trù sát tội nghiệt. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Thôi đừng chém gió, ngươi chính là thiên đạo đao phủ, các loại tội đồ giết hết, ngươi cũng muốn xuống địa ngục. Huỳnh Hỏa bĩu môi nói. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Hắn nhìn xem chính mình. Tay dính đầy máu tươi về sau, phải chăng có một ngày, chính mình cũng là hung đồ. Ngươi sợ, Huỳnh Hỏa cười khẩy nói. Không sợ. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Quả thật, ta giết người, cũng là muốn mạnh lên. Nhưng là cha ta nói qua, suy nghĩ thông suốt, không thẹn với lương tâm, là làm người căn bản. Tội đồ vốn đáng chết, như giết bọn hắn cũng muốn bị phạt, ta liền chịu trách nhiệm lại có làm sao. Ta tối thiểu không có để bọn hắn, còn sống rời đi thiên tinh cảnh, tiếp tục hại người. Thói xấu, Huỳnh Hỏa trợn mắt một cái nói. Thái Cổ Thần Tông, Nhiên Linh Cung bên trong. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý ba vị tông chủ, đứng tại trên đại điện. Tại trước người bọn họ, là ngồi ngay ngắn ở tôn chỗ ngồi Khương Phi Linh. Nàng có chút mất hồn mất vía, những ngày qua, trong lòng một khắc đều không có an bình qua. Tại bên cạnh nàng, thị thần điện chủ Phương Thanh Ly cúi đầu đứng thẳng. Phương Thái Thanh ngay tại báo cáo. Tôn thần, thiên tinh cảnh mở về sau, cửu cung, thất tinh cùng tứ tượng ba cái thần vực, quả nhiên đối ngũ hành địa tông động thủ. Bọn họ tam phương đại quân, đã phá vỡ ngũ hành thần vực biên cảnh kết giới. Ngũ hành địa tông rất khó ngăn cản, trước mắt tình cảnh của bọn hắn, vô cùng hung hiểm. Phương Thái Thanh cúi đầu nói chuyện. Nói tiếp đi, Khương Phi Linh nói. Bọn họ đã phát rồ, trước kia động thủ, còn cần một cái lý do, bây giờ lại mặc kệ thiên hạ nghị luận như thế nào, càng sử dụng rất nhiều cực kỳ tàn ác thủ đoạn, nói thí dụ như, đem chiến thi thể người chết, luyện chế thành thi khôi cùng thi thú, vì bọn họ trùng phong bẫy dập. Đây là đối người chết khinh nhờn, loại thủ đoạn này. Sớm đã bị còn lại bát đại thần vực nghiêm lệnh cấm chỉ, chúng ta đều coi là thất truyền, không nghĩ tới bọn họ còn lấy ra dùng, mà lại, lưỡng nghi, lục đạo các loại thần vực, cũng không có khiển trách hoặc là ngăn trở ý tứ. Phương Thái Thanh nói. Nói ngắn gọn, cái này chiến tranh bốc cháy, toàn bộ chín đại thần vực đều lâm vào trong điên cuồng. Vì thắng được thắng lợi, cửu cung quỷ tông sử dụng cấm thuật, hắn đồng minh nhóm đều mặc kệ. Dung túng, cũng là cùng tội. Thế mà. Loại này âm tà cấm thuật, ngũ hành địa tông chỉ có thể tiếp nhận. Cửu cung quỷ tông chính là muốn để ngũ hành thần vực, bị tàn khốc nhất đả kích, để bọn hắn thần vực trên dưới đều oán hận ngũ hành tông chủ Tương Nguyên Quân, thậm chí bước đến bọn hắn phản chiến. Như thế giết gà dọa khỉ, đủ để trong nháy mắt nghiền nát tứ đại tông môn liên minh. Dù sao, lúc trước liên minh quyết định, chỉ do Tương Nguyên Quân mấy người một mình chủ trương, ngũ hành thần vực cũng không phải là tất cả mọi người. Đều không e ngại thế lực bá chủ một dạng cửu cung thần vực. Bọn họ sinh tồn ở tam đại địch thủ trong khe hẹp A. Thương nghị qua sao, làm thế nào, Khương Phi Linh cắn răng hỏi. Tình huống càng ngày càng không xong. Trước mắt ngũ hành thần vực, đã luân hãm 1/5, bất quá đại bộ phận cương thổ, thuộc về bọn hắn chủ động rút khỏi, làm cho đối phương chiếm lĩnh. Chỉ là khổ rất nhiều không kịp đào tẩu bách tính, trên cơ bản đều không có kết cục tốt. Hiện tại, tam phương đại quân còn không giết tới ngũ hành địa tông Sơn Môn, chúng ta đi qua thương nghị, đã khẩn cấp để Phương Thần Vũ cùng Kiếm Thanh Nguyên, hai vị thần soái mang theo Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân gấp rút tiếp viện ngũ hành địa tông. Tam tài, bát quái hai đại tông môn, cũng có viện quân tiến về. Hy vọng có thể trợ giúp ngũ hành địa tông, đứng vững lần này trùng kích. Phương Thái Thanh nói, tôn thần, theo người liên lạc trên tình báo nhìn, đối phương lần này tiến công, kỳ thật cũng là áp chế chúng ta. Không cho phân gia nhân mã đi thiên tinh cảnh. Một khi bọn họ giải quyết thiên tinh cảnh sự tình, mới là quy mô tiến công thời khắc. Ngũ hành địa tông bên kia, nếu là trợ giúp đúng chỗ, dựa vào ngũ hành địa tông thủ hộ kết giới, chống đỡ vấn đề không lớn. Ngũ hành địa tông đã lựa chọn cùng chúng ta đồng minh, nếu như bọn họ tan tác, tam tài thiên tông cùng bát quái tâm tông nội bộ, đoán chừng đều sẽ rất nhanh sụp đổ. Cho nên ta đề nghị, lại tăng thêm một số nhân mã đi qua. Thái cực phong hồ bên này có 9 tầng kết giới thủ hộ, tạm thời không có vấn đề. Nhân nguyên tông chủ Kiếm Vô Ý nói. Ba người bọn hắn nhìn lấy Khương Phi Linh, đợi nàng quyết định. Các ngươi tự làm quyết định là đủ. Cục trên mặt sự tình quá phức tạp, Khương Phi Linh rất khó làm quyết định, vạn nhất bởi vì quyết định của mình, đem sự tình làm hư, sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Nhất là bây giờ Lý Thiên Mệnh không tại. Đúng, tôn thần. Thiên tinh cảnh bên kia như thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Hồi tôn thần,
đối phương đã đem cửa vào đem khống chết rồi, mấy ngàn người đóng giữ, còn bày ra không ít kết giới. Hiên Viên Đạo nói, ý tứ chính là, muốn giết đi vào cứu Lý Thiên Mệnh, kia liền càng khó khăn. Khương Phi Linh nhẹ gật đầu, tại trước mặt bọn hắn, nàng chỉ có thể hết sức che giấu chính mình lo lắng. Mặt khác, tại đối phương trợ giúp đến trước đó, Độc Cô Tấn giống như xông vào. Hiên Viên Đạo nói, hắn tiến đi làm cái gì? Khương Phi Linh hỏi. Không biết, tầm bảo đi. Hiên Viên Đạo nói. Báo cáo hoàn tất về sau, Phương Thái Thanh cùng kiếm vô ý trước tiên rời đi. Ngũ hành địa tông nhất định phải giữ vững. Bọn họ, trách nhiệm trọng đại. Liên quan tới thiên tinh cảnh, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thẩm phán sao. Đi ra Nhiên Linh Cung về sau, kiếm vô ý nói. Có 10 cái chính mình người tiến vào, có thể nội bộ tin tức truyền không ra. Đối phương thiết lập tốt bẫy dập, nước cờ này kém một chiêu, đã định trước tiếp đó, chỉ có thể bị đánh. Phương Thái Thanh nói. Cho nên, tại bị đánh bên trong tìm cơ hội đi. Phương Thái Thanh nói. Thiên tinh cảnh bên trong. Lý Thiên Mệnh tại cái này một khỏa hàn băng tinh thần, hết thảy tìm được 5 cái mục tiêu. Bọn họ đều là lệ khí thận trọng, có thể mang đến cho mình công đức người. Hơn 100 cái cửu cung quỷ tông người, có 5 cái, anh bà, loại này người, số lượng không coi là nhiều. Mỗi người cả đời, hoặc nhiều hoặc ít đều làm qua việc trái với lương tâm, tránh thức để cái này đế quân hai mắt, phân biệt vì, vô cùng hung ác chi đổ, nhất định phải bị báo ứng cũng không có nhiều người. Lý Thiên Mệnh muốn giết sạch loại này người, còn cần kiên nhẫn, nguyên một đám đi tìm. Ngoại trừ cái này 5 cái hung đồ đến, những người khác không có phát hiện tung tích của hắn, Lý Thiên Mệnh liền mặc kệ. Hắn lặng yên rời đi, thay đổi một khỏa ngôi sao, đang lặng lẽ trong lúc vô hình, tiếp tục đưa hung đồ lên đường. Đế quân hai mắt không có bỏ qua, trên cơ bản bị chế tài người, đều có thể mang đến công đức phía trên tích lũy. Tỷ như, Lý Thiên Mệnh trước người cỗ thi thể này. Hắn là cái dài rộng lão giả, tướng mạo dâm loạn, ánh mắt nhỏ hẹp, tại hắn trước khi chết, Lý Thiên Mệnh hỏi qua hắn quá khứ. Chính hắn bàn giao, cả đời này 200 năm, hắn tai họa qua mấy ngàn 13-14 tuổi tiểu cô nương, sau đó đều muốn người giết, còn cắt dưới một cây đầu ngón tay làm kỷ niệm. Tại hắn tu di giới chỉ bên trong, Lý Thiên Mệnh thấy được mấy ngàn con đầu ngón tay, nhìn đến hắn tê cả da đầu. Cái này là nhân gian, còn là địa ngục. Chỉ có thể nói, là phần lớn người nhân gian, một số nhỏ người địa ngục. Lý Thiên Mệnh hỏi hắn vì sao làm như thế, hắn nói hắn tướng mạo xấu xí, từ nhỏ bị nữ nhân ghét bỏ nhục mạ, tự xưng là tuổi thơ bóng mờ, để hắn tại ngày sau quật khởi con đường bên trong, tìm được trả thù cô gái xinh đẹp thoải mái cảm giác, thẳng đến như si như say. Đối mặt dạng này ma quỷ, nắm giữ 6 tầng tử kiếp thực lực, tầm thường 13-14 tuổi cô nương, như thế nào ngăn cản? Cường giả vô ý, tự nhiên đền tội. Lý Thiên Mệnh tâm tình có chút trầm trọng. Tránh thức đi đón tiếp xúc, trên thế giới này một số tối tăm đồ vật, hắn đối cái này yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian, có càng sâu trải nghiệm. Trên thế giới này khó khăn rất nhiều, có thể người bình thường chưa hẳn có thể trông thấy. Nếu để cho dạng này người rời đi, sau khi ra ngoài, hắn mấy ngàn, thì lại biến thành mấy chục ngàn. Một cái thế giới, quá cần một cái thống nhất thế lực, một cái chí cao ý chí, một bộ nghiêm khắc pháp tắc, mới có thể thoát khỏi loạn thế, thành tựu chân chính không lo thịnh thế. Nếu là giết dạng này người, cũng gọi giết hại vô tình, liền để làm người vô tình đi. Người trưởng thành, không chỉ là thực lực trưởng thành. Cái này nhược nhục cường thực thế đạo, nhìn đến mức quá nhiều, liền biết như thế nào đi vì cái thế giới này, làm chút gì. Dù sao, là thế giới sáng tạo ra tự mình. Liên quan tới đế hoàng thiên ý suy nghĩ, như thế nào đi cải biến thế giới. Là Lý Thiên Mệnh chỗ đi con đường hạch tâm. Ta nhìn ra sát nghiệt, thành tựu công đức năng lực, hẳn là gần nhất giác tỉnh, bằng không, giết càn đế quái vật kia, với ta mà nói, đều là cái đại tạo hóa. Lý Thiên Mệnh cười khổ một tiếng. Hắn biết, thế thiên hành đạo về sau, hắn tuy nhiên thu hoạch, có thể những cái kia phát sinh qua cực khổ, những cái kia bị làm nhục người, sẽ không còn có lần thứ hai, thể nghiệm nhân gian cơ hội. Hắn theo không quan trọng đi tới. Cũng biết vô lực thời khắc, đến cỡ nào thê thảm. Ta có cơ hội cường đại, nếu có một ngày, để cho ta trưởng khống cái thế giới này, nhất định khiến mỗi người, đều có cơ hội chống lại vận mệnh, thành tựu tự mình, để mỗi cái sinh mệnh, đều có hắn giá trị. Đây là nguyện vọng của hắn. Hắn không biết, ý nghĩ của mình có phải hay không quá non nớt. Hắn chỉ muốn cứ như vậy,
suy nghĩ thông suốt, không oán không hối đi xuống, liền xem như đi làm một cái, đã định trước không có kết cục tốt Đao phủ, hắn nhận. Sống một chuyến không dễ dàng, nhất định muốn cho vừa ra đời tiểu sinh mệnh nhóm, sáng tạo một cái tốt hơn nhân gian. Phổ thiên đồng tu, vạn dân trục đạo, thiên hạ quy nhất, đạo thống ước vạn, không tốt sao? Hắn chợt nhớ tới, giống như có một người làm được. Hắn là Hiên Viên Đại Đế. Bây giờ người xưng hô hắn là Thủy Tổ, mà ở 20 vạn năm trước, mọi người xưng là hắn làm người hoàng. Nhân hoàng, đế quân, thông thiên lộ, ta đạo không cô. Lý Thiên Mệnh một đường giết hại, một đường tiến lên. Cặp mắt của hắn cùng hai tay, dính đầy huyết tinh. Hắn tựa như là một cái tử thần, theo một cái ngôi sao, chuyển rời đến một cái khác tinh thần. Một số thời khắc, hắn xem ra không giống như là tại giết người, càng giống là tại tu luyện. Hắn đế hoàng thiên ý, tại lần lượt suy nghĩ cùng giết hại bên trong, phi tốc trưởng thành. Sinh kiếp kiếp hoàn bành trướng, để hắn tại tứ trọng sinh kiếp cảnh giới, vẫn có rất mạnh chiến đấu lực. Hắn tại giết địch trước đó, đều sẽ hỏi một chút đối phương đã từng. Loại này người cũng không tính nhiều, chỉ là trùng hợp bọn họ tiếp cận đến cùng một chỗ, để Lý Thiên Mệnh có đem bọn hắn tận diệt cơ hội. Giết tới cái thứ 10 tinh thần, chết ở trong tay hắn hung đồ, đã có 50 cái trở lên, đại bộ phận đều là cửu cung quỷ tông kiếp lão, còn có một bộ phận những tông môn khác người. Hắn cảm giác mình, lại nhanh muốn tiếp cận tử kiếp. Lực lượng tới rất sung sướng, nhưng có lúc, đi nghe nói cực khổ của người khác, kỳ thật cũng là một loại tra tấn cùng thống khổ. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh, thời khắc bảo trì ngập trời phẫn nộ, đem nguyên một đám ác đồ đồ giết sạch. Hỗn độn thần đế cho ta một đôi thẩm phán chi nhãn, đây là một loại tạo hóa, càng là một loại trách nhiệm cùng sứ mệnh. Có một đôi mắt này, yêu ma quỷ quái, như thế nào ẩn trốn? Tiếp tục đi. Sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh lại đụng phải, lần trước gặp qua kỳ quái tinh thần. Cái kia tinh thần giống như vòng xoáy mâm tròn. Nhân hoàng long giáp, lại có chỉ dẫn. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp đi vào. Lại là một trận hoa mắt váng đầu cùng phù quang lược ảnh, lại là 20 vạn năm trước kinh thiên đại chiến, chỉ là chiến đấu địa điểm, có vẻ giống như ngay tại cái này thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh có chút hoảng hốt. Làm hắn xuyên qua thông đạo, từ trong đó đi ra trong nháy mắt, bất ngờ phát hiện, lại xuất hiện một cái màu vàng óng con số. Nó là, 2. Dạng này tinh thần, đến cùng còn có mấy khỏa. Lý Thiên Mệnh rơi vào trầm tư. Thiên tinh cảnh nơi nào đó. Một cái mộc mạc thanh y nam tử, cùng một vị lão giả áo lục, tại cái này trong tinh không gặp gỡ. Cái kia thanh y trung niên trong tay cầm một chương, tinh đồ. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, đối lão giả áo bào xanh kia nói, Thanh Minh, ta đem Khương Vô Tâm cho các ngươi cho ta một chương giả tinh đồ. Đây chính là cửu cung quỷ tông đồng minh thành ý a. Cái gì giả tinh đồ? Không có khả năng. Thân mặc áo bào lục, Thanh Minh quỷ vương, đi vào trước mắt hắn, tràn ngập chắc chắn nói. Ta đi qua năm nơi, tiêu ký chi địa, đã lật cái úp sấp, không có cái gì. Lục đạo kiếm ma phong thanh mục nói. Chúng ta đã nói rồi, tinh đồ phía trên đánh dấu tinh thần, chỉ là có khả năng tồn tại bảo tàng, không nhất định thì có. Thanh Minh quỷ vương nói. Năm nơi, toàn bộ không có. Phong thanh mục hoài nghi hỏi. Tỷ lệ vấn đề, Thanh Minh quỷ vương nói. Đem ngươi tinh đồ, lấy ra nhìn xem. Phong Thanh Mục nói. Ngươi xem qua, Thanh Minh quỷ vương theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một tấm tinh đồ, nói, những thứ này tuy nhiên đều là sao chép được, không phải nguyên đồ, nhưng trên đó tất cả chi tiết, đều vẽ đến giống như đúc. Tinh đồ bản thân cũng không phức tạp, có vài chỗ tiêu ký, vừa xem hiểu ngay không phải sao. Ai biết ngươi cái này một chương, có phải hay không sớm liền chuẩn bị tốt, đến lừa phỉnh ta. Phong Thanh Mục so sánh một chút, phát hiện hai tấm tinh đồ xác thực một dạng. Phong huynh, nói như vậy thì không có ý nghĩa, chúng ta cửu cung thần vực thành ý, người rõ ràng nhất. Người không phải cùng hai vị kia nói qua sao, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chúng ta không cần thiết tại chút chuyện nhỏ này phía trên, đắc tội người đỉnh cao cường giả như vậy. Thanh Minh quỷ vương su nịnh nói. Cho đến nay, các người cầm tới bảo bối không có. Phong Thanh Mục hỏi. Không có. Ngược lại để cái kia Lý Thiên Mệnh, cướp đi hơn 10.000 thiên địa kiếp nguyên, buồn cười a. Thanh Minh quỷ vương lắc đầu cười khổ nói. Cái gì phẩm cấp? Cơ bản 5-6 phẩm. Vậy nói rõ cái này thiên tinh cảnh, thật đúng là một cái bảo tàng chi địa. Phong Thanh Mục híp mắt nói. Điểm này,
tuyệt đối khẳng định, Thanh Minh Quỷ Vương nói. Thì một đứa bé, các ngươi trên 10.000 người mã tiến đến, thảm thức tìm tòi, còn tìm không thấy người. Việc này huyết ý quản, ta cũng không rõ ràng, Thanh Minh Quỷ Vương nói. Đã như vậy, ta điều tới hơn 3.000 người, qua mấy ngày sẽ tiến đến, ngươi cùng bên ngoài phòng giữ người, thông báo một chút đi. Phong Thanh Mục nói. Ngươi đến nhiều người như vậy làm cái gì? Thanh Minh Quỷ Vương cau mày nói.